siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 5. La Quân chỉ có thể nhắm mắt, im miệng, hắn sợ chính mình hội nhịn không được lại lần nữa giận mắng ra. Nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn hành động này tại Lý Dương trong mắt là một loại càng thêm không thể chịu đựng được miệt thị. Lý Dương trong mắt lửa giận càng sâu, liền muốn tiếp tục đối La Quân động thủ. Thế nào biết đúng lúc này, Trình Kiến Hoa thanh âm truyền đến, đầy đủ. Lý Dương quay đầu liền trông thấy Trình Kiến Hoa xuất hiện tại cửa chính. Trình Kiến Hoa nhàn nhạt lạnh lùng, hắn một thân trường sam màu xanh, mang theo xuất trần phiêu giật chi khí. La Quân mở to mắt, hắn cũng đã nhìn thấy Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, bản thân hắn không có chút nào tu vi. Nhưng lại thần kỳ để Lý Dương cùng La Quân dạng này cao thủ, đều không thể phát giác được hắn đến tung tích. Lý Dương nhìn thấy Trình Kiến Hoa, vội vàng lắng lại nộ khí, trong mắt của hắn xuất hiện hơi hơi vẻ xấu hổ. Trình Kiến Hoa cũng không có quá phận trách móc nặng nề Lý Dương, chỉ nói là nói, đi xuống đi. Lý Dương gật đầu, sau đó rời đi. Trình Kiến Hoa đợi Lý Dương sau khi đi, liền đi vào luyện đan phòng, đi vào La Quân trước mặt. Hắn nói ra, người nhất định rất kỳ quái, vì cái gì Lý Dương cùng Moto Akira tu vi cao thâm, nhưng lại nghe ta chỉ huy, đúng không? Điểm này La Quân xác thực rất kỳ quái, bởi vì vô luận là Moto Akira vẫn là Lý Dương, đến bọn họ tu vi cảnh giới. Tính cách đều là kiệt ngao bất thuần, cũng tỉ như chính mình là tuyệt sẽ không qua nghe lệnh của người nào. Tránh thức dẫn lửa, liền xem như thiên vương lão tử cũng phải đấu một trận. Không sai, La Quân nói. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, Moto Akira cùng Lý Dương đều là tại gặp nạn thời điểm, ta cứu bọn họ. Bất quá, người như coi là cũng là bởi vì ta là bọn họ ân cứu mạng, bọn họ thì nghe lệnh của ta, cái kia chính là 10 phần sai. La Quân nói ra, Moto Akira cùng Lý Dương đều là cực tự mình tính cách, cái gì ân cứu mạng đối bọn hắn tới nói, đều là thoảng qua như mây khói. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai. La Quân nói, vậy tại sao, bọn họ muốn nghe lệnh của ngươi? Trên thực tế, trong lòng hắn càng thấy thật không thể tin là, Moto Akira cùng Lý Dương xưng hô Trình Kiến Hoa là chủ nhân. Chủ nhân là cái gì xưng hô? Là nô bộc đối chủ tử xưng hô. Cái này Trình Kiến Hoa làm cho hai tên hóa kính cao thủ cam làm nô bộc, đây là khái niệm gì? Trình Kiến Hoa kéo cái ghế ngồi xuống, hắn từ tốn nói, chuyện này nói đến thì lời nói dài. Bất quá hôm nay ta tâm tình rất tốt, ta như thế nói cho ngươi đi. Ta cùng ngươi ở giữa khác nhau chính là, ngươi tu là võ, ta tu là nói. Võ thuật khởi nguyên tại đạo thuật khởi nguyên trước đó. Nhưng võ là người người thể luyện, đạo là cao thâm mà chắc. Đơn thuần võ, là mãng phu. Chỉ có võ thuật tăng thêm đạo lý, trở thành võ đạo về sau, mới là đại sư. Tỷ như ngươi cùng Lý Dương, Moto Akira bọn họ, đều là đơn giản võ đạo. Chỗ lấy các ngươi thành tựu so với bình thường võ giả mạnh hơn. Hắn ngừng một lát, nói ra, như có một ngày, các ngươi võ đạo bên trong, đạo có thể trở thành có thể chi phối từ trường, cảm giác vận mệnh cấp độ. Vậy các ngươi cũng là không gì làm không được tồn tại. Nhưng có thể đi đến một bước này, rất khó khăn. La Quân nhịn không được nói, vậy ngươi nếu là đi tập võ, chẳng lẽ có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ? Trình Kiến Hoa lắc đầu, nói ra, ta từ nhỏ đối đạo hữu lấy khác hẳn với thường nhân lĩnh ngộ, nhưng đối võ công lại không có gì ngộ tính. Muốn trở thành võ đạo cao thủ, trước tiên cần phải học võ, lại ngộ đạo. Như thế mới là võ đạo, ta là không luyện được võ. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá, đạo cảnh giới tối cao cùng võ đạo đại sư là tương thông. Đạo thuật cao thủ đến tránh thức viên thông linh hoạt khéo léo cấp độ, có thể báo trước chuyện lúc trước sau bởi vì, xu thế cát tránh hỏa. Lại hiểu dưỡng sinh, vì người khác thêu dệt vận mệnh. Đến loại cảnh giới đó, liền xem như đối mặt một số võ đạo cao thủ, đạo thuật cao thủ cũng có thể thông qua cải biến vận mệnh tuyến, để chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta đạo thuật cao thủ, tuy nhiên không giống diễn nghĩa bên trong có thể lôi đình bố vũ, cưỡi mây đạp gió. Nhưng lại có thể nắm giữ vận mệnh, khí vận. La Quân thật sâu nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, hắn giờ phút này đối đạo hữu càng tiến một bước lý giải. Cái này phảng phất là ở trước mặt hắn mở ra một cái hoàn toàn mới môn. Trình Kiến Hoa tiếp tục nói, người sống, toàn bộ nhờ một hơi. Một hơi đoạn, cũng liền chết. Khẩu khí này có thể là ngươi khí phách, nộ khí, cũng có thể là ngươi hy vọng, lý tưởng. Tại chúng ta đạo thuật bên trong, có một môn thần kỳ đạo thuật, gọi là tiểu túc mệnh thuật. Loại này tiểu túc mệnh thuật là thông qua chúng ta sóng điện não tinh thần lực,
cảm ứng đối phương sóng điện não, sau đó ở trong đầu hắn diễn hóa xuất hắn số mệnh tới. Để hắn thật sâu coi là, đây chính là hắn số mệnh. Tiểu túc mệnh thuật một khi thi triển thành công, người liền sẽ đối số mệnh nhận mệnh. Hắn đón đến, nói trắng ra, tiểu túc mệnh thuật là một môn cảm ứng đối phương khí vị trí đạo thuật, cảm ứng được liền cải biến hắn tức giận. Môn đạo thuật này vô cùng phức tạp, không thua gì tinh mật nhất nan giải phương trình. Bằng vào ta đạo thuật, còn chưa đủ lấy thi triển đi ra. Bất quá còn tốt, ta có Long Ngọc có thể trợ giúp ta song thành đạo thuật thi triển. Người buổi tối hôm nay, liền cũng là muốn đối ta thi triển tiểu túc mệnh thuật. La Quân sợ hãi thán phục tại môn đạo thuật này thần kỳ, đồng thời run lên, nói. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai. La Quân không khỏi kỳ quái cùng cực, nói ra, ngươi như là đã nói cho ta biết, ta như thế nào trong hội ngươi tiểu túc mệnh thuật. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, tiểu túc mệnh thuật không phải ngươi trước mắt có thể hóa giải. Ta coi như không nói cho ngươi, ngươi cũng biết ta là tại đối ngươi thi triển đạo thuật. Lúc ấy Lý Dương cùng Moto Akira cũng không tại trong lò luyện đan, liền đều bị tiểu túc mệnh thuật thay đổi. Huống chi, ta đối với ngươi nhọc lòng. La Quân nói, ngươi thì thật tự tin như vậy, ngươi phải biết, ta là thiên mệnh giả chắc chắn sẽ có chút khác biệt. Trình Kiến Hoa nói ra, đây không phải tự tin, mà là ta đối tương lai một loại trưởng khống. Ta nếu là liền điểm ấy đều không thể trưởng khống, cũng không dám đến đánh cắp khí vận, làm mới thiên mệnh giả. Ai, những vật này, muốn nói với ngươi đến thực không thể nghi ngờ là đàn gảy tai trâu, không thú vị chi cực. La Quân không khỏi muốn thổ huyết, nương. Nói xong giống lão tử thật sự là đại thô kệch, cái gì cũng đều không hiểu giống như. Hắn thực nói với Trình Kiến Hoa đã giải đến rất rõ ràng. Tại sao là giờ tí? La Quân lại hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, rạng sáng không điểm là một cái kỳ diệu đoạn thời gian, thường nhân đều coi là rạng sáng không điểm chính là âm khí thịnh nhất thời điểm. Trên thực tế, rạng sáng không điểm chính là âm dương giao thế chuyển đổi thời điểm, rạng sáng không điểm cũng chính là giờ tí. Lúc này ngược lại là trong vòng một ngày, dương khí cường liệt nhất đoạn thời gian. La Quân như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn lại giọng nói nhất chuyển, hỏi, người cái này lò luyện đan luyện là cái gì đan? Trình Kiến Hoa tâm tình hôm nay xác thực rất tốt, hắn rất có kiên nhẫn nói chuyện với La Quân. La Quân hỏi tới, hắn liền cũng liền giải thích nói, luyện đan là một môn đại học vấn, không biết ngươi nghe qua một câu không có. Hắn sau khi nói xong, không đợi La Quân trả lời, còn nói thêm, tin rằng ngươi cũng chưa nghe nói qua. Câu nói này nói đúng là, người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo, chân khí giả thần minh mà thọ. Một cái giống loài lớn bao nhiêu thành tựu, cùng hắn ăn cái gì có quan hệ rất lớn. La Quân hơi hơi run lên, hắn không phải thường nhân, cho nên đối Trình Kiến Hoa câu nói này có rất cảm giác sâu sắc tiếp xúc. Cái kia con thỏ, con ngựa, heo là ăn cỏ. Cho nên nhất định là ngu dốt, đợi làm thịt. Con chó kia cùng sói là ăn thịt, cho nên thì trí tuệ một số. Người kia là ăn cốc, cho nên trí tuệ mà xảo. Nhưng là thường nhân ăn ngũ cốc hoa màu, trong thân thể thì có độc tố, bình thường sống đến 60 tuổi về sau, thân thể cơ năng lại không được. Nhưng như La Quân những cao thủ này, thời gian dài có thể đem thân thể độc tố bài xuất qua, cho nên đến 70 tuổi, y nguyên có thể bước đi như bay. Về phần chân khí, trong truyền thuyết đạo sĩ, hòa thượng có thể không ăn không uống. Cho là giống như thần tiên nhân vật. Như thế nào chân khí? La Quân không hiểu hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, trong truyền thuyết đạo gia cao thủ, có thể hướng uống hạt xương, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chi khí. Bọn họ bật hơi thành kiếm, xúc địa thành thốn, tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, đây đều là chúng ta tin đồn. Tại ta cùng tổ sư gia lý giải bên trong, chân khí chính là ăn đan. Trong lò luyện đan là các loại nhân thể cần thiết dinh dưỡng tinh hoa. Không có bất kỳ cái gì tạp chất. Kể từ đó, chúng ta thời gian dài ăn đan dược, tự nhiên thần minh mà thọ. Chúng ta ăn đan là vì trường thọ, trên thực tế, các ngươi võ đạo cao thủ, đến nhất định cảnh giới về sau, nhất định phải ăn một loại nào đó đan dược. Bởi vì khi đó, thức ăn bình thường vô pháp bổ sung các ngươi dinh dưỡng. Nhưng là loại kia đan dược, chúng ta không thể ăn. Bởi vì chúng ta thân thể không đủ mạnh hung hãn, không chịu nổi chung doanh dưỡng. Hắn ngừng một lát. Còn nói thêm, Lý Dương cùng Moto Akira sở dĩ nguyện ý đi theo ta, còn có một nguyên nhân. Đó chính là bọn họ hy vọng tương lai ta cho bọn hắn luyện đan. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn khi còn nhỏ nghe sư phụ nói qua. Một ít cao thủ, một ngày có thể ăn dưới một con trâu.
vậy cũng là bởi vì thân thể cần thiết dinh dưỡng quá nhiều. Nhưng là một con trâu ăn hết, tạp chất quá nhiều, rất là không tiện. Nếu có những thần kỳ đó đan dược liền tốt. La Quân thầm nghĩ, võ đạo con đường này, muốn đi đường còn quá dài. Chính mình còn cần chậm rãi tìm tòi a, riêng là muốn cùng đạo gia tiếp xúc nhiều. Sau đó, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, khóe miệng nhất thời đắng chát. Còn tìm tòi cái giám a, chính mình cũng sống không quá đêm nay. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Trình Kiến Hoa gặp La Quân không nói, hỏi. La Quân lắc đầu, nhưng ngay lúc đó lại nói, Lâm Thiến Thiến hiện ở nơi nào? Trình Kiến Hoa nói ra, nàng bị giam giữ tại một ngoại nhân tiếp xúc không tới chỗ. Chờ tối nay qua đi, nàng sinh mệnh cũng sẽ đi đến cuối cùng. La Quân nhìn nhiều Trình Kiến Hoa liếc một chút, nói ra, người không nói trước giết nàng, có phải hay không sợ hãi đêm nay có biến số? Sau đó tốt lấy nàng đến kiềm chế ta. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là cá nhân ta thói quen, cho dù không có sơ hở nào, cũng phải cấp chính mình lưu con đường lui. Sau đó, hắn liền đứng lên, nói ra, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Hắn nói xong liền rời đi luyện đan phòng. Cái kia luyện đan phòng cửa sắt lớn đóng lại, La Quân rên lên một tiếng, hắn nội tạng đau đớn tới cực điểm. Thân thể hỏng bét trình độ vượt quá tưởng tượng, lá gan đang xuất huyết bên trong. Nếu như không có kịp thời trị liệu, tiếp tục như vậy, chính mình cũng là sẽ chết. La Quân cả ngày hôm nay đều đang khổ cực trèo trống, đau khổ dày vò. Dạng này tình trạng cơ thể muốn chạy đi, quả thực cũng là nói chuyện viển vông a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, thì đến 11 giờ rưỡi đêm. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Lần này lại là Trình Kiến Hoa, Lý Dương, Moto Akira ba người đều tới. La Quân tim đập rộn lên, hắn biết, đã nhanh trở về không điểm. Chính mình trên thế giới này thời gian có thể dùng phân đến tính toán. Quả nhiên, trên đời này là không có cái gì kỳ tích. Đợi chờ mình chỉ có tử vong. Giờ khắc này, La Quân tâm lý tràn ngập quá nhiều không cam tâm. Hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, bị sư phụ nuôi lớn. Hắn tại mưa bom bão đạn bên trong sông Sáo, hắn chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ. Trong lòng làm sao không có loại kia thiết huyết hào hùng. La Quân từ nhỏ đã cảm thấy mình có chút không giống bình thường. Đương nhiên, đây không phải hắn tránh thức không giống bình thường. Mà chính là mỗi người đều nghĩ như vậy qua, đều cảm thấy mình là trên cái thế giới này nhân vật chính. Càng là La Quân tại chiến thắng từng cái đối thủ về sau, hắn loại chủ giác này cảm giác càng thêm rõ ràng. Ngay cả nằm mơ, hắn đều là một người giữ ải vạn người không thể qua mãnh tướng. Dưới mắt, La Quân tại Trình Kiến Hoa miệng bên trong biết được mình là trời mệnh giả. Loại chủ giác này cảm giác thì càng rõ ràng, nhưng hắn cũng biết. Qua đêm nay, cái gì cũng biết không có. Coi như có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới, khí vận bị tước đoạt đi, chính mình cũng là phế. Mặc kệ La Quân nghĩ như thế nào, Trình Kiến Hoa ba người đã đẩy ra cửa sắt tiến đến. Ánh trăng vung vãi tại ba trên thân người. Trình Kiến Hoa đứng tại phía trước nhất, hắn sắc mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới La Quân. Mà chính là đối Lý Dương cùng Moto Akira nói ra, đem hắn ném vào trong lò luyện đan qua. Vâng, chủ nhân, hai người ứng thanh, sau đó, Moto Akira cùng Lý Dương đi vào La Quân bên người, đem La Quân khoảng chừng kẹp lấy. Đối mặt cái này hai đại cao thủ, La Quân liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể dãy dụa. Huống chi là hiện tại thế nào? Cái kia lò luyện đan cao có 3m5, bên cạnh có cái bậc thang. La Quân bị Lý Dương cùng Moto Akira trên kệ qua, sau cùng bị thô bạo ném vào trong lò luyện đan. Phanh một tiếng, La Quân trùng điệp ngã vào qua, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh, đau đớn khó nhịn. Nương theo mà đến còn có một loại vô cùng khủng hoảng. Cái này có thể cũng không phải người xem nhìn Tôn Ngộ Không bị ném tiến lò luyện đan cảm giác. La Quân biết trong này chính là có vô cùng đại khủng bố. Cũng không biết Trình Kiến Hoa luyện hóa đến là cái kia một loại luyện hóa. Sau đó, cái kia lò luyện đan phía trên lô đỉnh mền lên. Cái này trong lò luyện đan bày biện ra một mảnh tuyệt đối hắc ám tới. La Quân trong này, chỉ cảm thấy bốn phía tròn căng, không thể nào lấy tay. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái mông có chút cấn đau. Lập tức đưa tay sờ soạng, sờ đến tay một cái chớp mắt, La Quân không khỏi ngây người. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Chính mình ngồi lại là 47, châu bò nhất súng tự động, liên phát 36 viên đạn. La Quân trong lòng cuồng hỉ,
Sau đó, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Tại sao có thể có thương đâu? Mẹ nó, Trình Kiến Hoa đùa ta chơi à? La Quân đem 47 trên tay một ước lượng. Hắn đối thương quá quen thuộc, cái này một ước lượng liền biết này thương tính năng tốt đẹp, mà lại viên đạn đều là đầy đủ. Không đúng, này thương cũng không phải Trình Kiến Hoa ở lại đây. Hắn không cần như thế làm như thế. La Quân đầu nhanh chóng vận chuyển lại, hắn biết mình bản thân bị trọng thương. Liền xem như cầm, cũng là thay đổi không cục diện. Bất quá, La Quân trong lòng vẫn là có một chút hy vọng. Cứ việc hy vọng xa vời, vậy cũng muốn so chờ chết tốt. Vì sao lại có súng? La Quân đầu gì khôn khéo, hắn nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Rất nhanh, La Quân liền nghĩ đến vị kia chết đi tổ sư gia. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, vâng, cái này Trình Kiến Hoa tuy nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng tổ sư gia mới là huyền y môn lão đại, Trình Kiến Hoa có thể tính ra đến, tổ sư gia làm sao có thể coi không ra. Nhất định là tổ sư gia cho mình lưu thương, vì cũng là để cho mình báo thù cho hắn. Bất quá, này thương cũng không thể thay đổi cục diện. Tổ sư gia cũng nhất định có thể tính tới chính mình bản thân bị trọng thương. La Quân thầm nghĩ, tổ sư gia đã có thể tính tới chính mình bản thân bị trọng thương, nhất định liền sẽ có hắn an bài. Có lẽ, cái này trong lò luyện đan còn có cái gì tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền tại lò luyện đan bốn phía tìm tòi. Cái này vừa sở tác, vẫn thật là để La Quân sờ đến một cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ theo trang nhẫn kim cương cái hộp nhỏ một dạng. La Quân chộp trong tay, trong lòng cuồng hỉ đứng lên. Hắn biết, cái này cái hộp nhỏ Rickon nhất định là tổ sư gia lưu lại dược vật. Là có thể nhanh chóng chữa trị chính mình thương thế đan dược. Tuy nhiên loại đan dược này nghe theo thần thoại giống như, có chút vô nghĩa. Nhưng La Quân cảm thấy huyền y môn vốn chính là cái rất lợi hại mơ hồ tồn tại, trên người bọn hắn chuyện gì phát sinh đều chẳng có gì lạ. Mang tâm tình kích động. Tựa như là tại đánh mở Pandora hộp ma một dạng. La Quân thành kính mở ra cái hộp nhỏ. Cái này trong lò luyện đan tuy nhiên hắc ám, nhưng La Quân thị lực cường hãn, có thể điện mục sinh mang. Hắn trông thấy trong này quả nhiên là một viên thuốc. Đan dược này nhan sắc hiện ra kim sắc, thì theo cái kia trong tiên hiệp kim đan một dạng. La Quân cầm tại chóp mũi ngửi ngửi, lại không ngửi đến bất kỳ mùi vị. Cái này một khỏa nho nhỏ đan dược là có thể trị hết bệnh chính mình thương thế. La Quân rất nhanh bình phục lại nỗi lòng đến, hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc. Luôn cảm thấy, cái này có chút giống nói mơ giữa ban ngày. Nhưng La Quân cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao lại hỏng bét cũng không có so hiện tại càng hỏng bét tình huống. Tạm thời thì còn nước còn tắt đi. Hắn nghĩ tới cái này, liền đem đan dược hướng miệng bên trong đưa đi. Có thể lập tức, La Quân lại dừng lại. Hắn đột nhiên thì kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này có phải hay không là Trình Kiến Hoa bày dập? Cái này Trình Kiến Hoa khôn khéo vô cùng, có thể hay không hắn tiểu thúc mệnh thuật liền muốn có kim đan này phụ trợ? Có thể hay không, đây hết thảy đều là ảo giác, đây là tiểu thúc mệnh thuật một loại. La Quân trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Hắn trầm ngâm 3 giây đồng hồ sau liền đem kim đan bỏ vào trong miệng, cắn một cái nát, tiếp lấy nuốt vào trong bụng. Nương, khác buồn lo vô cớ, chính mình cũng không thể phạm đa nghi mau bệnh. Trình Kiến Hoa muốn để cho mình ăn đan dược, làm gì làm nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, trực tiếp cưỡng ép nhét là được rồi. Vừa nghĩ đến đây, La Quân cũng liền không hề nghi ngờ ăn đan dược. Sau đó, La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu yên tĩnh cảm thụ đan dược uy lực. Đan dược này tiến vào bụng bên trong, bắt đầu không có cảm giác nào. Sau 5 phút, La Quân cảm thấy bụng phát nhiệt, tiếp theo, hắn cảm nhận được cái kia đan dược dược lực bắt đầu phát ra. Cổ dược lực này vô cùng bá đạo, mạnh mẽ. La Quân thân thể quá hư nhược, lúc này lập tức liền tham lam hấp thu những dược lực này. Dược lực phát ra toàn thân, bên trong phong phú dinh dưỡng bị La Quân tế bào điên cuồng hấp thu. La Quân giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Lúc đầu, loại thuốc này lực người bình thường là không chịu nổi. Cho người bình thường ăn, lập tức liền có thể chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ La Quân, cũng không chịu nổi loại thuốc này lực. Tất nhiên sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng bây giờ, La Quân là cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng. Thân thể của hắn tử lại rất mạnh, cho nên thì vừa vặn đến hấp thu những dược lực này. La Quân đầu thanh minh, những dược lực đó để La Quân huyết dịch lao nhanh. La Quân có thể cảm giác được tế bào tại điên cuồng khép lại tái sinh. La Quân cường đại, toàn bộ nhờ thể nội một cỗ khí. Lúc đầu thụ thương, cỗ này khí bị đánh tan,
cỗ này khí tán về sau, thì vô pháp tại điều động khí huyết, không cách nào lại cường đại. Bây giờ, hắn lại ngưng tụ cỗ này khí dẫn theo thân thể khí huyết bắt đầu ở trong huyết mạch lao nhanh. Vết thương đạn bắn chỗ, La Quân đột nhiên nhất động. Bắp thịt đè ép, cái kia viên đạn lập tức bị đè ép ra ngoài. Sau đó, La Quân lại bắt đầu chữa trị nội tạng. Liên tục không ngừng dinh dưỡng rót vào nội tạng, liên tục không ngừng dinh dưỡng bắt đầu ở tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu tác dụng dưới, tái sinh huyết dịch. Sau 20 phút, La Quân nội thương như kỳ tích tốt. Càng kỳ diệu hơn là, liền đập vỡ hàm răng cũng bắt đầu tinh tế dày đặc mọc ra. Quả nhiên là mọc lại thịt từ xương, người vô dụng thần dược. Mà lại những cái kia dinh dưỡng dược lực còn đang lao nhanh. La Quân đại hỉ, hắn biết hôm nay chính mình liền có thể xông ra nơi này. Chỉ cần lại ở chỗ này tu luyện một giờ, La Quân cảm thấy mình thì có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Mẹ chứng, lần này lão tử trên tay có 47, liền xem như lại đến 10 cái lý dương, lão tử cũng giống vậy xử lý. Cái này là La Quân tự tin. Phải biết Lý Dương tuy nhiên danh xưng thương thần, thương pháp thông thần nhập hóa. Nhưng La Quân thương pháp cái kia tại lính đánh thuê giới bên trong cũng là kinh khủng tồn tại. Chỉ bất quá, La Quân luôn luôn không dựa vào tại thương, cho nên tất cả mọi người ngược lại quan tâm hắn thân thủ, không chú ý hắn thương pháp. Trước đó, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đối mặt Lý Dương cùng Moto Akira lúc. Tuy nhiên Lâm Thiến Thiến có súng, nhưng La Quân cũng không có cách nào tại Lâm Thiến Thiến cầm trên tay thương. Bởi vì Lý Dương sẽ không cho La Quân cơ hội này. Vả lại, Lâm Thiến Thiến thương không được, La Quân coi như cầm cái kia thương trên tay, cũng không phải Lý Dương đối thủ. Liền cũng tại lúc này, rạng sáng không điểm tiến đến. La Quân trong lòng run lên, hắn cảm giác được âm dương chi khí giao thế, dương khí đại thịnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy bên ngoài Trình Kiến Hoa cũng không biết La Quân mặt trong đã phát sinh tình huống. Trình Kiến Hoa trước đó tại tháp hương ngưng thần. Hắn ngồi tại lò luyện đan phía dưới bát quái trận đồ bên trên. Cái này lò luyện đan đã bị lên tới giữa không trung. Bát quái trận đồ chính là đạo gia cao thủ chế tạo ra đến, bên trong có thật nhiều mảnh chi tiết nhỏ, có thể điều động từ trường chi lực. Trình Kiến Hoa lúc này bắt đầu lấy phức tạp thủ thế, phối hợp hắn minh tưởng bên trong cảm ứng từ trường chi lực. Đủ loại từ trường chi lực bị hắn mạnh đại tinh thần lực điều động. Lại thông qua trên cổ hắn chỗ đeo long ngọc đến liên tiếp bát quái trận đồ từ trường chi lực. Cái này mấy cái loại sức mạnh giao hợp lại cùng nhau, trở thành cường đại sóng điện não lực lượng. Liền cũng chính là tinh thần lực. Giờ này khắc này, các loại khí vận, còn có vận mệnh tuyến chờ một chút kỳ diệu từ trường đều tại Trình Kiến Hoa trong đầu hiện ra. Moto Akira cùng Lý Dương liền gặp Trình Kiến Hoa trong tay thủ thế biến hóa cực nhanh, như cưỡi ngựa mặc hoa. Nhưng mỗi một loại thủ thế đều có cái này kỳ diệu vận luật. Trong truyền thuyết, chánh thức đạo gia cao thủ, chính là đả thông trong não vực thần thông chi môn. Có thể cho tinh thần lực hóa thành thực chất, cao như vậy tay căn bản không cần phải mượn nhiều như vậy đạo cụ. Cái này đạo gia câu chuyện, nghe mơ hồ cho nên. Nếu là dùng khoa học thuyết pháp để giải thích, cũng là có thể giải thích đến thông. Mỗi người sinh ra tới, tế bào não khai phát chỉ có 4%. Đợi đến lớn lên. Tế bào não có thể khai phá đến 10%. Có thể khai phá đến 12% cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Giống Einstein cũng là khai phát đến 14%. Tế bào não sinh ra sóng điện não. Các khoa học gia làm qua dạng này luận chứng, nếu là người tế bào não khai phát đến 20%. Liền có thể lấy cường đại sóng điện não chi lực câu thông vạn linh. Khi đó, sóng điện não chỗ sinh ra tinh thần lực liền gọi làm pháp lực. Nếu như tế bào não khai phát đến 30%, liền có thể lấy pháp lực trên không trung ngưng tụ từ trường, hình thành nguyên thần. Nghe nói tế bào não khai phát đến 100%, vậy liền người tại đấu trong phòng. Pháp lực lại có thể ngưng tụ nguyên thần, ngao du chân trời, thậm chí đến cái kia vô cùng thái hư bên trong. Khoa học gia nghiên cứu cho thấy, một ít nhân loại phi tự nhiên siêu năng lực đều là cùng sóng điện não có quan hệ. Những người kia có thể là sinh ra thì không tầm thường. Sóng điện não khác hẳn với thường nhân. Khi sóng điện não chỗ sinh ra tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định. Cái này tinh thần lực thì có thể gọi là pháp lực. Bởi vì cái gọi là pháp lực vô biên, chính là đạo lý này. Bất quá đây hết thảy, cũng đều là các khoa học gia suy đoán cùng nghiên cứu. Chí ít trước mắt, còn không có người nào có thể chân chính đem tế bào não khai phát đến 20%. Cũng không ai có thể đem tinh thần lực chuyển hóa thành pháp lực.
Dưới mắt, Trình Kiến Hoa chỗ vận dụng chính là, sử dụng Long Ngọc cùng bát quái trận đồ huyền diệu. Để tinh thần lực đạt tới pháp lực tác dụng. Trình Kiến Hoa giờ phút này đã cùng cái này trong phòng luyện đan từ trường chi lực dung hợp lại cùng nhau. Hết thảy từ trường chi lực, phần tử, còn có cái kia kỳ diệu vận mệnh tuyến chờ một chút, toàn bộ ở trong đầu hắn hiện ra, tựa như thị phục tạp Internet. Trình Kiến Hoa bắt đầu thúc đẩy chính mình tinh thần lực thông qua phần tử liên tiếp trong lò luyện đan La Quân. Lò luyện đan vô pháp cách trở phần tử liên tiếp. Âm dương từ trường kịch liệt chấn động. Trong lò luyện đan, La Quân lúc đầu đang tốc độ cao nhất chữa trị thương thế. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tinh thần lực làm sao cũng vô pháp tập trung. Đây là rất kỳ diệu tình huống, hắn cảm giác đầu hỗn loạn. Sau đó, hắn liền đã hôn mê. Đây chính là Trình Kiến Hoa tinh thần lực xâm lấn hắn sóng điện não bên trong. Loại công kích này chính là vô hình. La Quân tại trong mơ mơ màng màng, rốt cục có chi giác. Hắn cảm thấy mình hồn phách rời rạc xuất thân thể, đồng thời, La Quân trông thấy một hình ảnh. Bức tranh này bên trong, triển lãm chính mình xuất sinh, phụ mẫu vứt bỏ, sư phụ thu dưỡng, từng bước một lớn lên, luyện công, tại châu phi rong ruổi ngang dọc các loại. Hắn thậm chí nhìn thấy mình sau cùng bị bắt vào trong lò luyện đan các loại. La Quân nhìn thấy mình cuộc đời, đây là một loại phi thường cường liệt cảm giác. Hắn nhìn lấy cái kia trong tấm hình chính mình, trong lòng có loại kỳ diệu khó tả cảm giác. Lúc này, La Quân hoàn toàn nghĩ không ra Trình Kiến Hoa nói qua tiểu túc mệnh thuật. Hắn chỉ cảm thấy cái này chính là mình số mệnh. Khi hình ảnh kia bên trong La Quân sau cùng tại lò luyện đan bị rút lấy khí vật, trở thành phế nhân, lại bị Trình Kiến Hoa vô tình sát hại lúc. La Quân chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, bất đắc dĩ khủng hoảng tới cực điểm. Hắn ý chí lực không hề kiên định. Đây chính là số mạng ta a. Trong lò luyện đan, La Quân ngồi xếp bằng, hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt kịch liệt biến hóa, thân thể run rẩy kịch liệt. Ý hắn chí đã bị cái này tiểu túc mệnh thuật đánh tan, hắn tại nhận mệnh. Trên người hắn khí vận bắt đầu bị từng bước một rút ra. Bên ngoài Trình Kiến Hoa tính trước kỹ càng, hắn muốn đem La Quân khí vận quất lấy ra, sau cùng thông qua phần tử truyền thuyết đến hắn trên người mình. Đây chính là tước đoạt khí vận, cải biến tự thân mệnh cách. Loại hành vi này quả thực cũng là thần hồ kỹ. Sau đó, ngay tại La Quân khí vận mắt thấy muốn bị tước đoạt chạy đợi. La Quân trong đầu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mở mắt ra đi, thiên mệnh giả. Thanh âm này là cái lão nhân, tràn ngập một loại nhu hòa, quang huy cảm giác. Thanh âm này để La Quân cảm thấy rất là ấm áp. Hắn bỗng nhiên giật mình, lập tức liền mở to mắt. Cũng không phải là thật mở to mắt, mà là La Quân khôi phục thanh tỉnh ý thức. Hắn nhớ tới Trình Kiến Hoa, muốn tự bản thân tình cảnh, nhớ tới cái kia trước đó hết thảy, đều chẳng qua là Trình Kiến Hoa tiểu túc mệnh thuật. Mà mẹ nó, hảo lợi hại tiểu túc mệnh thuật, kém một chút thì xong đời. La Quân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng thời, hắn còn không có tránh thức tỉnh lại, đây là một loại rất rõ ràng cảm giác. Hắn biết mình não ý thức hiện tại dừng lại tại trong não vực. Cái này trước mắt một vùng tăm tối chính là tại trong não vực. Tiền bối, La Quân nhớ tới vị lão nhân kia thanh âm, biết là lão nhân kia cứu mình. Hắn cung kính nói ra, tiền bối, còn mời ra gặp một lần. La Quân vừa dứt lời âm, tại hắn não vực trong bóng tối. Cái kia kỳ diệu sóng điện não bắt đầu tổ hợp, sau cùng hình thành một vị lão nhân thân ảnh. Lão giả này tóc râu trắng, diện mục hiền lành. La Quân gặp qua lão nhân kia, cái kia bị thiêu chết tổ sư gia cũng là trước mắt lão nhân. Ngài là tổ sư gia, La Quân vô ý thức nói. Dưới mắt, La Quân cùng vị tổ sư gia này nói chuyện giao lưu, toàn bộ đều là tại trong não vực tiến hành. Chẳng khác gì là sóng điện não giao lưu, bên ngoài là nghe không được. Vậy bên ngoài Trình Kiến Hoa chỉ cảm thấy mắt thấy là phải đem La Quân khí vận quất lấy ra, nhưng đột nhiên, bên trong phát sinh dị dạng tình huống. Tựa như là đột nhiên sinh ra bích chướng, để hắn nhìn không thấy bên trong tình huống. Trình Kiến Hoa âm thầm run lên, hắn biết thời gian không đợi người. Lập tức lại lần nữa thôi động trận pháp, muốn lần nữa tới đem sóng điện não thăm dò vào tiến vào. Bất quá cái này còn cần một chút thời gian. Này thời gian cũng đã đủ La Quân cùng tổ sư ra câu thông giao lưu. Tổ sư ra mặt mũi hiền lành, hắn hướng La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên mệnh giả, người rốt cục tới. La Quân tự dưng thì đối tổ sư ra này rất có hảo cảm, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, tổ sư ra, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tổ sư ra mỉm cười, nói ra, dưới mắt, đây là ta sau cùng một sợi ý niệm.
cái này sở ý niệm bị ta rót vào ngươi ăn vô cực kim đan bên trong. Cho nên hiện tại, ta còn có thể nói cho ngươi hơn mấy câu. Bất quá ta thời gian không nhiều, lập tức liền muốn tan thành mây khói. Vô cực kim đan, La Quân nói. Tổ sư gia nói ra, cái này vô cực kim đan là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế. Bên trong chất chứa 36 vị bá đạo dược lực, các loại danh quý dược tài tinh hoa bị ta quất lấy ra. Ngươi ăn kim đan này, ngày sau, liền xem như dòng máu của ngươi liền cũng là danh quý chi vật, có thể giải bách độc. Ngươi tự thân cũng sẽ bách độc bất xâm. La Quân mở to mắt, nói, thật có thần kỳ như vậy chi vật. Tổ sư ra cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này vô cực kim đan là ta suốt đời lớn nhất nghiên cứu, toàn bộ thành toàn ngươi, ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. La Quân lập tức kính cẩn nói ra, đa tạ tổ sư gia. Tổ sư gia khoát khoát tay, nói ra, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta giúp ngươi, cũng có ta tư tâm. La Quân nói, xin mời ngài nói. Tổ sư gia khe khẽ thở dài, theo rồi nói ra, Trình Kiến Hoa cái này nhiệt xúc là ta Huyền Y môn xuất sắc nhất đệ tử. Nhưng là hắn không hiểu thuận theo thiên đạo đạo lý, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Nếu là từ hắn đến chấp trưởng ta Huyền Y môn, Huyền Y môn tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Ta hy vọng ngươi có thể đem Ngâm Xương tiếp trở về, từ nàng đến chấp trưởng Huyền Y môn. Còn có về sau, ngươi nhiều hỗ trợ chiếu khán Huyền Y môn. La Quân nghe tổ sư gia lời nói, nhất thời nổi lòng tôn kính. Vị tổ sư gia này, liền xem như đến tình cảnh như thế này, vẫn là một lòng vì Huyền Y môn. La Quân lập tức nói, vãn bối tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đến bảo hộ Huyền Y môn. Tổ sư gia trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nói ra, người cam đoan, ta tin được. La Quân sau đó lại kỳ quái nói ra, tổ sư gia, ngài nếu biết Trình Kiến Hoa hại Bạch Ngâm Xương, vì cái gì không rất sớm diệt trừ hắn, lại muốn tùy ý hắn còn sống, sau cùng còn để hắn đem ngài cũng cho hại. Tổ sư gia nói ra, Trình Kiến Hoa tương lai lại là thôi động thiên địa đại sát kiếp một vòng, ta như cưỡng ép giết hắn, bên trong phản phệ nhân quả, ta đảm đương không nổi. Và lại, mạng hắn số chưa tuyệt, ta như cưỡng ép giết hắn, cũng là giết không. Còn ta bị hắn giết chết, đó cũng là mệnh ta số. Chúng ta Huyền Y môn thành lập mấy trăm năm qua, coi trọng cũng là thuận theo thiên đạo. Ta thân là Huyền Y môn tổ sư gia, tự nhiên không thể ngông cuồng quấy nhiễu thiên đạo. La Quân như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn còn nói thêm, ta đợi sẽ ra ngoài liền đem cái này Trình Kiến Hoa cho giết, ngài nói như thế nào. Tổ sư gia cười nhạt một tiếng. Nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, tự nhiên có thể giết hắn. Nhưng là, ngươi chưa tất giết hắn, hắn số mệnh chưa tuyệt. La Quân lại là nghẹn một hơi, hắn cũng có chút không tin cái này tà. Liền cũng tại lúc này, tổ sư gia thân hình bắt đầu như có như không đứng lên, mắt thấy là phải tan thành mây khói. La Quân bị kinh ngạc, vội nói, tổ sư gia. Tổ sư gia cười nhạt một tiếng, nói ra, nhân lực khó mà kháng thiên. Sinh lão bệnh tử vốn nên liền bình thường. Ta cả đời này, thống khổ nhất cũng là sống quá rõ. Chưa bao giờ hưởng thụ qua làm người khoái lạc, ta biết rõ kết cục này, nhưng cũng không nhảy ra được, đây là ta bi ai. La Quân nói không ra lời, nhưng lại cảm nhận được thiên địa quy tắc giam cầm, đó là một loại hãm sâu đầm lầy, vô pháp tự kềm chế cảm giác. Hắn nhìn lấy tổ sư gia, trong lòng cũng là khó tả chua xót. Mặc dù mới nhận biết tổ sư gia, nhưng tổ sư gia lại cứu hắn mệnh. Hắn đối tổ sư gia có loại đặc thù cảm tình. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tổ sư gia còn nói thêm. La Quân ngẫm lại, lập tức hỏi, thiên địa sát kiếp đến là cái gì? Tổ sư gia nói ra, thiên địa huyền diệu, chúng sinh ngu muội. Đây là thiên địa quy tắc, nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, tổng có một ít người thông minh lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, trở thành nhảy thoát quy tắc tồn tại. Tỷ như chúng ta Huyền Y môn, tỷ như Trình Kiến Hoa, tỷ như giấu ở thâm sơn yêu ma, tỷ như một số chờ một chút khó có thể tưởng tượng cao nhân. Những cao nhân này tồn tại, là đối thiên đạo khiêu khích. Tổ sư gia ngừng một lát, tiếp tục nói, vô luận là yêu ma, vẫn là cao nhân. Bọn họ cũng không dám ra ngoài, bởi vì bọn hắn vốn nên trong thân thể từ trường cường thịnh, một khi đi ra, liền sẽ dẫn phát lôi kiếp. Tựa như là khô giáo khí trời dễ dàng dẫn phát hạn lôi. Đây là thiên đạo đối bọn hắn hạn chế. Đây cũng là nhiều năm như vậy, có rất ít yêu ma quấy phá nguyên nhân. Những người này trốn đi, thiên đạo cũng vô pháp trừng phạt. Dưới mắt, là thiên đạo quy tắc muốn tiến hành một lần đại thanh tẩy. Khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, không cho phép có những người này tồn tại, ngươi hiểu chưa?
La Quân ẩn ẩn minh bạch. Thật có thần ma tồn tại, La Quân nhìn không được hỏi. Tổ sư gia nói ra, ta cũng là chưa thấy qua, nhưng sinh vật vạn linh, ước vạn năm lâu, tổng có một ít đặc thù tồn tại, người cứ nói đi. Cái kia triền miên cổ trong dòng sông lịch sử, có cái kia rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Tuy nhiên có bịa đặt, nhưng cũng nên là tin đồn thất thiệt mà đến. Cái kia bộ phong, bắt ảnh lại là đến từ chỗ nào? La Quân như có điều suy nghĩ. Tổ sư gia thân hình lại lần nữa bắt đầu như có như không đứng lên. La Quân thấy thế cả kinh nói, tổ sư gia. Tổ sư gia cười khẽ, thần thái an tường, nói, thiên mệnh giả, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải duy nhất thiên mệnh giả, càng không phải là nhất định người thắng. Thiên mệnh giả là hãm sâu sát kiếp bên trong, vô số thiên mệnh giả sẽ cùng ngươi chém giết. Mà sau cùng có thể còn sống sót chỉ có một cái thiên mệnh giả. Được làm vua thua làm giặc, chính là cái đạo lý này. Có lẽ, thiên đạo hội để toàn bộ các ngươi đều chết đi. Tổ sư gia sau khi nói xong, hoàn toàn từ La Quân trong não vực biến mất. La Quân sợ hãi mà kinh hãi, hắn tựa hồ cảm nhận được lịch sử cuồn cuộn dòng nước lũ. Tại trận này dòng nước lũ phía dưới, hắn đã vô pháp trốn tránh. Tương lai, nhất định hội có vô cùng vô tận chém giết, làm sao siêu thoát, hắn không biết. Đối với cái này thiên địa sát kiếp, La Quân vẫn còn có chút không có thể hiểu được. Đến bởi vì cái gì, sẽ để cho những yêu ma đó toàn bộ đi ra ứng kiếp. Đến lại có như thế nào nhiễu loạn đâu. Thời thế tạo anh hùng, tương lai thế giới, mình tới hội ở vào một cái vị trí nào đâu. La Quân tìm không ra đáp án. Hô! La Quân thở ra một hơi thật dài đến, hắn rốt cục mở to mắt. Vẫn là tại trong lò luyện đan, vẫn là một vùng tăm tối. La Quân cảm giác được thân thể đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lệ quang hiện lên. Bỗng nhiên một chân hướng trước lò luyện đan mặt đạp qua. La Quân hóa kính đỉnh phong, cách lục địa chân tiên cách xa một bước. Hắn đột nhiên phát ra quyền lực, nhất quyền nhất cước lực lượng tiếp cận 1.000 cân. Phanh phanh. La Quân liên kích hai cước, cái kia lò luyện đan vách lò ầm ầm tiếng vang, mà lại bị đá địa phương xuất hiện rạn nứt. La Quân lực lượng thực sự quá mạnh. Toàn bộ trong phòng luyện đan bị tiếng vang tràn ngập. Thanh âm này giống như nửa đêm chuông tang. Để Trình Kiến Hoa một đoàn người trong lòng run sợ. Trình Kiến Hoa liền vội vàng đứng lên, thối lui đến đằng sau qua. Trong mắt của hắn kinh nghi bất định, làm sao cũng nghĩ không ra La Quân ở bên trong đến chuyện gì phát sinh. Giờ phút này trong lò luyện đan, La Quân thì thật giống là bị trấn áp Tôn Hầu Tử. Có thể giờ phút này, Tôn Hầu Tử đã muốn nhảy ra đan lô. Cái kia Moto Akira cùng Lý Dương cũng là kinh nghi bất định. Hai người âm thầm kinh hãi. Đồng thời, bọn họ đều là kỳ quái, cái này La Quân không phải bản thân bị trọng thương a, tại sao có thể có thật lớn như thế lực lượng? Phanh phanh. La Quân tại liên tục đá hai cước đều là giống nhau vị trí. Sau đó, hắn lại dùng 47 bay thẳng đến cái kia bị đá vị trí quét bắn đi. Cái kia một chỗ vốn là yếu kém, bị viên đạn quét qua, lập tức thủng. Cái này vách lò vết nứt, liền không hề không thể phá vỡ. La Quân tiếp lấy liên tục lại thăm dò, lại nện. Hắn toàn bằng cước lực cùng quyền lực, lớn nhất sau tiếp tục dùng viên đạn đánh tan vách lò. Sau cùng, La Quân một chân hướng chính giữa đá vào. Cái kia một cái chớp mắt, vách lò tựa như là một cánh cửa sắt một dạng, bị La Quân một chân đá bay ra ngoài. Cửa sắt bay ra ngoài nháy mắt, La Quân cũng đi theo nhảy ra tới. Moto Akira cùng Lý Dương thừa dịp La Quân người trên không trung, liền muốn lôi đỉnh tiến công. Đem La Quân cầm xuống. Cao thủ đọ sức, tối kỵ lăng không. Người trên không trung có ra sức hơn nửa lượng đều khó mà thi triển, bởi vì không có gắng sức điểm. Moto Akira tiến công, Lý Dương trong tay trượt ra súng lục ổ quay. Chỉ là lần này, La Quân thương càng nhanh. La Quân uy lực quá lớn, hắn một con thoi quét ra qua, trực tiếp đem Lý Dương cùng Moto Akira bức lui. Tuy nhiên rất nặng, nhưng ở La Quân trên tay tương đương không có trọng lượng. La Quân bình ổn rơi xuống đất, giờ phút này hắn toàn thân đều là vết máu, cả người sát khí đằng đằng. La Quân biệt khuất quá lâu, hiện tại hắn là mãnh hổ rời núi. Trình Kiến Hoa ba người trông thấy La Quân lần này tình cảnh, giống như gặp quỷ. Moto Akira trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức hướng La Quân công sát mà đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn biết Lý Dương sẽ phối hợp hắn hành động. Lý Dương cũng là thân hình lóe lên. Hắn súng lục ổ quay liền muốn điểm giết La Quân. Hai người này tiến công, phối hợp đều là vô cùng ăn ý.
La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn thì đứng tại chỗ bất động, trong tay đột nhiên liên phát. Phốc phốc phốc, quỷ mị thần diệu thương thuật, nhanh như thiểm điện viên đạn. Hắn trong nháy mắt quét ra 6 viên đạn. Dạng này tốc độ, chỉ có súng tự động mới có thể phối hợp đi ra. Còn lại thương, cho dù có loại tốc độ này, nhưng phát ra viên đạn cũng không có mạnh mẽ như vậy xuyên thấu lực. Lý Dương hãi nhiên, hắn súng lục ổ quay hoàn toàn bị buộc mở không thương. Hai viên đạn quét tới, hắn chỉ có tránh né phần. Cũng là tại lúc này, 4 viên đạn hung mãnh bắn giết hướng Moto Akira. Moto Akira vãi cả linh hồn, bình thường tay súng viên đạn, hắn không để vào mắt. Nhưng La Quân gia hỏa này thương lái quá nhanh, tinh chuẩn vô cùng, còn không có khoảng cách, không cần nhắm chuẩn. Moto Akira bất đắc dĩ bên trong, thi triển ra linh thử cổn dụ oa. Giống như linh thử tại trong chảo dầu lăn ra ngoài, người khác trên mặt đất liền lăn, khó khăn lắm tránh đi La Quân 4 viên đạn. Thế nhưng là hắn chả không có đứng lên, một viên đạn như thần lai chi bút, trực tiếp điểm bên trong hắn cái cổ. Lần này, Moto Akira rốt cuộc không có cách nào né tránh. Hắn trên cổ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Cảnh tượng này huyết tinh mà tàn nhẫn. Moto Akira nỗ lực đứng lên, hắn bưng bít lấy cổ mình, cái kia máu tươi vẫn là ngăn không được hướng ra ngoài phun. Hắn trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn nỗ lực muốn phát ra âm thanh, nhưng nói ra lời nói tựa như là phong tương phá mất một dạng, âm không thành âm. Sau đó, Moto Akira ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt. Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương một cử động cũng không dám. La Quân thương quá nhanh. Lúc này tình thế cũng coi là hoàn toàn đảo ngược. La Quân cười tủm tỉm nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, Trình Kiến Hoa, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngươi nghĩ không ra tổ sư ra sớm tại ngươi trong lò luyện đan chuẩn bị cho ta vô cực kim đan cùng cái này a. Hắn sau khi nói xong, lại lập tức nói, Phi Phi, ngươi mới là ma, tổ sư ra thế nào lại là ma đâu. Trình Kiến Hoa trong mắt xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn tại La Quân trốn tới lúc cũng liền nghĩ đến tổ sư gia. Hắn trong con người hiện lên tâm tình rất phức tạp, âm thầm nói, tổ sư gia, nguyên lai ta cuối cùng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi là dùng loạn âm dương trận pháp, đem ta thiên tính toán chi thuật che đậy. Nếu không ta như thế nào biết coi bói không ra ngươi tại cái này trong lò luyện đan động tay chân. Trình Kiến Hoa tuy nhiên ở thế yếu, nhưng hắn vẫn là chấn định vô cùng, hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Nhàn nhạt nói với La Quân. Thì tính sao? Ngươi dám giết ta? La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi đơn giản không cũng là bởi vì trưởng khống Lâm Thiến Thiến sinh tử. Tốt, không giết ngươi cũng được. Hắn đột nhiên nổ súng. Phanh phanh hai viên đạn bắn giết ra ngoài, trực tiếp bắn tại Trình Kiến Hoa hai chân trên đầu gối. Trình Kiến Hoa nhất thời rên lên một tiếng thê thảm quỳ đi xuống, hắn trên đầu gối máu me đầm đìa. Trong nháy mắt, Trình Kiến Hoa gương mặt bên trên đau đến trắng bệch một mảnh, mồ hôi lâm ly. Trong mắt của hắn xuất hiện cực độ hận sắc, nghiêm nghị nói, tốt tặc tử, ngươi sao dám? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, còn không có lão tử không dám, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Mã Vương gia, dài có 3 con mắt a. Hắn sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương tiếp xúc đến La Quân ánh mắt, hắn trong mắt lập tức dần hiện ra một tia sợ hãi. La Quân liền cười đến phá lệ rực rỡ, hắn hướng về Lý Dương nói ra, thương thần. Ngươi thương không phải rất nhanh sao? Tới, chúng ta so tài một chút, là ai thương nhanh? Lý Dương trầm giọng nói ra, ngươi thương vô luận là liên phát tốc độ, vẫn là xuyên thấu lực đều so ta thương lợi hại hơn. Ngươi coi như thắng cũng là thắng mà không võ. Có gan, chúng ta đem thương đều buông xuống, bằng chân thực công phu đến tranh đấu một trận. La Quân nghiêng đầu một cái, hắn ngẫm lại, trong mắt bỗng nhiên hiện lên chiến ý, ngay sau đó lên đường, tốt. Người trước tiên đem thương ném. Lý Dương đại hỉ, hắn lập tức cầm trong tay súng lục ổ quay ném ra bên ngoài. Ngay tại hắn ném thương một cái chớp mắt, La Quân bỗng nhiên nổ súng. Một viên đạn trực tiếp bắn tại Lý Dương trên bàn tay, đạn kia trực tiếp xuyên thấu Lý Dương bàn tay. Bàn tay hắn bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi nổ bắn ra. Lý Dương rên lên tiếng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trong nháy mắt lâm ly. Hắn phẫn nộ nhìn về phía La Quân, mắng, bị ổi vô sỉ. La Quân chửi ầm lên, nói, thảo bà nội ngươi, trước đó ngươi theo Moto Akira buộc lão tử thời điểm, ngươi dùng súng bắn lão tử thời điểm, ngươi mẹ nó làm sao không theo lão tử đàm muốn công bằng đánh một trận. Hiện tại ngươi rơi vào lão tử trên tay liền đến đàm công bình.
ngươi cho rằng ngươi là công bằng cha nha, cút đi. Lý Dương nhất thời á khẩu không trả lời được. La Quân cái này lúc sau đã hoàn toàn trưởng khống cục diện, hắn lại nã một phát súng, lại là trực tiếp đánh vào Lý Dương trên đầu gối. Cái này đánh đầu gối thế nhưng là độc ác đây. Chúng đạn người cả đời tàn phế, lại cao hơn chữa bệnh khoa học kỹ thuật đều trị không hết. Dưới mắt, Lý Dương cùng Trình Kiến Hoa đã trở thành người tàn tật. La Quân cũng không có như vậy dịu dàng thắm thiết, một khi nắm giữ quyền chủ động, liền sẽ không cho đối phương xoay người cơ hội. Lý Dương chung đánh, lập tức rên lấy quỷ đi xuống. La Quân bước nhanh đi vào Lý Dương trước mặt, hắn bỗng nhiên đại tát tai giơ lên. Hết thảy 10 cái tát, toàn bộ trả lại Lý Dương. 10 cái tát qua đi, Lý Dương mặt sưng phù đến theo đầu heo giống như, mà lại đầy miệng nát hàm răng. Sau đó, La Quân còn không hết hận, lại một chân đem Lý Dương quét bay ra ngoài. Mẹ chứng, La Quân cho tới bây giờ đều không phải là rộng lượng người. Có cửu báo cửu, có thù tất báo mới là La Quân tính cách. La Quân đánh xong Lý Dương, lại đối mặt Trình Kiến Hoa, tê liệt, ngươi không phải châu A. Ngươi tiếp tục châu A, hắn cũng ba 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 trực tiếp phung Trình Kiến Hoa 10 cái tát. Lý Dương đánh La Quân, đó là Trình Kiến Hoa bày mưu đặt kế. Cho nên La Quân nhưng phải đem cái này thù cho báo. Chờ La Quân đánh xong Trình Kiến Hoa 10 cái tát, Trình Kiến Hoa cũng thành đầu heo. Giờ phút này Lý Dương cùng Trình Kiến Hoa, hai người toàn thân đẫm máu, sắc mặt như đầu heo, chật vật tới cực điểm. Cùng lúc trước phong độ nhẹ nhàng, tính trước kỹ càng lại là ngày đêm khác biệt. Làm xong đây hết thảy, La Quân vừa rồi hoàn toàn hả giận. Một phát bắt được Trình Kiến Hoa tóc, hỏi, bằng hữu ta đâu? Trình Kiến Hoa trong mắt là một cỗ khó tả lệ khí, loại này lệ khí cùng hận ý hỗn hợp, khiến người ta dùng mình. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy La Quân. La Quân không sợ trời không sợ đất người, lập tức liền một cái đại tát tai vung quá khứ. Trình Kiến Hoa hợp máu phun ra một ngụm hàm răng. La Quân âm thanh lạnh lùng nói. Trình Kiến Hoa, lão tử kiên nhẫn không lớn. Ngươi muốn cùng ta chơi hoa văn hoặc tiếp tục cứng rắn xuống dưới. Cũng được, ta còn có 108 đạo cực hình ở phía sau. Cũng là thạch đầu cũng phải thẩm ra hoa đến, ngươi tự nhận chịu qua được, liền tiếp tục mạnh miệng. Trình Kiến Hoa chợt cười to đứng lên. Tiếng cười kia càng để cho người dùng mình. Đây là một loại tâm lý áp bách. La Quân bất chấp tất cả, trực tiếp đem còn nóng lên nòng súng một thanh đâm vào Trình Kiến Hoa trong miệng. Hắn cười tủm tỉm nói ra, thật buồn cười đúng không? Trình Kiến Hoa, người muốn theo ra ra người ta chơi chiến thuật tâm lý. Người chẳng phải hiểu chút bàng môn tà đạo huyền môn chi thuật sao? Coi là dạng này liền có thể hù ngã ta. Ra ra ta ở nước ngoài giết người thời điểm, người mẹ nó còn tại chơi bùn đây. Trình Kiến Hoa miệng bị nóng ra phao đến, hắn ô ô nói không ra lời. La Quân xuất ra nòng súng, nói hay không? Trình Kiến Hoa hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, người nhất định sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. La Quân lạnh lùng nói nhảm nữa, thiến ngươi. Trình Kiến Hoa là cái tuyệt đối dị loại, hắn tính cách là cổ quái vặn vẹo. Chỉ là hắn lúc này cũng mới ý thức tới La Quân cũng là cổ quái hàng. Bình thường loại tình huống này dưới, hắn như vậy hận ý luôn luôn làm cho đối thủ trái tim băng giá. Bởi vì hắn Trình Kiến Hoa thật là thủ đoạn hay thay đổi. Có thể hết lần này tới lần khác. La Quân con hàng này theo không tim không phổi giống như sừng sốt không coi Trình Kiến Hoa là mâm đồ ăn, có thể Trình Kiến Hoa cũng không thể nói La Quân gia hỏa này là người không biết không sợ. Dưới mắt như vậy, Trình Kiến Hoa cũng không dám lại tiếp tục theo La Quân mạnh miệng xuống dưới. Hắn tin tưởng La Quân gia hỏa này là chuyện gì đều làm ra được. Há, đúng, La Quân không đợi Trình Kiến Hoa nói chuyện, đột nhiên lại đập dưới Trình Kiến Hoa mặt sưng, cười tủm tỉm nói ra. Ta mẹ nó giống như nhớ kỹ ngươi đã nói, phỉ ngươi tức là phỉ Phật. Ta hiện tại không chỉ là phỉ ngươi, còn đánh ngươi. Ngươi làm sao giọt? Không thể không nói, La Quân có thủ tất báo đứng lên, có chút ấu chi a. Trình Kiến Hoa lúc này lại có thể nói cái gì đó. La Quân tiếp tục nói, phỉ ngươi có phải hay không phỉ Phật, ta không biết. Ta chỉ biết là, nếu ai dám nhục ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả. Trình Kiến Hoa sắc mặt càng ngày càng trắng. Bạch theo trang giấy giống như. La Quân cũng rốt cục phát giác được Trình Kiến Hoa không thích hợp, Trình Kiến Hoa bị La Quân hai phát đánh nát đầu gối. Một mực không có băng bó thương thế, phía dưới đã là máu chảy thành sông. Lại tiếp tục như thế, không phải mất máu mà chết không thể. La Quân nhìn về phía Trình Kiến Hoa,
mỉm cười, nói ra, tổ sư gia đã nói với ta, người khí số chưa hết, sẽ không chết. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, người hôm nay sống sót bằng cách nào? Người có thể tiếp tục cùng ta kéo dài thời gian, nhìn xem như thế mang xuống, là người chờ không nổi còn là ta không chờ được nữa. Thời gian đối với tại Trình Kiến Hoa tới nói, thì là sinh mệnh. Trình Kiến Hoa cắn răng, hắn đối La Quân hận tới cực điểm. Làm sao cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi, hắn chả muốn giữ lại hữu dụng thân thể báo thù. Cho nên giờ khắc này, Trình Kiến Hoa mở miệng. Hắn nói với La Quân, bằng hữu của ngươi bị ta dùng máy bay trực thăng đưa đến trên đỉnh núi trong một cái sơn động. Trước mắt rất lợi hại an toàn. La Quân liền nói ra, cái kia mời ngươi dẫn đường đi. Trình Kiến Hoa đau thương, nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi đường sao? La Quân nhíu nhíu mày, vì Lâm Thiến Thiến mạng nhỏ, hắn vẫn là đến kiềm chế một chút. Ngay sau đó vận dụng thốn kình đảo huyệt thủ pháp, phong bế Trình Kiến Hoa trên đùi huyết mạch. Kể từ đó, hắn máu liền cũng dần dần ngừng. Cái này thốn kình đảo huyệt thủ pháp chính là hóa kính cao thủ mới có thể, bình thường người, thầy thuốc cũng sẽ không một chiêu này. La Quân cho Trình Kiến Hoa cầm máu, tiếp lấy đem cõng ở trên lưng. Sau đó đem Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương phân biệt tại dưới xương sườn. Con hàng này theo kẹp tiểu kê giống như, sau đó bước đi như bay ra luyện đan phòng. Cái này đêm khuya phá lệ yên tĩnh, luyện đan phòng lại là độc lập kiến trúc, xung quanh là trúc lâm quay chung quanh. Cho nên thanh âm không có truyền bá ra ngoài. La Quân để Trình Kiến Hoa chỉ đường sân bay, đợi rõ ràng lộ tuyến sau. La Quân trong đêm tối giống như một đạo kình phong thoát ra ngoài. Tuy nhiên Lý Dương cũng thụ thương không nhẹ, nhưng là Lý Dương tu vi cao thâm, có thể chính mình khống chế khí huyết, cho nên cũng không có nguy hiểm tính mạng. La Quân không đến 5 phút đồng hồ, thì thông suốt đi vào sân bay bên trên. Tìm một chiếc máy bay trực thăng, La Quân tìm Trình Kiến Hoa cầm chìa khóa. Sau đó đem hai người ném lên, hắn lúc này mới khởi động máy bay trực thăng. La Quân hiện tại không giết Lý Dương, cũng không phải La Quân tâm lý nhân từ. Mà là bởi vì Lý Dương gia hỏa này chính là quốc gia tội phạm truy nã. Dù sao Lâm Thiến Thiến là cảnh sát, chính mình đem Lý Dương giao mang về cho Lâm Thiến Thiến, vậy đối với Lâm Thiến Thiến tới nói, cũng là một cái công lớn. Máy bay trực thăng ở trong trời đêm, rất nhanh liền hướng Trình Kiến Hoa nói tới đỉnh núi bay đi. La Quân đối điều khiển máy bay trực thăng rất là thuần thục, đèn pha chiếu sáng bầu trời đêm. Hắn trong lòng cũng không có buông lỏng chủ quan, người tổ sư gia kia lời nói còn tại La Quân bên tai tiếng vọng. Hắn cũng nghĩ không thông, đến Trình Kiến Hoa còn có cái gì phương pháp có thể đào tẩu. Dù sao bất kể như thế nào, La Quân quyết định. Chỉ cần tìm được Lâm Thiến Thiến, lập tức liền đem Trình Kiến Hoa giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Máy bay trực thăng rất nhanh liền đến Trình Kiến Hoa nói tới đỉnh núi, cái kia phía dưới là xanh tươi sơn lâm còn có không nhìn thấy vách núi. La Quân liền dự định hạ xuống qua. Lúc này, máy bay trực thăng cách mặt đất có 100 mét cao. Nhưng vào đúng lúc này, máy bay trực thăng khẩn cấp đèn chỉ thị bỗng nhiên cuồng mãnh lóe lên. Toàn bộ máy bay trực thăng bắt đầu kịch liệt rung chuyển. La Quân thất sắc, đây là động cơ ra trục trặc. Nhất định phải emergency landing. Làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất định là Trình Kiến Hoa đang làm trò quỷ. Liền cũng tại lúc này, Trình Kiến Hoa cười ha ha, nói ra, thiên mệnh giả, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Một ngày nào đó, ta hội trở về. Hắn nói vừa xong, cửa khoang kia bỗng nhiên phá vỡ, hắn liền rơi xuống. Rơi hướng cái kia vô tận thâm uyên. La Quân đang khẩn trương cao độ thao tác máy bay trực thăng, nơi đó có thể chú ý đến Trình Kiến Hoa. Cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trình Kiến Hoa rơi xuống. Lý Dương cũng muốn cứ như vậy cùng đi theo, nhưng là hắn vừa mới động, La Quân máy bay trực thăng liền đã khôi phục bình thường. La Quân tức miệng mắng to, ngươi lại cử động, lão tử đánh chết ngươi. Lý Dương đối La Quân sợ cực, hắn súng lục ổ quay cũng bị La Quân cầm lấy đi. Lúc này thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Quân nói ra, con chó Trình Kiến Hoa, coi là rơi xuống liền không sao. Chờ ta tìm tới Lâm Thiến Thiến, xuống lần nữa qua tìm con mẹ nó, có máy bay trực thăng còn sợ vách núi. Lý Dương ở một bên nghe âm thầm kinh hãi, liền cũng biết La Quân người này mặc dù tùy tiện. Nhưng thật tâm nghĩ kín đáo, cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho Trình Kiến Hoa xoay người cơ hội. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. La Quân là tuyệt sẽ không chủ quan mất Kinh Châu. Nhắc tới cũng kỳ, Trình Kiến Hoa rơi xuống về sau. Máy bay trực thăng lập tức liền khôi phục bình thường.
La Quân nghĩ không ra cái như thế về sau, nhưng cũng biết Trình Kiến Hoa là huyền môn cao thủ. Đoán chừng là Trình Kiến Hoa thao túng khu vực này từ trường, sau đó phá hư máy bay trực thăng phát động hệ thống. Đây là rất lợi hại huyền diệu đồ, vật. Không quá Trình Kiến Hoa tuy nhiên có bản sự này, nhưng là hắn đối La Quân não vực không tạo được thương tổn. Bởi vì La Quân hiện tại tinh khí thần rất cường đại, hắn xâm lấn không. Trước đó tại trong lò luyện đan, đó là tuyển đúng thời cơ, âm dương từ trường biến hóa. Tăng thêm Long Ngọc, còn có lò luyện đan cùng bát quái trận đồ mới đánh lén thành công. Hiện tại không có điều kiện kia, Trình Kiến Hoa cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Máy bay trực thăng thuận lợi đáp xuống một mảnh trên đất trống. Tiếp lấy liền từ Lý Dương chỉ đường, rất nhanh, La Quân liền kẹp lấy Lý Dương đi vào cái kia một chỗ trong sơn động. Trong sơn động một vùng tăm tối khô ráo, La Quân cầm trong tay đèn pha. Đèn pha chiếu vào trong hang, La Quân lập tức liền trông thấy sơn động vị trí cao nhất địa phương, nơi đó có một cái võng. Lâm Thiến Thiến ngay tại võng bên trong. Nàng ở vào trong mê ngủ, tay chân cũng bị trói chặt. Cái này võng trên không trung, liền xem như mãnh thú đến cũng không có cách nào thương tổn Lâm Thiến Thiến. Không thể không nói, Trình Kiến Hoa vẫn là cân nhắc rất lợi hại chu đáo. La Quân có thể cảm nhận được Lâm Thiến Thiến còn có hô hấp tuy nhiên có chút không quy luật, nhưng vậy cũng là bị Moto Akira đánh nhất quyền bố trí. La Quân trực tiếp nổ súng đem võng dây thừng cắt ngang. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Thiến Thiến liền đến rơi xuống. La Quân bước nhanh đi lên, vận dụng thái cực nhu kình đem Lâm Thiến Thiến vững vàng ôm lấy. Lâm Thiến Thiến vẫn còn đang trong hôn mê, sắc mặt nàng không tốt lắm, trắng bệch. La Quân đem Lâm Thiến Thiến để dưới đất nằm ngang, hắn trước chẩn bệnh Lâm Thiến Thiến mạch đập. Thông qua mạch đập cảm giác Lâm Thiến Thiến chỉnh thể tình trạng cơ thể. Tuy nhiên La Quân không phải thầy thuốc, nhưng làm một tên cao thủ tới nói. Hắn với thân thể người giải, so thầy thuốc còn muốn rõ ràng. Cái này dò mạch, La Quân liền cảm giác được Lâm Thiến Thiến nội thương có chút nghiêm trọng. Nếu như chế trị liệu, sẽ có nguy hiểm tính mạng. La Quân sắc mặt nhìn không tốt. Hắn biết nếu như mình lúc này đi đưa Lâm Thiến Thiến tiến bệnh viện. Vậy liền không có thời gian qua tìm Trình Kiến Hoa. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo an bài? La Quân hít sâu một hơi, Trình Kiến Hoa có thể lại giết, nhưng Lâm Thiến Thiến mệnh không thể trì hoãn. Ngay sau đó, La Quân đem Lâm Thiến Thiến ôm vào máy bay trực thăng. Sau đó, hắn lại quay lại đến kẹp Lý Dương bên trên máy bay trực thăng. Lý Dương chân bị đánh gãy, sớm cũng liền đoạn đào tẩu ý nghĩ. La Quân sau đó liền khởi động máy bay trực thăng, chiều Vân Nam Côn Minh khu vực thành thị bay đi. Về phần Lâm Thiến Thiến vì cái gì một mực hôn mê, La Quân cũng có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy cái kia tựa như là bị Trình Kiến Hoa tại Lâm Thiến Thiến trong não vực hạ một đạo chỉ lệnh. Cho nên dưới mắt, La Quân cũng không có cách nào để Lâm Thiến Thiến tỉnh lại. Nhưng cũng đây không phải La Quân lo lắng nhất, chỉ cần chữa cho tốt Lâm Thiến Thiến nội thương. Hắn có thể mang Lâm Thiến Thiến qua tìm Bạch Ngâm Sương. Bạch Ngâm Sương nhất định có biện pháp tỉnh lại Lâm Thiến Thiến. Điều khiển máy bay trực thăng, tự nhiên tốc độ siêu nhanh. Chỉ dùng nửa giờ, La Quân liền đến Côn Minh khu vực thành thị trên không. Cái này chiếc máy bay trực thăng có chính mình tuyển đường đi cùng các loại giấy chứng nhận, cho nên là hợp pháp phi hành. La Quân đáp xuống một nhà Hy Nhĩ Thái Đại khách sạn trên sân thượng. Tại Hy Nhĩ Thái Đại khách sạn tầng thứ nhất trong đại sảnh, thầy thuốc băng ca đều đã chuẩn bị kỹ càng, xe cứu hộ cũng tới. Cái này là La Quân trước thời gian dùng Lý Dương điện thoại di động gọi điện thoại cấp cứu, cũng bàn giao Lâm Thiến Thiến thân phận. Đối phương bệnh viện tuy nhiên không biết Lâm Thiến Thiến thân phận là thật là giả, nhưng cũng biết thà rằng tin lầm, cũng không thể trì hoãn. Huống chi, đối phương vẫn là nói lái máy bay trực thăng tới. Có thể lái máy bay trực thăng, thân phận kia liền sẽ không kém a. Sau một tiếng, Lâm Thiến Thiến đã tại bệnh viện tiếp nhận cấp cứu trị liệu. La Quân thuận tiện để Lý Dương cũng đi tiếp thu bệnh viện trị liệu. Đồng thời, bởi vì Lý Dương vết thương đạn bắn, còn có La Quân lái máy bay trực thăng kinh hãi thế tục. Chuyện này cũng liền đêm kinh động Côn Minh phương diện cảnh sát. Những cảnh sát kia đến bệnh viện về sau, La Quân đưa ra Lâm Thiến Thiến cảnh quan giấy chứng nhận, sau đó còn nói Lý Dương thân phận. Chuyện này lập tức liền kinh động đến cao tầng. Lý Dương thế nhưng là quốc gia cơ mật tội phạm truy nã a. La Quân tại bàn giao bên trong, lại là Lâm Thiến Thiến phấn đấu quên mình, xung phong đi đầu bắt Lý Dương. Dù sao chỗ có công lao đều là Lâm Thiến Thiến. Kết quả là, Lâm Thiến Thiến ngay tại đần độn u mê trung lập nhất đại công.
Lâm Thiến Thiến thân phận mặt ngoài là cái tiểu đội trưởng, nhưng là nàng các bậc cha chú quan hệ quá lớn. Tại sáng ngày thứ hai, Lâm Thiến Thiến phụ thân đã cùng thư ký lấy máy bay tư nhân đến đây. Tại xác định Lâm Thiến Thiến không có nguy hiểm tính mạng về sau, Lâm Thiến Thiến phụ thân mới buông lỏng một hơi. Nhưng là, Lâm Thiến Thiến một mực không có tỉnh lại. Bận rộn một đêm cuối cùng tại quá khứ, tại sáng ngày thứ hai 9 điểm, Côn Minh bệnh viện ban công trước. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào ban công phía trước hoa hoa thảo thảo bên trên, rực rỡ mà long lanh. Lâm Thiến Thiến phụ thân Lâm Vinh đem La Quân kêu đến nói chuyện. Lâm Thiến Thiến phụ thân Lâm Vinh nhìn mới 40 tuổi. Trên thực tế, hắn đã 50 tuổi. Lâm Vinh ăn mặc áo sơ mi trắng, hắn hình thể rất tốt, tuyệt không cồng kềnh. Không hề giống những thổ hào đó lão tổng, bụng phệ. Trên người hắn có một loại tự nhiên toát ra thượng vị giả uy nghiêm. Bây giờ Lâm Vinh chính là cùng Hải Tân rất gần Cảnh Thà thành phố người đứng đầu. Cảnh Thà thành phố tuy nhiên không như Biển Tân thành phố như thế phồn hoa, nhưng cũng là một người miệng 300 vạn địa cấp thành phố. Mà lại, Lâm Vinh tại trong quan viên, niên kỷ coi như tuổi trẻ, hắn chả có rất lớn tăng lên không gian. Lâm thúc thúc, Thiến Thiến đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. La Quân đối mặt Lâm Vinh, hắn có chút hổ thẹn. Dù sao Lâm Thiến Thiến là theo chân chính mình mới bị thương nặng. Hắn tiếp tục nói, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, có thể là bị người thôi miên loại hình. Trở lại Hải Tân thành phố, ta có biện pháp để cho nàng tỉnh lại. Lâm Vinh nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt hơi hơi phức tạp. Nữ nhi Lâm Thiến Thiến là hắn tâm can bảo bối, hắn luôn luôn đều rất lợi hại dung túng nữ nhi. Mà nữ nhi cũng một mực rất lợi hại nghe lời, cái này khiến hắn rất lợi hại yên tâm. Trung thực tới nói, dưới mắt Lâm Vinh tâm tình thật không tốt. Nữ nhi biến thành cái dạng này, hắn một bụng lửa giận cùng lo lắng. Nhưng hắn là cái có lòng dạ người. Không có khả năng đối La Quân hô to gọi nhỏ, phát tiết chính mình phẫn nộ. Tại La Quân cam đoan nữ nhi không có việc gì về sau, Lâm Vinh mới trầm giọng hỏi, cái này đến là tình huống như thế nào? Hắn đón đến, lại nói, Lý Dương là dạng gì người, lúc ta tới đợi nghe qua một số. Người này đã từng là thiếu tướng, thương pháp, thân thủ đều coi như không tệ. Ta biết, lấy Thiến Thiến bản sự, không có khả năng bắt hắn lại. La Quân có thể hiểu được Lâm Vinh khó chịu. Đổi lại là nữ nhi của mình như vậy nằm ở trên giường. Chính mình sớm đánh người. Ngay sau đó, La Quân liền bắt đầu từ cái kia kim sắc niên hoa bạch ngâm xương nói lên. Hắn đối Lâm Vinh không có gì giấu giếm, cũng nói thẳng chính mình theo Lâm Thiến Thiến là bằng hữu. Muốn mang Lâm Thiến Thiến qua phá mất bạch ngâm xương đạo tràng các loại. Đối với kim sắc niên hoa sự tình, Lâm Vinh là sớm sớm biết. Lúc trước Lâm Thiến Thiến bởi vì đồng sự chết tại kim sắc niên hoa còn thương tâm qua. Hắn đối chuyện này cũng chú ý qua, bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên quyền lực thông thiên, nhưng đối với kim sắc niên hoa vẫn là bất lực. Hồ nháo, đang nghe La Quân cùng Lâm Thiến Thiến xâm nhập kim sắc niên hoa về sau, Lâm Vinh nhịn không được quát lớn. La Quân ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Lâm thúc thúc, tiếp xuống sự tình, ngài khả năng có chút khó có thể lý giải được. Nhưng ta nói tới sự tình, câu câu là thật. Lâm Vinh trầm giọng nói, ngươi nói. La Quân không có giấu giếm, liền đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói hết ra. Cùng tại Huyền Y môn bên trong bị bắt lại các loại. Bất quá La Quân không nói thiên địa sát kiếp, còn có thiên mệnh giả sự tình. Chỉ nói mình bị giam trong phòng, ở trong đó có tổ sư gia lưu lại các loại đồ vật các loại. Lâm Vinh nghe được con mắt trợn to, hắn nắm quyền nhiều năm, ngược lại cũng đã gặp không ít kỳ quái sự tình. Nhưng giống La Quân nói tới như vậy, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đợi La Quân sau khi nói xong, Lâm Vinh sắc mặt hơi hơi hỏa hoãn xuống dưới. Nói ra, nói như vậy đứng lên, vẫn là ngươi cứu Thiến Thiến. Ta nên cảm tạ ngươi. La Quân như thế nào dám giành công, nói gấp, Lâm thúc thúc, Thiến Thiến là bị ta liên lụy vào, ta không có chiếu cố tốt nàng, đây là ta trách nhiệm. Lâm Vinh thật sâu nhìn một chút La Quân, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng chân thành, dũng cảm, còn có trách nhiệm tâm. Ở trong quan trường, Lâm Vinh gặp nhiều hư ngụy cùng sành đời. Tiếp xúc người trẻ tuổi, đều là tràn ngập a dua nịnh hót, nỗ lực leo lên. Hoặc là tại bậc cha chú vinh diệu dưới, nhiễm không tốt bầu không khí. Giống La Quân còn trẻ như vậy người, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Vinh luôn luôn đều cảm thấy mình nữ nhi không giống bình thường, thường xuyên cũng vì nữ nhi hôn sự quan tâm. Hắn luôn cảm thấy những phàm phu tục tử đó đều không xứng với nữ nhi của mình. Cái này gặp La Quân. Lại cảm thấy tiểu tử này rất xứng đôi nữ nhi của mình.
Lâm Vinh tâm tư biến hóa, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. La Quân lại là không biết những này, hắn tại Lâm Vinh trước mặt có chút tâm thần bất định bất an. Bởi vì người ta nữ nhi là bị ngươi nhà biến thành dạng này a. La Quân làm sao cũng vô pháp lẽ thẳng khí hùng. Thiến Thiến không có việc gì cũng là lớn nhất may mắn. Sau một hồi khá lâu, Lâm Vinh nói một câu như vậy. La Quân nghe vậy, liền biết Lâm Vinh không trách tội chính mình. Hắn không khỏi dài thở phào một hơi. Buổi chiều thời điểm, Lâm Vinh vị này người bận rộn có việc gấp muốn rời khỏi. Tăng thêm Lâm Thiến Thiến thương thế đã ổn định, Lâm Vinh phải làm phiền La Quân chiếu cố thật tốt Lâm Thiến Thiến, vừa có sự tình lập tức thông báo. La Quân vội vàng nhận lời. Lâm Vinh tuy nhiên đi, nhưng vẫn là đem hắn thư ký lưu lại chiếu cố Lâm Thiến Thiến. Lâm Vinh thư ký là vị hơn 30 tuổi thanh niên nam tử, rất là trầm ổn, gọi là Vương Đại Nam. Vương Đại Nam đối La Quân rất lợi hại khách khí. La Quân cùng Vương Đại Nam tại Côn Minh Bệnh viện đợi 3 ngày. La Quân trong 3 ngày qua cùng Đinh Hàm thông qua điện thoại, báo bình an. Lâm Thiến Thiến thương tổn đã rất lợi hại ổn định, cũng là một mực không tỉnh lại, cái này khiến người ta cảm thấy rất lợi hại không có. La Quân liền quyết định mang Lâm Thiến Thiến về Hải Tân thành phố. Hắn đem quyết định này cùng Vương Đại Nam nói. Vương Đại Nam lại lập tức qua Hòa Lâm Quang Vinh báo cáo, đạt được Lâm Vinh cho phép về sau, Vương Đại Nam liền nói với La Quân có thể trở về Hải Tân. La Quân gật gật đầu. Tiếp theo, Vương Đại Nam thì an bài máy bay tư nhân. Tại xế chiều hôm đó 5 điểm, một đoàn người lấy máy bay riêng về Hải Tân thành phố. Về phần Lý Dương đã sớm tại 2 ngày trước, bị Yến Kinh Quốc an người tiếp đi. Chờ đợi Lý Dương đến là cái gì vận mệnh, La Quân cũng không biết, đồng giảng cũng sẽ không vì Lý Dương mà quan tâm. Đến Hải Tân lúc là buổi tối 7 giờ, lúc này, bóng đêm vừa mộ. Máy bay riêng đứng ở Hải Tân thành phố phi trường quốc tế bên trên. La Quân không cùng bất luận kẻ nào thông báo, bởi vì hắn trở về chuyện thứ nhất chính là muốn dẫn Lâm Thiến Thiến qua Kim Sắc Niên Hoa quán bar. Chuyện này, hắn theo Vương Đại Nam đều không có nói. Chỉ có Lâm Vinh cùng hắn tự mình biết. Ta muốn dẫn Thiến Thiến qua tìm một vị lão trung y trị liệu, Vương ca, chính ngươi trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Chờ Thiến Thiến sau khi tỉnh lại, ta trước tiên thông báo ngươi. Như thế nào, La Quân thương lượng hướng Vương Đại Nam nói ra. Vương Đại Nam trong âm thầm sớm đạt được Lâm Vinh mệnh lệnh, hết thảy tín nhiệm La Quân. Cho nên hắn cũng liền mỉm cười, gật đầu nói, được. Ngoài phi trường mặt, Vương Đại Nam đã sớm an bài một cỗ xe chuyên dụng cho La Quân. La Quân đem Lâm Thiến Thiến ôm sau khi lên xe, tiếp lấy đến vị trí lái bên trên. Sau đó lại cùng Vương Đại Nam cáo biệt, như thế về sau, mới quay lên cửa sổ xe, hất bụi mà đi. 7 giờ 30 điểm, Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước, La Quân dừng xe. Hắn ôm Lâm Thiến Thiến đi vào trước cổng chính, trực tiếp đem cánh cửa xếp đá lên qua. Cái này Kim Sắc Niên Hoa quán ba đạo tràng đã có cải biến. La Quân đến một lần cũng cảm giác được. Cái gì cải biến, không hề như trước kia u ám, oán hận. Đây là một cái địa phương tốt hướng. Trong quán ba vẫn là một vùng tăm tối. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến sau khi đi vào, cái kia cánh cửa xếp liền tự động đóng bên trên. La Quân đem Lâm Thiến Thiến đặt ngang ở một mảnh trên đất trống. Sau đó hô, Bạch Ngâm Xương, đi ra. Hắn vừa dứt lời âm, trước mắt từ trường ngưng tụ, sau đó thì hiện ra Bạch Ngâm Xương bộ dáng. Bạch Ngâm Xương thấy một lần tình cảnh này, không khỏi hơi hơi thất sắc, nói, nàng làm sao? La Quân nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là bị Trình Kiến Hoa tiến hành ý thức thôi miên. Ta cũng không có cách nào đánh thức nàng, cho nên mới tới thăm ngươi có biện pháp nào không? Bạch Ngâm Xương trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nói, ngươi gặp qua Trình Kiến Hoa. La Quân trầm giọng nói ra, ta đâu chỉ gặp qua, còn kém chút chết tại Trình Kiến Hoa trên tay. Việc này nói rất dài dòng, người xem trước một chút nàng đến là chuyện gì xảy ra. Bạch Ngâm Xương gật gật đầu, nàng ngược lại cũng không phải như vậy không thèm nói đạo lý người. Bạch Ngâm Xương tiếp theo, thân thể hóa thành một sợi khói xanh, trực tiếp tiến vào Lâm Thiến Thiến trong đầu qua. Cảnh tượng này nhìn lấy, lại thật giống là Tôn Ngộ Không tới. La Quân ngưng thần nhìn chăm chú, hắn có chút khẩn trương, sợ Lâm Thiến Thiến hội như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá còn tốt, sau một lúc lâu, Bạch Ngâm Xương thì đi ra. Đồng thời, Lâm Thiến Thiến tằng hắng một cái, nàng mắt mặt đầu tiên là động động, sau đó thì mở to mắt. La Quân không khỏi đại hỉ, vội vàng hô, Thiến Thiến.
Lâm Thiến Thiến sau một hồi khá lâu mới có hơi ý thức, nàng nhìn về phía La Quân, mang một tia nghi hoặc, nói, chúng ta là không phải đều chết. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, chết ngươi muội a. Lâm Thiến Thiến nỗ lực muốn ngồi dậy, nhưng thân thể không có khí lực gì. La Quân dìu nàng ngồi xuống. Lâm Thiến Thiến vừa mới ngồi dậy đã nhìn thấy Bạch Ngâm Sương, sau đó, nàng lại ngắm nhìn bốn phía. Nàng lập tức kinh hỉ nói, chúng ta trốn tới. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nàng nói vừa xong, lại kịch liệt ho khan. Thật sự là trong lúc này thương tổn tụ huyết còn có chút không có thanh trừ. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể nàng khỏe mạnh. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến có thể tỉnh lại, hắn thở phào một hơi. Liền cũng ngồi xếp bằng, nói ra, cái gì gọi là trốn tới. Ca ca mang theo ngươi quang minh chính đại đi ra. À, Lâm Thiến Thiến kinh ngạc nói, nhưng ta giống như nhớ kỹ ngươi cùng ta đều bị tóm lên đến a. Đến là chuyện gì xảy ra? La Quân liền đối với Lâm Thiến Thiến cùng Bạch Ngâm Sương nói ra, tốt a, các ngươi đều ở nơi này, ta thì nói cho các ngươi một chút sự tình tiến triển. Lần này, La Quân thì thật không có bất kỳ cái gì giữ lại nói. Thiên mệnh giả, thiên địa sát kiếp, chính hắn bị Trình Kiến Hoa nhét vào trong lò luyện đan bóc đi khí vận các loại. Thẳng đến tổ sư gia xuất hiện. Đây hết thảy nghe Lâm Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Đây hết thảy đối với nàng tới nói, thật sự là quá huyền bí. Mà Bạch Ngâm Sương nghe được tổ sư gia còn nhất tâm quải niệm chính mình thời điểm, Bạch Ngâm Sương không khỏi lệ rơi đầy mặt. Sự tình có bộ dáng như vậy, La Quân nói ra, ta không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Trình Kiến Hoa đào tẩu. Muốn đến gia hỏa này khí số chưa hết, rớt xuống vách núi cũng sẽ không chết. Bạch Ngâm Sương đối La Quân đã tin tưởng không nghi ngờ, nàng có thể ngửi được La Quân trên thân cái kia vô cực kim đan vị đạo. Còn có, lần này sự tích, cũng không phải La Quân có thể biên đi ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến vì nàng Bạch Ngâm Sương, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cửu tử nhất sinh. Bạch Ngâm Sương cũng không phải vô ý người, giờ phút này, nàng đối Lâm Thiến Thiến cùng La Quân là tràn ngập cảm kích. Cảm ơn các ngươi, Bạch Ngâm Sương thật sâu nói ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến gặp Bạch Ngâm Sương thái độ này, hai người không khỏi mi tâm thả lỏng, vui mừng cười. Liền cũng cảm thấy, hết thảy vất vả hy sinh đều là đáng giá. Lâm Thiến Thiến lại kịch liệt ho khan. La Quân vội vàng vỗ nhẹ nàng cõng, vì nàng thuận khí. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? La Quân sau đó hỏi Bạch Ngâm Sương. Bạch Ngâm Sương nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ta muốn về Huyền Y Môn, ngươi có thể giúp ta sao? La Quân mừng rỡ, nói ra, cái này không nói nhảm à, ta tới đây chính là muốn mời ngươi rời đi à. Đương nhiên muốn giúp ngươi, con hàng này ngược lại là ăn ngay nói thật. Bạch Ngâm Sương không khỏi cười một tiếng, nói ra, cảm ơn. Nàng biết La Quân cũng là ngoài miệng nói một chút, thực hắn là cái nhiệt tâm mà người dũng cảm. Sau đó, La Quân liền cùng Lâm Thiến Thiến nên rời đi trước. La Quân nhận lời Bạch Ngâm Sương, sẽ mau chóng xử lý trong tay sự tình. Sau đó liền đến mang Bạch Ngâm Sương về Huyền Y Môn. Bạch Ngâm Sương lại cảm tạ một phen. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến sau khi lên xe, từ La Quân lái xe. Xe khởi động, La Quân liền để Lâm Thiến Thiến cho Vương Đại Năm gọi điện thoại. Vương Đại Năm là Lâm Thiến Thiến phụ thân thư ký, Lâm Thiến Thiến tự nhiên nhận biết. Lâm Thiến Thiến lập tức liền cho Vương Đại Năm gọi điện thoại, về sau lại cho phụ thân gọi điện thoại. Báo xong bình an về sau. Lâm Thiến Thiến lại nhịn không được ho khan. Nhưng nàng y nguyên rất vui vẻ, nói ra, nghĩ không ra lần này, chúng ta lại bắt Lý Dương, lại trợ giúp Bạch Ngâm Sương, quá tốt. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, tốt cái gì tốt, Lâm Thiến Thiến, ngươi có biết hay không ngươi thân thể của mình tình huống. Ngươi nếu là không có xử lý thích đáng, cẩn thận thành ho lao. Ngươi một cái tiểu cô nương, đến cái bệnh này, về sau vẫn không được lão cô bà. Nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiến Thiến nghe không khỏi giật mình, sắc mặt nàng trắng bệch, vừa nghĩ tới chính mình thật muốn đến ho lao, nàng thật là có chút sợ hãi. La Quân gặp hù đến Lâm Thiến Thiến, hi hi cười một tiếng, nói ra, đương nhiên nghiêm trọng. Bất quá a, ngươi nếu là cầu ta ngược lại thật ra có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi thương tổn. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là võ lâm cao thủ, hiểu nội gia khí công. Ta có thể cho ngươi khơi thông tụ huyết. Lâm Thiến Thiến nghe vậy không khỏi thở phào một hơi, nàng tức giận nói, cậu em gái ngươi a, ngươi nếu là chị không hết ta không gả ra được, thì lại cho ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy ta cầu còn không được a,
ngươi là phú gia thiên kim, lại xinh đẹp như vậy. Cho ta làm cái tiểu lão bà, tốt bao nhiêu. Lâm Thiến Thiến nghe nửa câu đầu còn cười mỉm, sau khi nghe được nửa câu thì hận không thể một chân đem La Quân đạp xuống dưới. Không có cách, La Quân chính là cái này tính tình. Lâm Thiến Thiến cũng dần dần có chút thói quen. Lúc này, Lâm Thiến Thiến cảm thấy có chút mệt mỏi, liền dựa vào tại chỗ ngồi bên trên chợp mắt. Từ khi thụ Moto Akira một quyền kia, Lâm Thiến Thiến tình trạng cơ thể thì không tốt. Nàng cảm thấy thân thể rất lợi hại suy yếu, đi mấy bước đều mệt mỏi. Cái này nhưng để Lâm Thiến Thiến thực tình không thích, nàng luôn luôn cho mình định vị là tư thế hiên ngang nữ cảnh sát A. Sao có thể làm mềm mại Lâm Đại Ngọc Lâm muội muội đâu? La Quân mở là một cỗ màu đen lao vụt, hắn đi ngang qua một cái trung dược cửa hàng, liền dừng xe tử. Lâm Thiến Thiến mở mắt ra đã nhìn thấy La Quân xuống xe qua tiệm thuốc, nàng không khỏi cười một tiếng, liền biết La Quân là cái miệng chán ghét, nhưng trên thực tế cũng nghiêm túc người. Không bao lâu, La Quân mua thuốc trở về, Lâm Thiến Thiến gặp hắn trở về, lại tiếp tục vờ ngủ. La Quân cũng không quấy rầy Lâm Thiến Thiến, tiếp tục mở xe. Đáng nhắc tới là, Vương Đại Nam xác định Lâm Thiến Thiến không sau đó. Đêm đó thì trở về cảnh thà thành phố. Sau 20 phút, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trở lại Lâm Thiến Thiến chỗ tiểu khu. Lâm Thiến Thiến lúc này cũng liền không lại vờ ngủ, tiến thang máy về sau, nàng buồn cười hỏi La Quân, nói, thuốc này là làm gì? La Quân con hàng này ra mặt so thành tường còn dày hơn, nghe vậy cười ha ha, nói ra, nhà ta tiểu cậu sinh bệnh, cho nó mua chút thuốc. Chết La Quân, Lâm Thiến Thiến như thế ổn trọng nữ nhân, lúc này cũng không nhịn được vươn tay ra nắm chặt La Quân bên hông thịt. La Quân cười ha ha một tiếng, tránh né lấy không cho Lâm Thiến Thiến đạt được. Hai người đùa giỡn một lát, Lâm Thiến Thiến thì mệt mỏi hoảng. La Quân thấy thế liền đỡ lấy nàng, để cho nàng tự do báo phục. Hành động này để Lâm Thiến Thiến tâm lý ủ ấm. Sau khi về đến nhà, La Quân nói với Lâm Thiến Thiến, người đi trên giường, đem thân trên y phục thoát. Liền áo ngực đều không muốn mặc, hắn lúc này nói rất lợi hại nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt lập tức đỏ, nói, làm gì? La Quân quét mắt một vòng Lâm Thiến Thiến, nói, nghĩ gì thế? Ta muốn chữa thương cho ngươi, ta mua sơn trà cao còn có rượu thuốc, những này là lưu thông máu hóa ứ. Cũng không phải cho ngươi khẩu phục. Cái kia cũng không cần đem y phục thoát a. Lâm Thiến Thiến coi như tâm lý đối La Quân có hảo cảm, nhưng cũng không thể tiếp nhận ở trước mặt hắn đem y phục đều thoát a. Nàng nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, lớn như vậy tiêu chuẩn sự tình nơi đó làm được. La Quân nghiêm mặt nói ra, việc này không phải đùa giỡn với ngươi. Người bình thường cho ngươi bôi thuốc, bất quá là đem những thuốc này bôi đến trên lưng ngươi. Lão trung y bôi thuốc, sẽ thông qua thủ pháp, đem dược lực vò đến ngươi đầu khớp xương mặt. Mà ta cho ngươi bôi thuốc, là thông qua ám kình đem dược lực trực tiếp bay hơi đến ngươi tụ huyết chỗ. Ta nếu là cách y phục, ta có thể làm việc này sao? Ngươi thật không phải nói đùa. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân nghiêm túc, không khỏi nói. La Quân nói ra, ca ca là người đứng đắn có được hay không, có thể mở nhàm chán như vậy trò đùa. Lâm Thiến Thiến vẫn còn do dự, nói, có hay không khác biện pháp a? La Quân gọn gàng mà linh hoạt nói, không có. Hắn đón đến, nói, ta cái này cho người khác lần trước thuốc, ít nhất phải cho ta 20 vạn. Ca ca cho người miễn phí bôi thuốc, người khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lại nói, cũng là để ngươi lộ lưng, lại không muốn ngươi lộ toàn thân. Cái kia bao nhiêu ngôi sao đi thảm đỏ, ngay trước cả nước vài ức nhân dân đều để trần cõng đâu, nhiều đại sự. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt đỏ thấu, nói, đó là các nàng, không phải ta. Nàng nói về nói như vậy, cuối cùng vẫn là tiến gian phòng. La Quân không khỏi buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng cũng rất là chờ mong, thậm chí có chút huyết dịch sôi trào. Suy nghĩ một chút, có phải hay không còn có chút tiểu kích động đâu. Tuy nhiên La Quân cũng không phải cố ý muốn chiếm Lâm Thiến Thiến tiện nghi, lần này cũng là thật tâm liệu thương. Nhưng là, thơm như vậy diễm tràng cảnh vẫn là sẽ để cho La Quân tên sắc phôi này tử rất lợi hại kích động a. Dù sao, Lâm Thiến Thiến là xinh đẹp như vậy, tăng thêm nàng lại là cảnh hoa, này song trùng thân phận, hắc hắc. Ước chừng sau 10 phút, trong phòng ngủ truyền đến Lâm Thiến Thiến ngượng ngùng như ruồi mũi thanh âm có thể tiến đến. La Quân hít sâu một hơi, hắn đẩy ra phòng ngủ. Để hắn mắt mù là, trong phòng ngủ không có bật đèn ánh sáng, tối sầm. Không cần bật đèn a, Lâm Thiến Thiến ngượng ngùng hỏi.
La Quân cái kia có ý tốt nói muốn bật đèn, hắn chả không có vô sỉ đến nước này. Ngay sau đó liền nói ra, không cần. Thực có mở hay không đèn cũng không đáng kể, La Quân thị lực tốt lạ thường. Hắn đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Cái kia trên giường, Lâm Thiến Thiến hạ thân trong chăn, thân trên xác thực đã cởi sạch. Nàng dốc sức trên giường, nhắm mắt lại. La Quân liếc một chút trông thấy chính là nàng trắng như tuyết lưng, cái kia lưng đường cong là như thế hoàn mỹ. Thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy mông tuyến. Càng nguy hiểm hơn là La Quân tà ác một điểm, có thể thấy được nàng trắng như tuyết hình dáng. La Quân lần nữa hít sâu một hơi, nhịn xuống phía dưới phản ứng. Trong tay hắn cầm phê đem cao còn có rượu thuốc. Lúc này, La Quân trước đem phê đem cao bôi trên tay, sau đó bắt đầu qua đặt tại Lâm Thiến Thiến trắng như tuyết trên sống lưng. Tiếp xúc đến nàng lưng trong tích tắc, La Quân rõ ràng cảm giác được Lâm Thiến Thiến thân thể mềm mại rung động một chút. Cô gái nhỏ này, thẹn thùng lắm đây. La Quân tuy nhiên bình thường trong mắt loạn chuyển, nhưng lại không phải cái hạ lưu người. Lúc này nghiêm túc chữa thương cho nàng đứng lên. Hắn xuyên thấu qua trong lòng bàn tay kình lực đem dược lực đè ép đi vào. Lâm Thiến Thiến lập tức có thể cảm giác được một cỗ nhiệt lực lui nhập trong thân thể. Ám kình có thể cứng rắn khả nhu, có thể giết người ở vô hình. Dùng tốt, lại có thể cứu người vô số. Chỉ chốc lát, La Quân đem phê đem thuốc cao bên trong đánh vào đến Lâm Thiến Thiến trong thân thể. Lâm Thiến Thiến lúc đầu bất lực khó chịu, lúc này lại cảm thấy cả thân thể ấm áp dễ chịu tới cực điểm. Nàng cũng nhịn không được muốn rên rỉ đi ra, có thể cuối cùng không có ý tứ. Sau cùng chỉ có thể cắn chăn mền. La Quân tiếp lấy đem rượu thuốc cũng vò tiến Lâm Thiến Thiến trong thân thể. Cái này trải qua hành động, liền đem Lâm Thiến Thiến thân thể tụ huyết toàn bộ vò tán. Lâm Thiến Thiến rõ ràng cảm giác được thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại lúc này, trên người nàng tinh tế dày đặc tản mát ra màu đen mồ hôi. Đây là trong thân thể tạp chất, độc tố cũng bị loại ra ngoài. Mỗi người trong thân thể đều là có độc tố. Có mặt người sắc ố vàng, khí sắc không tốt cũng là bởi vì độc tố quá nhiều. La Quân thu công về sau, liền xoay người nói, ta đi ra ngoài trước. Người mặc quần áo tử tế, lại đi tắm. Lâm Thiến Thiến ân một tiếng. Sau đó, La Quân ra phòng ngủ. Chỉ chốc lát về sau, Lâm Thiến Thiến mặc quần áo, tiến đến phòng ngủ tắm rửa. Nàng trọn vẹn tẩy nửa giờ. Cái này một cái tắm, tẩy vô cùng thống khoái. Nàng cảm giác thân thể phá lệ sảng khoái tinh thần. Đi ra thời điểm, Lâm Thiến Thiến thay đổi một thân màu trắng quần áo thể thao. La Quân trở lại trông thấy Lâm Thiến Thiến. Chỉ gặp cô nương này tóc ướt sũng, chuẩn bị lộ vẻ quyến rũ cùng xinh đẹp. Khuôn mặt đỏ rực, khí sắc rất tốt, La Quân nhìn không khỏi ngẩn người. Lâm Thiến Thiến tâm tình thật tốt, nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta xác thực chưa thấy qua giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát nha. Lâm Thiến Thiến không khỏi kỳ quái nói, đây là cái gì hình dung từ, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhất định phải thêm nữ cảnh sát xem xét. La Quân cười hắc hắc, hắn nhìn thấy Lâm Thiến Thiến luôn luôn có thể nghĩ đến đồ đồng phục hấp dẫn a. Lâm Thiến Thiến thấy một lần La Quân như thế cười, liền biết ra hỏa này trong lời nói không phải ý tốt gì nghĩ. Nàng tâm tình tốt, cũng lười so đo, nói ra, ta đói bụng chết, ngươi chờ ta thổi khô tóc, sau đó chúng ta ra ngoài ăn tiệc. Hôm nay cũng xác thực nên hảo hảo chúc mừng dưới. La Quân nói ra, tốt, hắn cũng đói. Lâm Thiến Thiến tiến phòng ngủ thổi tóc. Nàng thổi xong đầu phát ra tới. La Quân đột nhiên bưng tới một chén nhỏ đồ, vật. Đem cái này uống, La Quân nói ra. Lâm Thiến Thiến tiếp nhận cái chén, nghi hoặc cùng cực. Cái này trong chén đồ, vật theo máu một dạng, nàng phóng tới trước mũi nghe, thế mà còn có mùi máu tươi. Nàng lập tức không làm, nói, ngươi làm cái quỷ gì, cái này là ở đó đến bẩn máu, ta tại sao phải uống máu. Mà mẹ nó, La Quân không khỏi buồn bực xấu hổ. Ngươi thảo ai đây, Lâm Thiến Thiến lập tức nói lại. La Quân im lặng, cũng không thể nói mà mẹ nó ngươi. Hắn nói ra, đây là lão tử máu có được hay không, ngươi bây giờ thân thể còn yếu. Ta máu này là ăn tổ sư gia vô cực kim đan. Tổ sư gia nói qua, ta máu là lương phẩm, có thể giải bách độc. Máu này dinh dưỡng tốt đây, lão tử cho ngươi uống, ngươi còn nói là bẩn máu. Hắn nói chuyện đưa tay cổ tay lấy ra tới. Cái kia trên cổ tay thật có đạo vừa vẽ đục cái lỗ hổng, bất quá bây giờ đã bắt đầu khép lại. Lâm Thiến Thiến lập tức biết mình trách oan La Quân, liền cũng có chút xấu hổ. Nàng còn nói thêm, có thể máu này thật có thần kỳ như vậy.
La Quân tức giận nói, ta lúc ấy lại là vết thương đạn bắn, lại là nội thương. Ăn kim đan kia, một giờ toàn bộ khỏi hẳn, người cứ nói đi. Lâm Thiến Thiến cũng cảm thấy một màn kia xác thực thần kỳ, nàng lại nghe máu này. Lần này lại cảm giác được trong máu còn có một cỗ hương thơm. Lâm Thiến Thiến muốn nắm lỗ mũi uống, nhưng ly rượu nhỏ đến miệng một bên, vẫn cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống. La Quân cười ha ha, nói ra, ra mồm cái gì nha, ca ca máu ngươi thì không uống ít qua. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt nhất thời đỏ thấu, lúc ấy tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba. La Quân máu thế nhưng là nàng cứu mạng thuốc tốt, một nghĩ tới ngày đó tình cảnh, Lâm Thiến Thiến nhìn La Quân ánh mắt liền bắt đầu ôn nhu. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến ngửa cổ một cái, đem cái này một chén nhỏ máu cho uống. Uống xong về sau, nàng lập tức qua trong toilet xúc miệng, đánh răng. Lại liền uống hai chén nước sôi để nguội. La Quân rất không hài lòng Lâm Thiến Thiến cử động, nói, ngoá, để ngươi uống là ca ca máu, cũng không phải nam nhân cái kia chơi. Lâm Thiến Thiến lập tức kỳ quái hỏi, cái kia chơi là cái gì? La Quân vốn là muốn trò đùa quái đản Lâm Thiến Thiến, không nghĩ tới Lâm Thiến Thiến nhỏ như vậy bạch, thế mà không hiểu. Gia hỏa này cũng không dễ nói rõ, nhân tiện nói, cái kia chơi ngươi cũng đều không hiểu a, Nhật Bản mảng hành động nhìn qua không? Lâm Thiến Thiến càng thêm kỳ quái, nói, Nhật Bản còn đập mảng hành động sao? La Quân im lặng trợn mắt chừng một cái, nói, Nhật Bản đập, tên gọi tắt Nhật Bản mảng hành động. Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khuôn mặt lại đỏ lên, nói, chết La Quân, ta làm sao lại nhìn qua loại kia phim? La Quân cười ha ha, nói ra, nữ sinh các ngươi đại học lúc đó, liền không có cùng một chỗ tại túc xá nhìn qua. Lâm Thiến Thiến nói, đương nhiên không có. Nàng đón đến, tương đương khinh bỉ nhìn mắt La Quân, nói ra, người nghĩ rằng chúng ta nữ sinh đều cùng các ngươi nam sinh giống như. Nàng sau khi nói xong lại nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi, chết đói. La Quân nội hàm lời nói không có bị Lâm Thiến Thiến nghe được, nhất thời cảm thấy thất lạc. Khoan hãy nói, nam nhân tại mỹ nữ trước mặt giảng màu vàng trò cười đùa mỹ nữ, cái loại cảm giác này rất không tệ. Hai người ra thang máy, La Quân hướng Lâm Thiến Thiến nói, ngươi thì không hiếu kỳ ta nói cái kia chơi là chơi. Lâm Thiến Thiến nói, dù sao ngươi cái tên này thì không có lời gì tốt. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta nói là, ngươi uống là ca ca máu, cũng không phải nam nhân. Hắn nói chỉ phía dưới của mình, cho nên, ngươi không cần đến làm tốt giống rất lợi hại buồn nôn giống như. Lâm Thiến Thiến cái này hoàn toàn hiểu, nàng vừa nghĩ tới loại kia chàng diện, lập tức liền cảm thấy toàn thân đều muốn nổi da gà. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt thẹn đỏ, liều mạng níu lấy La Quân bên hông thịt, nói, chết La Quân, người tên lưu manh này bại hoại, người có phải hay không muốn chết? La Quân cười ha ha, đùa giỡn đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cảm giác bồng bồng đắt ha. Ra tiểu khu, từ La Quân lái xe. Hai người đều rất đói, quyết định đại khai sát giới. Sau cùng tìm một nhà Hàn Quốc đồ nướng, sửa sang rất không tệ Hàn Quốc đồ nướng. Thế là hai người thì uống vào rượu bia ướp lạnh, ăn như gió cuốn. Ăn vào một nửa thời điểm, Nhất Tiểu Hài ra bán hoa hồng. La Quân vung tay lên, toàn bộ cho đứa bé kia mua, sau đó đưa cho Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút nhăn nhó, nói ra, người đưa ta hoa hồng làm gì? La Quân gặp Lâm Thiến Thiến ngượng ngùng, liền cười ha ha một tiếng, nói, Lâm Thiến Thiến, khác xuân tâm dập dờn. Ta là làm một chút việc thiện, hoa này không tiễn ngươi. Chẳng lẽ ta lấy về? Lâm Thiến Thiến vốn đang thật cao hứng, nghe xong lời này thì khí mặt trắng. Nàng cảm thấy La Quân con hàng này tình thương quá thấp, liền không thể nói điểm lời dễ nghe. Nào biết La Quân còn nói thêm, ngươi muốn không muốn, không muốn ta thì tiễn biệt ngươi. Lâm Thiến Thiến nghe xong lời này càng tức giận, nói, không muốn. La Quân lập tức liền ngoắc hô bà chủ đến, nói, bà chủ, hoa này ngươi muốn, không muốn, không muốn liền giúp ta ném. Bà chủ kia lập tức mặt mày hớn hở, đem hoa lấy đi. Lâm Thiến Thiến cái này khí quá sức, La Quân cười ha ha, nói ra, uống rượu, uống rượu. Hắn thật tâm trong kia bên trong có thể không hiểu Lâm Thiến Thiến tâm tư. La Quân con hàng này cũng không phải tình thương thấp người. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý theo Lâm Thiến Thiến thật đến một bước kia qua. La Quân ưa thích tại trong bụi hoa dạo bước, nhưng hắn ưa thích là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Đây cũng là hắn một mực không xuống tay với Đinh Hàm nguyên nhân. Chơi đùa tình một đêm cái gì, La Quân rất lợi hại ưa thích. Nhưng hắn chơi không dài tình.
Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, cũng cảm thấy mình có chút không khỏi rượu. La Quân là cùng Đinh Hàm một đôi, chính mình tại sao phải hạ tiện như vậy a? Nàng trong lòng vẫn là không nhịn được chua xót, bất quá cũng lập tức bình phục tâm tình, cười cười nói, uống rượu. Sau đó liền là La Quân nghiệp chướng, Lâm Thiến Thiến trực tiếp uống say. Uống say về sau, Lâm Thiến Thiến liền trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. La Quân cũng là không ngại Lâm Thiến Thiến phiền, hắn thật thích phục thị uống say mỹ nữ. Đương nhiên, trước đó Lâm Thiến Thiến hôn mê không tính. Khi đó Lâm Thiến Thiến sinh tử chưa biết, hắn chả không có hèn hạ như vậy qua chiếm Lâm Thiến Thiến tiện nghi. La Quân tính tiền về sau, đem Lâm Thiến Thiến ôm vào xe. Sau đó, con hàng này thì lái xe đưa Lâm Thiến Thiến về nhà. Hắn cũng uống không ít rượu, lúc này rõ ràng là tửu điều khiển. Hắn tuy nhiên không đề xướng tửu điều khiển, nhưng dưới mắt cũng là không thể làm gì. Một đường lái trở về, hắn đem cửa sổ xe quan trọng. Đây là sợ bị cảnh sát giao thông trông thấy, hoặc nghe thấy tử khí. Còn may là, một đường thông thuận, không có cảnh sát giao thông ngồi chờ. La Quân không khỏi may mắn chính mình vận khí tốt, hắn đem Lâm Thiến Thiến ôm xuống xe, hướng trong thang máy đi đến. Nào biết còn không có tiến thang máy, Lâm Thiến Thiến cũng bởi vì trong xe quá buồn bực, không nhịn được muốn nôn. La Quân giật mình, hắn đột nhiên trông thấy trong thang máy có cái thùng rác. Thế là tay mắt lanh lẹ tiến lên tìm thùng rác. Hắn vừa đem thùng rác bắt lấy, Lâm Thiến Thiến đã trước phun ra. Một cỗ gai mũi mùi vị, để La Quân nhịn không được nắm cái mũi. Người dài tuy đẹp, nôn đồ, vật, đi ị đều là giống nhau thôi a. La Quân bất đắc dĩ. Lúc này, cửa thang máy đóng lại. Hắn lại lập tức qua nhấn nút thang máy, cái này buông lỏng tay, trở lại Lâm Thiến Thiến thế mà đặt mông ngồi tại chính nàng nôn ộ uế phía trên. Tràng diện này, thật sự là không đành lòng nhìn a. La Quân xem như chịu phục. Hắn cũng thấy rõ. Lâm Thiến Thiến nhất định là rất uống ít tửu. Cho nên hôm nay cái này một say mới như thế không thể vãn hồi. Hắn đem Lâm Thiến Thiến dìu vào thang máy, không thể tránh né, trên người hắn cũng hoen ổ uế. Đến Lâm Thiến Thiến trong nhà về sau, La Quân trực tiếp đem Lâm Thiến Thiến ném đến trong phòng tắm. Hắn đem vòi phun mở ra, dùng nước nóng cho Lâm Thiến Thiến cọ rửa. Chính hắn lại nhanh chóng xuống lầu thanh lý ổ uế. Đợi đem dưới lầu dọn dẹp sạch sẽ về sau. La Quân chính mình cũng bị hun không nhẹ. Lập tức lại cùng lên lầu. Chờ đến phòng tắm về sau, La Quân đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến ở bên trong ngủ. Ta dựa vào. La Quân sờ mũi một cái, lúc này, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a? Hắn không có chút nào lòng áy náy đem Lâm Thiến Thiến y phục toàn lột sạch. Cái này gọi một cái thoải mái a. Lâm Thiến Thiến dáng người rất tốt, nên rất địa phương rất, nên vỉnh lên địa phương vỉnh lên. La Quân cái này thượng hạ tay cho Lâm Thiến Thiến tắm rửa, hắn tẩy không có không hổ thẹn. Bởi vì cái này hoàn toàn là ở vào bằng hữu đạo nghĩa a. Chí ít chính hắn là nghĩ như vậy. Đương nhiên, La Quân cũng không có rất quá đáng, nhanh chóng tẩy xong sau. Đem Lâm Thiến Thiến ném vào trên giường. Hắn cho Lâm Thiến Thiến đắp kín mền về sau, lại thích hợp mở điều hòa. Như thế về sau, chính mình cũng đi tắm. La Quân có bộ áo ngủ ở chỗ này, vừa vặn mặc. Sau đó, hắn thì về mặt khác phòng ngủ. Đêm nay, La Quân ngủ rất lợi hại thoải mái. Trong mộng đều là Lâm Thiến Thiến cùng Đinh Hàm trắng bóng thân thể mềm mại. Còn mộng thấy cùng cái này hai đại mỹ nữ trên giường khoái lạc. Hắn một đêm đều là cười phóng đãng lấy. Sáng ngày thứ 27 giờ, La Quân còn đang trong giấc mộng. Tiếp lấy liền nghe đến Lâm Thiến Thiến rít lên một tiếng. La Quân lập tức liền ngồi xuống, hắn sao có thể không biết Lâm Thiến Thiến vì cái gì thét lên. Chết La Quân, Lâm Thiến Thiến phẫn nộ gào thét, người lăn tới đây cho ta. La Quân lập tức xuống giường, lý trí khí tráng ra khỏi phòng, đi vào Lâm Thiến Thiến phòng ngủ trước. Hắn một tay lấy môn đẩy ra, sau đó liền trông thấy Lâm Thiến Thiến ngồi, toàn thân khỏa trong chăn, chỉ lộ một cái đầu đi ra, người đối ta làm cái gì? Lâm Thiến Thiến nghiêm nghị chất vấn. La Quân giả bộ như rất lợi hại không khỏi rượu, nói, ta đối với ngươi làm cái gì? Lâm Thiến Thiến nổi giận đan sen. Nàng nước mắt một chút thì biểu đi ra, nói, La Quân, ngươi quá phận. Ta coi ngươi là bạn, ngươi thế mà. La Quân lập tức kêu lên đụng thiên khuất, nói, Lâm Thiến Thiến, lời này của ngươi thì không nói đạo lý a. Ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi tổng sẽ không cho là ta mạnh ở giữa ngươi đi. Ta dựa vào. Lâm Thiến Thiến ngược lại không là tiểu cô nương, cũng biết mình thân thể cũng không có bị xâm phạm.
Nàng nổi giận nói, vậy ngươi cũng không thể đem y phục của ta cho cởi sạch, ngươi bảo ta làm sao gặp người. La Quân nói ra, ngoá, liền biết ngươi muốn không phân biệt tốt xấu. Hắn quay người phải đi đem nhà vệ sinh đem chính mình y phục cùng Lâm Thiến Thiến y phục lấy tới. Lâm Thiến Thiến, chính ngươi nhìn xem, hôm qua tại thang máy bên ngoài, ngươi muốn nôn, ta đi cấp ngươi tìm thùng rác, vừa quay đầu lại ngươi thì thổ địa bên trên, ta qua nhấn nút thang máy, kết quả lại vừa quay đầu lại, chính ngươi ngồi ngươi ói mặt. Một thân bẩn, làm ta toàn thân đều là, ngươi để cho ta làm sao bây giờ, ta không được rửa cho ngươi tắm, chẳng lẽ ta có thể để ngươi mặc quần áo tắm rửa, ăn mặc quần áo ướt ngủ. Ta dung mạo dễ sao, ta khó khăn biết bao, kết quả ngươi đạo tốt, trả đũa. Lâm Thiến Thiến nhìn lấy trên quần áo ô uế, nàng cũng liền ẩn ẩn minh bạch. Nhưng nàng vẫn là tức giận không chịu nổi, nói ra, ngươi liền không thể qua đem Đinh Hàm hô đến cho ta thay quần áo sao. Ngươi chính là lưu manh. La Quân tâm lý lập tức hơi hồi hộp một chút, ta dựa vào, ban đầu đến vẫn là có thể có mặt khác phương án. Lúc ấy chính mình yên tâm thoải mái, ban đầu tới vẫn là chính mình lưu manh. Căn bản cũng không muốn đi muốn khác biện pháp a. La Quân đầu óc chuyển gì nhanh, hắn lập tức nói, ngươi cho rằng ta không muốn đi tìm Đinh Hàm. Hôm qua đều rất trễ, rạng sáng, ta vốn là lừa gạt Đinh Hàm còn chưa có trở lại, đột nhiên đem nàng gọi qua chiếu cố ngươi, nàng hội rất muốn sao. Lâm Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không biết nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt theo trong suốt hạt châu giống như, không ngừng rơi xuống. La Quân thấy thế, không khỏi đau lòng đứng lên, đồng thời cũng cảm thấy mình giống như thật có chút quá mức. Gia hỏa này cũng là không thể gặp nữ nhân chảy nước mắt. Thế là thì ấy ấy nói ra, thật xin lỗi, Thiến Thiến. Ta, ngươi ra ngoài, Lâm Thiến Thiến một thanh che Thiến trong chăn. La Quân cũng biết hiện tại nhiều lời vô ích, liền đóng cửa lại, mình tới trên ghế salon ngồi xuống. Con hàng này không nghĩ tới Lâm Thiến Thiến thế mà để ý như vậy chuyện này. Thầm nghĩ, hiện tại cũng niên đại nào, ngủ một giấc đều đường ai nấy đi. Chẳng lẽ lại ta nguyên nhân quan trọng vì nhìn nàng thân thể mà phụ trách? La Quân bản thân đau đầu lấy, mà lại, hắn cảm thấy mình thật sự là tiện tay. Biết rất rõ ràng phụ nữ đàng hoàng không thể chạm vào, làm sao vẫn là muốn hướng địa lôi bên trên đụng đâu. Xem ra sau này chính mình còn muốn cẩn thận một chút. Riêng là theo Hàm tỷ. La Quân từ đến quốc ngoại về sau, cũng là tự do tự tại, tùy ý hành hiệp. Thật sự là sợ hãi bị trói buộc lấy. Cho nên giờ khắc này, hắn quyết định giúp Đinh Hàm đem rượu đi mở tốt. Chờ quán ba bên trên quỹ đạo, sau đó hắn liền muốn dần dần theo Đinh Hàm kéo dài khoảng cách. Sau cùng chờ xác định Tống Nghiên Nhi lấy chồng, không có phiền phức. Chính mình lại đi các quốc gia, khắp nơi chơi đùa. Mở ra chính mình chiến xa, hôm nay tại Thái Sơn, ngày mai tại Tứ Xuyên. Ban đêm buông xuống về sau, lại đi quán ba cùng mỹ nữ nhóm tán tỉnh, vượt qua vui sướng ban đêm. Trông thấy khó chịu người thì đánh, trông thấy chuyện bất bình thì xuất thủ. Đây mới là La Quân lý tưởng thời gian A. La Quân trong phòng khách phát triển an toàn ước 20 phút. Sau 20 phút, Lâm Thiến Thiến mặc một thân tư thế hiên ngang cảnh phục đi ra. Màu xanh ngọc cảnh phục, tóc co lại, phá lệ khí khái hào hùng. Nàng Mỹ lệ khuôn mặt khôi phục nhất quán lạnh lùng. La Quân đứng lên, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Thiến Thiến hướng La Quân từ tốn nói, chúng ta qua ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong lại nói chuyện chính sự. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến không có sách trước đó cái kia một gốc dạ, không khỏi thở phào một hơi. Bất quá có chút muốn mạng là, La Quân không có quần áo sạch có thể xuyên. Hắn chả mặc đồ ngủ. Lâm Thiến Thiến thấy thế liền nói ra, ngươi chờ một chút, ta mua tới cho ngươi thân thể y phục trở về. La Quân ứng. Lâm Thiến Thiến sau đó liền nhanh chóng ra khỏi phòng tử. Trong nội tâm nàng thực không có thống hận La Quân, chỉ là nàng rất lợi hại không có ý tứ. Nàng từ nhỏ ra giáo thì rất lợi hại nghiêm ngặt, luôn luôn đều là gò bó theo khuôn phép. Đã lớn như vậy, theo nam sinh hôn môi đều chưa từng có. Duy nhất một lần nụ hôn đầu tiên vẫn là bị La Quân ở trên máy bay không khỏi rượu đoạt đi. Nàng đột nhiên bị La Quân toàn bộ nhìn hết, nội tâm vẫn là có đạo cảm. Nhưng nàng cũng biết mình không trách La Quân, cho nên dưới mắt, nàng cảm thấy chỉ có dùng lãnh đạm phương thức đến ở chung. Như thế mới sẽ không xấu hổ a. Lâm Thiến Thiến lúc đầu dự định theo La Quân xuống dưới ăn điểm tâm, nhưng về sau mua xong y phục, dứt khoát liền trực tiếp mua bữa sáng vào nhà ăn. La Quân tự nhiên vui hưởng thành. Lâm Thiến Thiến cho La Quân mua một thân đồ thể thao,
La Quân thay đổi về sau, lộ ra rất là tuổi trẻ ánh sáng mặt trời. Mua bữa sáng là mù tạc cùng bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành. Toàn bộ đều là La Quân thích ăn. La Quân nhìn thấy phần này bữa sáng vẫn là trong lòng ủ ấm, tuy nhiên Lâm Thiến Thiến cô nàng này còn tại giận mình. Nhưng là mua bữa sáng lại tất cả đều là cân nhắc đến hắn khẩu vị. Đây cũng không phải là những cái kia qua một đêm nữ nhân có thể làm được. Ai, thật sự là đều có các tốt. La Quân có chút xoắn xuýt. Hai người ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Thiến Thiến nói ra, người đánh tính toán lúc nào đưa Bạch Ngâm Xương về Huyền Y Môn. La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, mau chóng kết làm tốt. Ăn điểm tâm xong chúng ta thì xuất phát. Lâm Thiến Thiến nói ra, nhưng là chúng ta tại Huyền Y Môn bên trong còn khó nói. Người bên kia cho rằng là chúng ta giết tổ sư ra. La Quân nói ra, này cũng không khó xử lý, hiện tại Trình Kiến Hoa coi như không chết, đó cũng là cái hạ thân tê liệt. Lật không cái gì sóng. Người bên này, thông báo Côn Minh võ cảnh bộ đội. Chúng ta toàn bộ lấy máy bay trực thăng qua hướng Huyền Y Môn. Cái chỗ kia tọa độ ta rõ ràng, ta có thể dẫn đường. Có võ cảnh bộ đội mở đường, Huyền Y Môn người khẳng định đến thành thành thật thật. Chỉ cần bọn họ thành thành thật thật, vậy liền có thể nói chuyện. Bạch Ngâm Xương cũng có thể cho chúng ta làm chứng. Lâm Thiến Thiến nhãn tình sáng lên, nàng lần nữa cảm thấy La Quân con hàng này đầu quá thông minh. Nàng cảm thấy rất hao tổn tâm trí sự tình, tại La Quân nơi này lại là đơn giản vô cùng. Đồng thời, Lâm Thiến Thiến cũng rất vui vẻ. Lần này, nàng bắt Lý Dương, lại giải quyết Kim Sắc Niên Hoa nan đề. Chính nàng muốn không thăng chức cũng khó khăn. Nàng không thích dựa vào phụ thân quan hệ thăng chức, nhưng là mình nỗ lực đến tới vẫn là ưa thích. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến liền bắt đầu thông quan quan hệ liên hệ Côn Minh bên kia võ cảnh bộ đội. Loại này chuyện nhỏ, Côn Minh bên kia quan viên cũng rất đồng ý giúp đỡ. Sau đó, hai người thì trước khi ra cửa hướng Kim Sắc Niên Hoa quán ba. Đến Kim Sắc Niên Hoa quán ba về sau, La Quân để Bạch Ngâm Xương giấu vào Phượng Ngọc bên trong. Cái kia Phượng Ngọc vô cùng thần kỳ, là linh hồn thượng giai chỗ ẩn thân. Cái kia Phượng Ngọc là khối trong suốt sáng long lanh ngọc thạch. Hình dáng giống như Phượng Hoàng, trung gian còn có một giọt máu, cùng loại Phượng Hoàng khấp huyết. Nắm khối ngọc thạch này, La Quân có thể cảm giác được quanh thân mát lạnh. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình huyết dịch tuần hoàn có thể cùng ngọc thạch ẩn ẩn tương thông. Nếu như thời gian dài hấp thu ngọc thạch này khí tức, La Quân biết mình tu vi nhất định sẽ được thăng một cái mới tầng thứ. Cái này Phượng Ngọc là tuyệt đối bảo bối. Người bình thường cầm trên tay có thể kéo dài tuổi thọ. Cao thủ cầm trên tay, càng là diệu dụng vô cùng. Đại thần thông giả cầm trên tay, cũng có thể nhờ vào đó ngọc thạch đến câu thông thiên địa từ trường. Bất quá, ngọc thạch này mặc kệ tốt bao nhiêu, La Quân đều không hiếm có, không phải mình thì không bắt buộc. Thế gian này bên trên đồ tốt đi thêm, không thể thấy nó tốt, người liền muốn chiếm hữu a. Bạch Ngâm Xương một mực cẩn thận lý do, cũng là sợ hãi người khác tới cướp đi nàng Phượng Ngọc. Nếu không phải La Quân xuất sinh nhập tử như thế một lần, nàng cũng không có khả năng tín nhiệm La Quân. Lấy Phượng Ngọc về sau, La Quân liền cùng Lâm Thiến Thiến bắt đầu tiến về Côn Minh. Làm sao qua Côn Minh là cái vấn đề, La Quân tuy nhiên đoạt Huyền Y Môn máy bay trực thăng. Nhưng máy bay trực thăng muốn lên thiên bay, cần thiết thủ tục càng nhiều. Hắn không phải hợp pháp có được người, cho nên cũng không có khả năng mở ra máy bay trực thăng rêu rao khắp nơi. Vạn nhất bị quân đội cho đánh xuống. Vậy nhưng gọi tốt chơi. Từ Hải Tân đến Côn Minh, nếu như ngồi xe đi gặp rất chậm. Lâm Thiến Thiến lại thông qua quan hệ, điều động Hải Tân thành phố bên này quân khu máy bay riêng. Không thể không nói, Lâm Thiến Thiến quan hệ là thông thiên. Phụ thân nàng là cảnh thà thành phố thị ủy bí thư, nhưng gia gia của nàng là Yến Kinh lão đại, đó là càng khó lường nhân vật. Gia tộc của nàng bên trong, những quan hệ kia càng là rắc rối khó gỡ. Cho nên, Lâm Thiến Thiến muốn làm chuyện gì, chỉ cần không phải không hợp thói thường, khó xử. Cái kia đều là một bữa ăn sáng. Các trưởng bối đều rất lợi hại dung túng Lâm Thiến Thiến, cô gái nhỏ này, muốn như thế nào đều nguyện ý theo lấy nàng. Lâm Thiến Thiến nếu như muốn càng rất hơn sống, nàng tự nhiên là có thể tiền y nộ mã, xe sang trọng gấm đám. Nhưng là những vật kia, Lâm Thiến Thiến không hứng thú, nàng cũng ưa thích sống tự mình một số, chân thực một số. Khi cảnh sát, gãi gãi tặc, rất lợi hại phong phú. Điều động máy bay riêng về sau, từ quân khu phái ra chuyên nghiệp người điều khiển hộ tống. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cứ như vậy tiến về Côn Minh, rớt xuống đất điểm thì là Côn Minh phi trường quốc tế.
Tại Côn Minh phi trường quốc tế, đã có Côn Minh bên kia võ cảnh bộ đội lái xe trước tới đón tiếp. Một đường đèn xanh. Không đến 12 giờ trưa, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liền đạt tới Côn Minh phi trường. Sau đó lại tiến về Côn Minh võ cảnh phòng bị chỗ. Đến nơi đó về sau, ba cái lên thẳng quân cơ cất cánh, tiến về Huyền Y Môn. Một đường hùng hùng hổ hổ. Nửa giờ sau, ba cái lên thẳng quân cơ xuất hiện tại Huyền Y Môn sân bay trên không. Ba cái quân cơ xuất hiện tự nhiên kinh động Huyền Y Môn người. Huyền Y Môn người cũng lập tức nhận ra đây là quân cơ, bọn họ là tại Hoa Hạ cảnh nội, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám xuống tay với quân cơ. Huyền Y Môn Hà Tam gia, còn có một số trưởng bối, cùng thiếu tráng phá nhóm cấp tốc tập kết ở phi cơ trên trận. Ba cái quân cơ hạ xuống về sau, 20 tên võ cảnh súng ống đầy đủ xuống phi cơ, bọn họ động tác đều nhịp, cho người ta một loại rất sâu cảm giác áp bách. Cái này 20 tên võ cảnh xếp thành hai đội, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cùng võ cảnh đội trưởng Hoàng Hùng cùng một chỗ xuống phi cơ. Ba người tách mọi người đi ra, theo lão đại ra sân giống như. Hà Tam gia trông thấy La Quân cùng Lâm Thiến Thiến, lão gia hỏa này miệng lập tức thành hình. Huyền Y Môn đám người này tự nhiên là kinh nghi bất định, Hà Tam gia cố tự chấn định, ôm quyền nói, không biết quân gia nhóm đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì. Hắn là lão nhân gia, mà lại cùng ngoại giới tiếp xúc thiếu. Tăng thêm Huyền Y Môn là cổ lão môn phái, cho nên hắn nói chuyện phong cách rất lợi hại phục cổ. La Quân làm chủ trận, hắn lãnh đạm nhìn Hà Tam gia liếc một chút, theo rồi nói ra, chúng ta đến đây là bắt hung thủ giết người Trình Kiến Hoa, làm phiền các ngươi đem hắn lập tức giao ra. Cái này kêu là ác nhân cáo trạng trước. Cái kia đằng sau một người thanh niên trước đó gặp qua La Quân cùng Lâm Thiến Thiến, lập tức kích động nói ra, nói bậy nói bạ, rõ ràng thì là các ngươi giết chúng ta tổ sư ra. Hiện tại ngươi lại đến vu hãm ta Trình đại ca, chúng ta ngược lại muốn hỏi các ngươi đến đem ta Trình đại ca làm đi đâu? La Quân nhìn về phía cái này người trẻ tuổi, hắn cũng không kích động, thản nhiên nói, ngươi tên gì? Người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, ta gọi Triệu Tứ, ngươi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. La Quân nhạt lạnh nói ra, luận sự, ta không cần muốn ngươi sợ ta. Ngươi nói ta giết các ngươi tổ sư ra, ngươi tận mắt nhìn thấy. Triệu Tứ không khỏi nghẹn lời, hắn đón đến, nói, các ngươi ngày đó vừa đến đã đốt ta tổ sư ra tổ sư miếu, đây là mọi người đều biết. La Quân nói ra, giết người muốn giảng động cơ, ta với các ngươi tổ sư ra vốn không quen biết. Giết hắn làm gì, hắn đón đến, nói, chúng ta hôm nay đến đây, không có ác ý. Các ngươi có lẽ không tin được ta, nhưng dù sao cũng nên tin được Niếp Niếp a. Cái gì, ngươi nói Niếp Niếp, Niếp Niếp ở đâu? La Quân vừa dứt lời âm, một tên thanh niên lao ra, kích động hỏi. Ngươi là ai? La Quân nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên này kích động nói, ta là Lâm Phong, Niếp Niếp là muội muội ta. La Quân cau mày nói, ta không có nghe Niếp Niếp nói nàng có ca ca. Nàng nói nàng là cô nhi. Lâm Phong lập tức nói, Niếp Niếp thật là cô nhi, nhưng là nàng từ nhỏ cùng ta thân nhất, ta đãi hắn giống như Lâm muội muội. La Quân nói ra, theo ta được biết, Niếp Niếp từ nhỏ cùng Trình Kiến Hoa thân nhất. Nhưng là Trình Kiến Hoa người này, mặt người dạ thú, sau cùng đem Niếp Niếp cho hại. Người nói Niếp Niếp chết, Lâm Phong nhất thời thân thể rung mạnh, sắc mặt trắng bệch. La Quân âm thầm dò xét Lâm Phong, phát giác Lâm Phong không phải trang, nhân tiện nói, Niếp Niếp tình huống rất lợi hại kỳ lạ. Hắn đón đến, lại nói, các ngươi ở đây đều là Huyền Y Môn người, ta hôm nay đến cũng là muốn vạch trần Trình Kiến Hoa bộ mặt thật sự. Ta hy vọng các ngươi có thể có kiên nhẫn một số. Hiện tại, ta cần một cái phòng, đến trong phòng kia, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Lâm Phong tại Huyền Y Môn tựa hồ có phần có phân lược, hắn lập tức gật đầu nói, tốt. Còn lại Huyền Y Môn người, bao quát Hà Tam gia, bọn họ dù cho muốn phản đối. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy võ cảnh bộ đội, súng ống đầy đủ. Bọn họ cũng là có rắm cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lâm Phong trực tiếp mang mọi người đến trong nhà hắn. Ở chỗ này, mỗi một cái Huyền Y Môn môn nhân đều có tràng độc lập ngôi nhà nhỏ. Tất cả đều là dựa vào cao khoa trí năng thiết bị. Người này môn người đãi ngộ, cái kia thật sự là vô cùng tốt. Lâm Phong nhà, cửa là tiểu hoa viên, trong phòng sạch sẽ, lịch sự tao nhã. Thậm chí nhưng nói là tráng lệ. Tuyệt đối Âu thức phong cách. La Quân, Lâm Thiến Thiến, Hoàng Hùng, còn có một đám Huyền Y Môn môn nhân sau khi đi vào. La Quân để Lâm Phong đem sở hữu môn đều quan bế. Như thế về sau,
La Quân mới đưa cái kia Phượng Ngọc lấy ra. Ánh đèn chiếu rọi xuống, Phượng Ngọc tản ra nhu hòa lộng lẫy. Bởi vì Bạch Ngâm Sương đã là có tu vi linh hồn, cho nên cũng sẽ không e ngại nhiều như thế người sống tụ tập. Mỗi một người sống, riêng là nam tử, dương cương khí tức thì trọng. Mọi người tại cùng một chỗ, dương cương mãnh liệt. Tầm thường lệ quỷ, là tuyệt đối không dám ở nhiều người địa phương xuất hiện. Nhưng Bạch Ngâm Sương khác biệt. Cũng là tại lúc này, Phượng Ngọc bên trong bắt đầu bay ra mắt trần có thể thấy hắc vụ. Cái này hắc vụ nồng đậm, mang theo một loại khó tả hàn ý. Sau cùng, hắc vụ cuồn cuộn. Cũng may cái này huyền y môn môn nhân, toàn bộ đều là nghiên cứu huyền học, chính là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên đều có thể bảo trì chấn định, ngược lại là Hoàng Hùng bị hù sợ. Tiếp theo, hắc vụ ngưng tụ thành Bạch Ngâm Sương bộ dáng. Nàng thì đứng ở trước mặt mọi người, nàng một thân trắng thuần y phục, lãnh lãnh đạm đạm, thì theo còn sống một dạng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra nàng thân hình có chút như có như không. Niếp niếp, Lâm Phong nhìn thấy Bạch Ngâm Sương, không khỏi kích động vạn phần. Chúng huyền y môn môn nhân gặp Bạch Ngâm Sương, cũng là sắc mặt khác nhau. Có cao hứng, có mắt thần phức tạp, có đạm mạc. Hoàng Hùng cơ hồ mắt trợn tròn, bất quá trước đó La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cho hắn đánh qua dự phòng châm, cho nên ngược lại cũng không trở thành hù ngã lúc hình dáng. So sánh Lâm Phong kích động, Bạch Ngâm Sương thì lộ ra đạm mạc nhiều. Nàng nhìn về phía Lâm Phong, hô, Lâm đại ca. Thanh âm này là xuất hiện ở mọi người trong đầu. Mọi người tiếp nhận Bạch Ngâm Sương lời nói, là trực tiếp dùng sóng điện não tiếp nhận. Không giống như là người bình thường ở giữa, muốn trước thông qua thính giác hệ thống chờ một chút, sau cùng truyền vào đến đại não bên trong. Ngươi làm sao lại thành dạng này? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lập tức hỏi, hắn nhìn lấy Bạch Ngâm Sương, lộ ra rất là đau lòng. Bạch Ngâm Sương liền lại liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó mới lên tiếng, đây hết thảy tất cả đều là bái Trình Kiến Hoa ban tặng. Tiếp theo, nàng thì giảng nàng ra huyền y môn về sau tao ngộ. Khi mọi người nghe được Trình Kiến Hoa bị ổi giết chết Bạch Ngâm Sương lúc, từng cái lòng đầy căm phẫn đứng lên. Chỉ có cái kia Hà Tam gia sắc mặt cổ quái, phức tạp. Nhưng loại tình huống này, Hà Tam gia tự nhiên cũng không dám vì Trình Kiến Hoa nói chuyện. Và lại, hắn cùng Trình Kiến Hoa cũng là hợp tác lợi ích quan hệ. Hiện tại Trình Kiến Hoa sinh tử chưa biết, cho nên hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục đứng tại Trình Kiến Hoa phía bên kia. La Quân tiếp lấy cũng nói, tổ sư gia cũng thật là vì Trình Kiến Hoa giết chết. Ta trước đó tiến đến, là thụ Niếp Niếp nhờ vả. Thế nào biết vừa tiến đến liền bị Trình Kiến Hoa vu hãm là ta giết tổ sư gia. Ngày đó, ta đã bị Trình Kiến Hoa bắt ở, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trình Kiến Hoa đem ta nhét vào trong lò luyện đan, muốn dùng hắn tiểu túc mệnh thuật rút ra ta khí vận. May mắn có tổ sư gia tại cái kia trong lò luyện đan vì ta lưu lại vô cực kim đan, còn có một thanh 47 súng tự động. Như thế ta mới thuận lợi trốn tới. La Quân tiếp tục nói, tổ sư gia lưu một sợi ý niệm tại vô cực kim đan bên trong, hắn đã từng cùng ta nói chuyện với nhau qua. Tổ sư gia nói, ngày sau huyền y môn đế vị muốn giao cho Niếp Niếp đến chủ trì. Cái này vừa nói, mọi người đều xôn xao. Cái kia Hà Tam gia càng là rung mạnh, nói, người thật phục ăn vô cực kim đan. Sư huynh thật luyện thành vô cực kim đan. La Quân liếc nhìn mọi người, nói ra, chắc hẳn vô cực kim đan chính là các ngươi huyền y môn đại bí mật, ta một ngoại nhân có thể nói ra đến, cái này rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Lâm Phong lập tức nói ra, ta tin tưởng vị huynh đệ kia nói tới đều là lời nói thật. Trình Kiến Hoa không bằng heo chó, thế mà có thể xuống tay với Niếp Niếp. Đủ để chứng minh hắn chính là bị ổi vô sỉ, lang tâm cẩu phế chi đồ. Trước đó Trình Kiến Hoa nói là cái này huynh đệ giết tổ sư gia, nhưng Trình Kiến Hoa lời nói, chúng ta có thể tin sao? Không thể, một đám huyền y môn đệ tử lập tức lớn tiếng phụ họa. Những này huyền y môn đệ tử có thể đều không phải là ngu ngốc, có thể vào huyền y môn người, đều là tuyệt đỉnh thông minh. Cho nên dưới mắt thị thị phi phi, bọn họ còn có thể phân biệt. Hà Tam gia làm theo nói ra, mặc kệ như thế nào, tổ sư gia chết có kỳ quặc. Chúng ta cũng không thể bằng cái này bên ngoài lời nói của một bên mà kết luận. Hắn nói hắn ăn vô cực kim đan, cái này đến có phải là thật hay không, còn đáng giá suy nghĩ. La Quân nhàn nhạt nhìn về phía Hà Tam gia, nói, ta trước đó thụ Niếp Niếp nhờ vả, là đến tìm kiếm tổ sư gia chủ trì công đạo. Điểm này, Niếp Niếp có thể làm chứng cho ta. Bạch Ngâm Sương lập tức nói ra, không sai. La Quân đầu óc chuyển gì nhanh chóng, hắn còn nói thêm,
ta nếu là muốn tới tìm tổ sư gia chủ trì công đạo, ta mẹ nó có bệnh muốn giết tổ sư gia à. Hà Tam gia từ tốn nói, có lẽ là sư huynh của ta không đáp ứng ngươi, ngươi đồng ý nghĩ ngông cuồng. Hắn ngừng một lát, nói, có lẽ ngươi là sớm biết sư huynh của ta có vô cực kim đan, cho nên vì cái này vô cực kim đan, giết sư huynh của ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tổ sư gia chính là huyền môn cao thủ, báo trước họa phúc. Ta nếu thật là giáp tâm hại người, tổ sư gia há có thể không tính được tới chính mình gặp nạn. Hà Tam gia nhất thời nghẹn lời. La Quân lập tức còn nói thêm, ngược lại là vị này lão tiền bối ngươi, trước ngươi liền trợ giúp Trình Kiến Hoa, không phân tốt xấu đem chúng ta bắt. Cũng không cho mọi người giải thích cơ hội, hiện tại ngươi lại tới hung hăng càn quấy, ngươi nên không phải Trình Kiến Hoa đồng đảng a. Nói không chính xác tổ sư gia cũng là bị ngươi cùng Trình Kiến Hoa giết chết. Hà Tam gia trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ bối rối, hắn tức hổn hển, nói, ngươi không nên ngậm máu phun người. La Quân nói, ngươi tâm vội cái gì, ta bất quá là nói một chút, làm sao ngươi thật giống như rất lợi hại sợ hãi bộ dáng. Ngươi rất nóng sao? Hà Tam gia bỗng nhiên trong mắt chừng một cái, trực tiếp đã hôn mê. La Quân thấy thế, không khỏi thầm nghĩ, ta dựa vào, lão gia hỏa ngươi thế mà giả vờ ngất. Như thế không trải qua cân nhắc, thế mà cũng dám đứng ra tìm đâm. Liền cũng tại lúc này, Bạch Ngâm Sương nói ra, ta có thể lấy Tam gia trí nhớ, đem hắn sóng điện não biểu thị cho mọi người nhìn. Đến tổ sư gia chết theo Tam gia cùng Trình Kiến Hoa có quan hệ hay không, mọi người có thể tự hành phân biệt. Nàng nói xong cũng muốn chui vào Hà Tam gia trong đầu. Hà Tam gia thấy thế không khỏi hoảng hốt, hắn vốn chính là giả vờ ngất. Hắn lại nơi đó dám để cho Bạch Ngâm Sương chui vào tiến vào, một khi thật đem chính mình chuyện xấu công khai, hắn nơi đó còn có mặt tại Huyền Y môn tiếp tục chờ đợi. Đừng nói là tiếp tục chờ đợi, đó là sống tiếp cũng khó khăn a. Hà Tam gia liền vội vàng đứng lên, hắn phẫn nộ liếc nhìn mọi người, lại quét Bạch Ngâm Sương liếc một chút, nói, đều phản đúng hay không? La Quân lạnh hừ một tiếng, tiến lên trực tiếp tại trên cổ hắn hết thảy. Lập tức, lão gia hỏa này thì thật đã hôn mê. La Quân đỡ lấy Hà Tam gia, để hắn nằm trên mặt đất. Tắt rơi sở hữu ánh đèn, Bạch Ngâm Sương nói ra. Lâm Phong đi liền lập tức quan tổng áp. Trong phòng cửa sổ quan bế, màn cửa kéo lên, nhất thời lâm vào một vùng tăm tối. Mọi người lúc này liền trông thấy Bạch Ngâm Sương thân thể bắt đầu như có như không đứng lên, sau cùng hóa thành một đoàn hắc vụ tiến vào Hà Tam gia trong đầu. Một màn này, thần kỳ đến để mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ mặc dù là huyền môn trong người, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn có thể có được thần thông như vậy. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến là không cảm thấy kinh ngạc. Mà Hoàng Hùng thì là cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng may hắn hiện tại tiếp nhận năng lực cũng mạnh rất nhiều. Ngay sau đó không bao lâu, cái kia hắc vụ xông tới. Mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó, mọi người trong óc bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đây là Bạch Ngâm Sương lợi dùng thần hồn dẫn dắt, để mọi người não vực liên tiếp ở Hà Tam gia não vực. Loại phương pháp này, cùng loại điện thoại truyền vào tần suất một dạng. Nghe nói nước Mỹ có một môn khoa học kỹ thuật, có thể thông qua trên ngón tay máy truyền cảm, đem hình ảnh thông qua ngón tay truyền vào đến người trong đầu. Bạch Ngâm Sương cái này biện pháp, nhìn rất lợi hại thần kỳ, trên thực tế là các khoa học gia đang nghiên cứu đầu đề. Mọi người trong não vực xuất hiện một hình ảnh, bộ kia hình ảnh chính là Hà Tam gia trí nhớ. Rất lợi hại quan trọng trí nhớ. Tựa như là đang nhìn phim phóng sự một dạng, người bên trong vật còn có âm thanh đều khắc sâu vào mọi người trong đầu. Mọi người thấy gặp Hà Tam gia trong phòng dưỡng thần lúc, Trình Kiến Hoa đi tìm tới. Hai người bọn họ đàm luận dạy vô cực kim đan, còn có thiên địa sát kiếp. Trình Kiến Hoa hứa hẹn Hà Tam gia, hai người hợp tác thiết hạ trận pháp che đậy tổ sư gia mẫn cảm. Tổ sư gia có thể dự cảm đến người khác sát cơ. Cho nên ngoại nhân muốn giết tổ sư gia rất khó. Tổ sư gia tuy nhiên không nguyện ý nghịch thiên mà đi, nhưng lại có thể thuận thế mà làm, tránh né nguy cơ. Hà Tam gia ngay từ đầu nghe không nguyện ý, cảm thấy quá mạo hiểm. Trình Kiến Hoa làm theo nói ra, Tam gia, người ta đều là huyền môn trong người. Từ khi biết người sống một thế, sau khi chết cũng không địa ngục luân hồi, không có tới thế. Một thế này không nắm chặt ở, liền hóa thành khói bụi. Tổ sư gia trên tay có vô cực kim đan, người ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngày sau, thiên địa sát kiếp bên trong, ta trở thành thiên mệnh chi vương, có lẽ có thể tìm được trường sinh chi đạo. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn oanh oanh liệt liệt một lần?
Hà Tam gia vẫn do dự, nói ra, có thể sư huynh nếu là chết, việc này vạn nhất thì a được ngươi trên người của ta. Trình Kiến Hoa nói ra, cái này Tam gia ngươi không cần lo lắng, ván cờ này ta đã dưới 3 năm. Tuyệt sẽ không để bên trong không may xuất hiện, mấy ngày nữa, sẽ có một cái thiên mệnh giả đến đây. Ta hội sử dụng xà trận đem bọn hắn dẫn tới tổ sư trong miếu. Đến lúc đó, tổ sư miếu bốc cháy, chúng ta liền đem tổ sư ra chết giá họa cho cái này thiên mệnh người. Chờ chúng ta bắt thiên mệnh giả, ta dùng tiểu túc mệnh thuật chiếm lấy thiên mệnh giả khí vận, lấy thiên mệnh giả thay thế. Hà Tam gia lâm vào suy nghĩ, cuối cùng, hắn đáp ứng. Sau đó hình ảnh cũng là Hà Tam gia cùng Trình Kiến Hoa thiết trí tinh vi Sơn Hà giả thiên trận phương pháp, sử dụng Sơn Hà giả thiên trận phương pháp che đậy tổ sư gia mẫn cảm. Tiếp lấy hai người tại giả hắc phong cao thời điểm, chui vào tổ sư trong miếu giết tổ sư gia. Từng ly từng tí, rõ ràng. Liền cũng tại lúc này, trước mắt mọi người sáng lên, trở lại trong hiện thực. Một đám huyền y môn đệ tử đều là người thông minh, biết cái kia trong não vực sở chứng kiến tuyệt đối không phải bạch ngâm xương bệnh. Cái kia tinh diệu Sơn Hà giả thiên trận phương pháp, không phải bạch ngâm xương có thể biên đi ra. Lại nói, bạch ngâm xương sóng điện não lúc đầu cũng liền vô pháp lập hư cấu đồ, vật. Điểm này, mọi người là rõ ràng minh bạch. Nguyên lai thật sự là gì ba cái lão quỷ này cùng Trình Kiến Hoa tên xúc sinh này giết tổ sư ra, rất đáng hận. Một đám huyền y môn đệ tử lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ muốn điên. 3 giờ chiều. Là quân cùng Lâm Thiến Thiến còn có Hoàng Hùng lấy quân cơ tại Trình Kiến Hoa ngã xuống sườn núi địa phương bắt đầu tìm kiếm. Là quân là sợ bởi vì chính mình sơ sẩy cùng cố định tư duy thả đi Trình Kiến Hoa. Tỷ như, là quân cho rằng tổ sư gia nói có đạo lý, Trình Kiến Hoa mệnh không có đến tuyệt lộ. Thế là liền từ bỏ qua tìm kiếm, kết quả dạng này vô hình nhận biết để Trình Kiến Hoa sống sót. Là quân là cái tâm tư cẩn thận người, hắn sẽ không phạm dưới loại này sai lầm. Quân cơ đi thẳng đến sườn núi, cái kia sườn núi có một đầm sâu, bốn phía quái thạch đá lởm chởm. Vách núi giữa sườn núi bị vân vụ tràn ngập, người ở trên vách núi mặt là nhìn không thấy phía dưới tình huống. Là quân cả đám tại trong vách núi cũng không có tìm được Trình Kiến Hoa, sống không thấy người, chết không thấy xác. Là quân liền biết, xem ra Trình Kiến Hoa con hàng này là thật không chết. Lúc đó, Trình Kiến Hoa sở dĩ tại thích hợp thời điểm lựa chọn phá hư máy bay trực thăng phi hành. Khả năng cũng là đoán ra cái này mới có đầm sâu, té xuống mà không chết. Chỉ là quân kỳ quái là, Trình Kiến Hoa hai chân đã phế. Mà cái này vách núi dốc đứng, ngay cả mình đều không bò lên nổi, Trình Kiến Hoa có thể leo đi lên sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Thiến Thiến gặp La Quân trầm ngâm, không khỏi hỏi. La Quân trước mắt phương đầm sâu, nói, Trình Kiến Hoa khẳng định còn chưa có chết. Người nói có phải hay không là cái này trong đầm sâu có khoảng trời riêng. Lâm Thiến Thiến nói ra, người dùng cái gì khẳng định Trình Kiến Hoa không chết. Có lẽ trong đầm sâu có quái ngư quái thú đem hắn cho ăn đâu. La Quân lắc đầu, nói ra, Thiến Thiến, chẳng lẽ người còn không hiểu sao. Huyền y môn môn nhân, từng cái tinh thông mệnh lý huyền thuật. Tổ sư ra nói Trình Kiến Hoa khí số chưa hết, bây giờ lại không thấy hắn thi thể, hắn làm sao lại chết. Đã hắn số mệnh chưa hết, ta nghĩ người hiện tại cố gắng nữa cũng không làm gì được hắn a. Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên nói ra. La Quân nói ra, lời nói không phải nói như vậy, người luôn luôn muốn chết, nhưng không thể bởi vì làm điểm cuối là chết, vậy liền không đạt được gì. Có lẽ, nỗ lực có thể cải biến vận số. Lâm Thiến Thiến nói ra, Trình Kiến Hoa đã hai chân đã phế, đây cũng là không tạo thành cái uy hát yêu ta gì. Ngươi vì cái gì giống như rất lợi hại e ngại hắn bộ dáng. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, Trình Kiến Hoa lợi hại, không ở chỗ thân thể của hắn. Ở chỗ hắn não tử cùng mưu trí. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ta cùng hắn đã kết xuống sinh tử đại thù, ngày sau hắn coi như đối phó không ta, cũng có thể đối phó bên cạnh ta người. Cho nên, ta đoạn không thể cho hắn sinh lộ. Trên thực tế, La Quân trong lòng cũng có chút lông. Trình Kiến Hoa tại trong phòng luyện đan. Bị hắn một hồi đánh cho tê người, đây tuyệt đối là phát huy vô cùng tinh tế vũ nhục. Trình Kiến Hoa lúc ấy biểu lộ rất lạnh, mà lại, Trình Kiến Hoa tại nhảy máy bay thời điểm, cũng đã nói núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lại tiểu đinh tử đều có thể quấn tới chân, huống chi Trình Kiến Hoa dạng này người. Cho nên Trình Kiến Hoa một ngày không chết, La Quân đều khó tránh khỏi có chút không nỡ. Ta đi xuống xem một chút,
La Quân xông Lâm Thiến Thiến cùng Hoàng Hùng nói một câu. Sau đó hắn nhanh chóng thoát áo ngoài, quần, chỉ mặc một đầu quy upsilon ập y lót đùi sái, trong tay lấy thêm một chi súng lục ổ quay, thả người nhảy vào trong đầm sâu. Cái này đầm sâu như bình tĩnh giếng cổ, La Quân nhảy đi xuống thời điểm, nhất thời kích thích tuyết một dạng bọt nước, tầng tầng gợn sóng nổi lên bốn phía. La Quân là hít sâu một hơi đi vào, người khác chui vào trong đầm nước, lập tức dùng mình một cái. Cái này trời rất nóng, vũng nước này lại là lạnh lạ thường. La Quân hướng xuống mặt một đường túng qua. Càng hướng xuống dò xét, La Quân tâm càng hướng xuống chìm. Nước này quá sâu, Trình Kiến Hoa rơi vào đến, tuyệt đối không chết. Nếu như đàm thủy rất nhạt, cái kia còn có thể để Trình Kiến Hoa chết ở bên trong. La Quân trọn vẹn hướng xuống dò xét 30 mét, trong này phảng phất cũng là một cái biển thế giới bên dưới, mênh mông. Hơn nữa còn có rất nhiều tảo biển. La Quân lúc này thân thể khí cũng không đủ, lại mò xuống qua, chính mình cũng phải nín chết ở bên trong. Hắn cũng không nhìn thấy Trình Kiến Hoa hài cốt. Ngược lại là một trận cảm giác nguy cơ đột nhiên lui tới. La Quân nhìn lại, liền trông thấy một đầu cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu xông lại. La Quân không chút hoang mang, đợi cái kia cự mãng gần, trong tay hắn súng lục ổ quay liên tiếp mở ra ba phát. Ba viên đạn toàn bộ đánh vào cự mãng trong miệng, chỉ chốc lát, đàm thủy nhuộm đỏ, cự mãng bỏ mình. La Quân không lại trì hoãn, liền hướng lên trên mặt bơi đi. Một phút đồng hồ sau, La Quân nhô ra mặt nước. Hoàng Hùng một tay lấy La Quân kéo lên bờ tới. La Quân nhanh chóng cầm quần áo mặc. Thế nào, Lâm Thiến Thiến liền vội hỏi La Quân. La Quân lắc đầu, nói ra, trong này rất sâu, ta không có phát hiện gì. Ngược lại thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ bên trong còn có thần tiên động phủ hay sao? Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thiến Thiến nói. La Quân tràn ngập bất đắc dĩ, nói, đi thôi. Quân Cơ rất nhanh liền mang theo La Quân, Hoàng Hùng, Lâm Thiến Thiến rời đi. 5 giờ chiều, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đã đang bay hướng Hải Tân thành phố máy bay riêng bên trên. Vẫn là Hải Tân quân khu bộ kia máy bay riêng. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cũng tự nhiên cáo biệt Hoàng Hùng. Đối với Hoàng Hùng tới nói, hôm nay là rất lợi hại thần kỳ một ngày. La Quân vẫn là uyển chuyển để Hoàng Hùng đừng rêu rao hôm nay sự tình. Bởi vì loại chuyện này quá dị ứng cảm giác, truyền ra không tốt. Hoàng Hùng tự nhiên cũng biết điểm này, lập tức ngầm hiểu. Về phần Bạch Ngâm Xương bên kia, cái kia dì Tam Thúc sẽ bị Huyền Y Môn người xử trí. Tuy nhiên dì Tam Thúc giết người, nhưng là dựa vào giết người chứng cứ cũng không tìm ra được. Bạch Ngâm Xương bản sự cũng không có khả năng lấy ra làm hiện lên đường chứng cung cấp. Chỗ lấy cuối cùng, Hoàng Hùng cùng Lâm Thiến Thiến liền dứt khoát để Huyền Y Môn người tự mình giải quyết. Hoàng Hùng cùng Lâm Thiến Thiến cũng không phải bảo thủ người. La Quân làm theo có chút bận tâm Bạch Ngâm Xương, sợ Bạch Ngâm Xương không thể trưởng khống Huyền Y Môn. Sợ Huyền Y Môn người ngấp nghé Bạch Ngâm Xương phượng ngọc các loại. Bạch Ngâm Xương cố ý đến La Quân trong não vực tiến hành một phen giao lưu. Nàng đầu tiên là hướng La Quân biểu đạt lòng cảm kích, sau đó lại để cho La Quân yên tâm. Nàng nói bây giờ đã trở lại Huyền Y Môn, như vậy nàng cũng sẽ không lại e ngại cái gì. Phía bên kia cũng là sơn lâm hiểm trở, nàng có thể tùy thời xuất nhập. Không ai có thể đưa nàng làm sao. Hơn nữa còn có Lâm Phong chiếu ứng. La Quân không khỏi kỳ quái hỏi nàng và Lâm Phong đến là tình huống như thế nào. Bạch Ngâm Xương nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, hắn là ta đại ca, trước kia cũng một mực thích ta. Bất quá là ta xưa nay lãnh đạm mà thôi. La Quân không khỏi yên lòng, hắn cũng minh bạch là tình huống như thế nào. Bạch Ngâm Xương xưa nay lãnh đạm, trước kia nàng ưa thích Trình Kiến Hoa. Cho nên trong mắt cũng chỉ có Trình Kiến Hoa, mà Lâm Phong đãi nàng cũng là thật tâm. Đồng thời, La Quân hỏi ra hắn nghi hoặc, nói, vì cái gì tổ sư miếu hội là nhà lá? Bạch Ngâm Xương mỉm cười, nói, tổ sư gia ưa thích nguyên thủy, tiếp cận thiên nhiên. Cho nên hắn vẫn luôn ở nhà lá. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lại nói, đã tổ sư gia không thích những công nghệ cao đó, vì cái gì Huyền Y Trấn hội như vậy hiện đại hóa? Bạch Ngâm Xương nói, đó là bởi vì tổ sư gia biết hiện đại hóa chính là chiều hướng phát triển. Hắn không thích, nhưng sẽ không đi quấy nhiễu người khác ưa thích quyền lợi. La Quân nghe vậy, không khỏi đối vị tổ sư gia kia càng thêm nổi lòng tôn kính. Về Hải Tân máy bay riêng bên trên, Lâm Thiến Thiến cùng La Quân ngồi ở phía sau trong khoang thuyền, cùng người điều khiển ngăn cách. Hai người nói chuyện, sẽ không truyền đến phía trước qua.
Lâm Thiến Thiến trầm giọng hỏi La Quân, nói, đến cái gì là thiên địa sát kiếp, cái gì là thiên mệnh giả? La Quân lúc trước nói mình trốn tới, cũng không có nói rõ chi tiết thiên mệnh giả, thiên địa sát kiếp. Bởi vì hắn cảm thấy vật này rất lợi hại huyền diệu, phức tạp. Một lời khó nói hết. Nhưng bây giờ Lâm Thiến Thiến hỏi tới, La Quân cũng liền tránh không khỏi. Hắn chỉ có thể nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái cũng là tương lai thế giới sẽ có biến cố. Lâm Thiến Thiến không khỏi hãi nhiên, nói, biến cố gì? Hiện tại có thể là hòa bình niên đại, người khác nói chuyện giật gân. La Quân nói ra, không phải ngươi muốn như thế, là thuộc tại thiên đạo biến hóa. Đơn giản tới nói, cũng là bởi vì thời đại phát triển, muốn quét dọn hết thảy yêu quỷ xà thần. Lâm Thiến Thiến lắc đầu nói, không hiểu. La Quân nói, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Lâm Thiến Thiến nói, cái kia thiên mệnh giả là cái gì? Giống như Trình Kiến Hoa nói người chính là thiên mệnh giả. La Quân nói, thiên mệnh giả giống như thì là vận khí tốt một số, cùng loại bên trong nhân vật chính. Khác biệt là, tại trong hiện thực, có vô số cái thiên mệnh giả. Tương lai rất có thể, chúng ta sẽ bị liên lụy đến tương lai biến hóa bên trong, là thiên đạo đến quét dọn yêu quỷ xà thần. Lâm Thiến Thiến cái hiểu cái không. Nhưng cái này cũng vấn đề cũng không dễ truy đến cùng. Kết quả là, cái đề tài này cũng liền không chi. Đúng, La Quân lại lời nói xoay chuyển, nói, hôm nay ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai ngươi dẫn đội qua đem kim sắc niên hoa quán ba cho mở ra. Xin nhớ người quá khứ, liền nói phạm án hung thủ đã đền tội. Cho tới bây giờ đều không có cái gì lệ quỷ loại hình. Để những ký giả kia đi vào đập vỗ. Lâm Thiến Thiến gật đầu nói, tốt, chuyện này, là một kiện lập công sự tình, cho nên Lâm Thiến Thiến là sẽ không cự tuyệt. Kim sắc niên hoa quán ba là phủ thị chính tâm bệnh, nàng có thể phá vỡ, đó là tất cả đều vui vẻ. Mà lại, cũng không ai dám theo Lâm Đại Tiểu Thư đến đoạt công lao. Lâm Thiến Thiến nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lại cười một tiếng, nói ra, kim sắc niên hoa chủ phòng Kim Đại Hải, mập mạp này là điển hình người làm ăn. Lúc đầu hắn coi là 200 vạn bán cho ngươi là kiếm lời đại tiện nghi, đoán chừng qua ngày mai, hắn muốn khóc. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn tiền này ta kiếm lời có thể không có chút nào dễ dàng. Trước kia hắn tại châu Phi, kiếm lời ngàn vạn đại đan cũng chưa từng ăn loại khổ này đâu. Lâm Thiến Thiến nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nghĩ cũng phải. Trở lại Hải Tân thời điểm là buổi tối 7 giờ, La Quân liền trực tiếp theo Lâm Thiến Thiến cáo biệt. Hắn rời nhà quá lâu, hiện tại mọi chuyện đều giải quyết. Cũng là nên trở về đi xem một chút thân ái hàm tỷ. Tha thứ La Quân con hàng này, hắn vừa nghĩ tới muốn bị trói buộc, phải chịu trách nhiệm tùy tiện muốn chạy trốn. Nhưng là tinh trùng thượng não thời điểm, thì hận không thể lên trước lại nói. Vậy đại khái cũng là tất cả nam nhân thói hư tật xấu. Màn đêm buông xuống, Hải Tân thành phố đèn hoa nổi lên bốn phía. Đèn neon lấp lóe, cầu vượt bên trên, dòng xe cộ hội tụ. Đây là một cái đèn đuốc sáng chói thành thị. La Quân trở về trên đường, đột nhiên nghĩ đến dạng này tay không trở về cũng không dễ. Thế là hắn lại lộn vòng tiệm hoa, mua một bó to hoa hồng. Mặt khác còn mua cái túi sách, cái này túi sách hắn cũng xem không hiểu. Dù sao cũng là qua cửa hàng, đuổi trong tiệm đắt nhất cầm một cái. Làm xong đây hết thảy, La Quân mới đắc ý hướng phòng cho thuê đuổi. Lấy sĩ trở lại phòng cho thuê trước, La Quân xuống xe. Làm hắn có chút thất vọng là, Đinh Hàm không ở nhà. La Quân có Đinh Hàm trong nhà chìa khóa, thế là thì mở cửa đi vào. Cái kia trong phòng hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. La Quân bật đèn, đem hoa cất kỹ về sau, sau đó ngay tại trước giường ngồi xuống. Hắn thầm nghĩ Đinh Hàm đi chỗ nào đâu. La Quân thật cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Đinh Hàm là cái người sống sờ sờ. Không có khả năng mỗi ngày đều ở tại trong căn phòng đi thuê. Nàng cũng không phải là chính mình kim ốc tàng kiều tới. La Quân nằm tại Đinh Hàm trên giường, hắn bỗng nhiên ngửi được trên giường Đinh Hàm còn sót lại mùi thơm. Nguyễn Ngọc ôn hương, tựa hồ Đinh Hàm thì ở bên người. La Quân cảm giác mình lại có phản ứng, bất quá đây là Đinh Hàm giường, hắn cũng không dám làm loạn. Vạn nhất lưu lại điểm dấu vết, cái kia sẽ không hay. Vẫn là tại phòng mình bên trong nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa, dạng này để phát tiết là tuyệt vời nhất. Hắn mấy ngày nay bôn ba, cũng xác thực đầy đủ mệt mỏi. Tăng thêm nằm dễ chịu, hắn thế mà thì như vậy ngủ. 11 giờ đêm, Đinh Hàm trở về. Nàng ăn mặc màu đỏ váy đầm, ở ngực lộ ra mỹ lệ trắng như tuyết sự nghiệp tuyến. Tóc đà quyển,
toàn thân tản ra nói không hết mê người phong tình. Ninh Hàm đẩy cửa tiến đến, vừa mở ra đèn liền trông thấy trên giường có người. Nàng hoảng sợ kêu to một tiếng, sau đó lại tập trung nhìn vào, lại là La Quân. La Quân con hàng này đánh lấy rất nhỏ khò khè, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên Ninh Hàm trở về cũng không có tỉnh lại. Lúc đầu La Quân tính cảnh giác là rất mạnh, nếu như là địch nhân đến, tên địch nhân này dù cho lặng yên không một tiếng động, La Quân cũng sẽ phát giác. Bởi vì đây là La Quân đối nguy cơ một loại bản năng phản ứng. Nhưng là Đinh Hàm đối La Quân hoàn toàn không có địch ý, cho nên La Quân không có bị địch ý, nguy cơ kích thích đến, tự nhiên cũng thì không tỉnh lại nữa. Đinh Hàm đảo mắt nhìn thấy trên bàn hoa hồng, nàng trong đôi mắt đẹp lập tức toát ra thần sắc mừng rỡ. Tuy nhiên Đinh Hàm nhận qua rất nhiều hoa tươi, liền xem như ly hôn về sau, cũng không ít trung niên nam tính tặng hoa. Nhưng là có thể thu đến La Quân tặng hoa, cái loại cảm giác này là rất lợi hại không giống nhau. Tại Đinh Hàm trong ấn tượng, La Quân là cái đại thô kệch, căn bản không hiểu những này lãng mạn. Hắn nhất định rất mệt mỏi. Đinh Hàm gặp La Quân ngủ say, không khỏi đau lòng đứng lên. Nàng liền cũng liền nhẹ chân nhẹ tay, không muốn đánh thức La Quân. Nào biết La Quân vẫn là tỉnh lại. La Quân một thanh ngồi xuống, hắn vừa mới đang làm mộng đẹp. Mộng thấy đem Đinh Hàm cùng Lâm Thiến Thiến toàn bộ ôm trên giường đây. Con hàng này tâm lý hoa vô cùng. Cái này mộng đã là lần thứ hai làm. Hắn nằm mơ đồng thời, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Chỗ nào không đúng kinh. Hắn cảm thấy lấy Lâm Thiến Thiến cùng Đinh Hàm tính cách, làm sao cũng sẽ không nguyện ý cùng đi theo chính mình lên giường, làm khoái lạc sự tình a. Không đúng, cái này mẹ nó khẳng định là đang nằm mơ. Tại là La Quân liền muốn nhanh lên ở trong mơ đem sự tình xử lý. Nào biết, càng là nghĩ như vậy, tư duy thì càng rõ ràng. Cái cuối cùng giật mình thì tỉnh lại. La Quân mộng đẹp bị phá hư, cực kỳ phiền muộn. Hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy Đinh Hàm. Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nhất tiếu khuynh thành, nhất tiếu bách mị sinh. Để La Quân đều nhìn ngốc. Đinh Hàm gặp La Quân cái này ngốc dạng, không khỏi che miệng cười khẽ, lại hỏi, lúc nào trở về, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng. Ăn cơm không? La Quân nhìn lấy Đinh Hàm gió này tính cách ăn mặc, sau đó, hắn không nói một lời lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Ta dựa vào, 11 giờ. Hắn lập tức không quá thoải mái nói, Hàm tỷ, người muộn như vậy, ở bên ngoài làm gì đâu. Còn mặc như thế, bại lộ, không biết bên ngoài hỏng rất nhiều người sao. Ninh Hàm lập tức ở trước gương dò xét chính mình, sau đó có chút buồn bực nói ra, ta cái này rất lợi hại bại lộ sao. La Quân đứng dậy đi vào Đinh Hàm trước mặt, hắn lập tức lại hỏi Đinh Hàm trên thân mùi rượu, người uống rượu. Ninh Hàm gật gật đầu. La Quân tâm lý mẹ nó thì không thoải mái, trèo đèo lội suối không thoải mái. Ninh Hàm mặc như thế, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài uống rượu, hiện tại mới trở về. Cái này mẹ nó là làm chơi qua đâu, chẳng lẽ là theo nam nhân hẹn hò. Ta dựa vào. La Quân cái này có thể tiếp nhận không, hắn mặc dù là tâm địa gian dảo. Tuy nhiên còn không có theo Đinh Hàm xác định quan hệ, nhưng là nếu như Đinh Hàm hiện tại theo khác nam nhân hẹn hò, vậy hắn liền muốn táo bạo, muốn đánh người a. Phải biết, La Quân con hàng này đồng dạng thời điểm rất lợi hại giảng đạo lý. Nhưng không giảng đạo lý thời điểm, đó cũng là rất lợi hại khiến người ta sợ hãi. Ngươi ăn dấm, Ninh Hàm bỗng nhiên cười giả dối, hỏi. La Quân khẽ giật mình, sau đó thì theo thụ vũ nhục tự do, ta ăn dấm. Nói đùa cái gì? Ninh Hàm gặp La Quân bộ dáng này, không khỏi cười rộ lên, cười gọi là một cái nhánh hoa run rẩy. Nàng hôm nay đột nhiên cảm giác được La Quân rất lợi hại đáng yêu. Bình thường La Quân, hoặc là quá cà lơ phất phơ, hoặc là quá có mưu lược trầm ổn. Nhưng bây giờ La Quân ngược lại để Đinh Hàm cảm thấy, hắn cũng là một cái bình thường nam nhân, có thể thân cận nam nhân. Thế là Đinh Hàm liền nhu dưới thanh âm nói, hôm nay cùng chúng ta họp lớp, mọi người hát đến bây giờ. Sau cùng có chuyên môn nam đồng học hộ tống chúng ta trở về. Nàng đón đến, còn nói thêm, ngươi nếu là không thích ta qua, ta về sau không đến liền là. Ngươi đừng nóng giận. Có được hay không? La Quân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại cảm giác xấu hổ. Đậu phộng, chính mình phản ứng là không phải lớn một chút. Hắn vội vàng cười ha hả, nói, ta không có tức giận a, cái này có cái gì tốt tức giận? Họp lớp, rất bình thường mà. Ninh Hàm nhìn lấy La Quân túng quẫn dạng, cảm thấy càng thêm buồn cười. Nàng cũng không dễ lại cười La Quân, sợ ra hỏa này trên mặt không nhịn được. Thế là lại hỏi, người có đói bụng không?
ta đi cấp ngươi nấu bát mì thế nào? La Quân thật đúng là đói, hắn sờ sờ cái bụng, nói ra, đói. Ninh Hàm hiểu ý cười một tiếng, nói ra, chờ lấy, ta đi cấp ngươi nấu bát mì. Nàng nói xong cũng xoay người đi thuê cái kia nhà bếp. La Quân nhìn lấy nàng mỹ lệ bóng lưng rời đi, tâm lý từng đợt ấm áp. Ninh Hàm cho hắn ấm áp, thật không phải cái gì khác nữ nhân có thể thay thế. Hắn nhiều khi đều muốn tại Đinh Hàm ôn nhu chi tiết bên trong trầm luân. Ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra cứ như vậy cùng Đinh Hàm tổ kiến một gia đình, hạnh phúc mỹ mãn sống hết đời. Nhưng mỗi lần, ý nghĩ này vừa sinh ra đến, hắn lại sẽ tự mình hoảng sợ ra bản thân một thân mồ hôi lạnh. Cảm thấy như thế thời gian quá kinh khủng. Hắn chỉ có đối mặt Đinh Hàm, mới sẽ như thế xoắn suýt. Ước chừng sau 10 phút, Đinh Hàm cho La Quân nấu một bát thơm ngào ngạt mì thịt băm. Hơn nữa còn cho La Quân cầm nghe xong rượu bia ướp lạnh. Ninh Hàm cũng là biết La Quân thích uống rượu bia ướp lạnh. Trước bàn, La Quân ngồi xuống, khoái lạc uống rượu bia ướp lạnh, ăn mì. Chỉ cảm thấy nhân sinh lớn nhất mỹ vị cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đồng thời, hắn tùy tiện nói ra, đúng, Hàm tỷ, cái kia hoa còn có cái này bao là ta tặng cho ngươi. Hắn nói đem cái kia khoản tên bao lấy tới. Ninh Hàm trông thấy cái này bao về sau, lập tức vui vô cùng. Nàng mỹ lệ gương mặt bên trên rào rạt dậy hồng hồng đám mây tới. Ta rất lợi hại ưa thích, Ninh Hàm nói như vậy. La Quân cười ha ha, nói ra, người ưa thích liền tốt. Ninh Hàm thu bao cùng hoa về sau, liền ngồi vào La Quân bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay bận bịu còn thuận lợi sao? La Quân gật đầu, nói ra, rất lợi hại thuận lợi. Ninh Hàm mỉm cười, nói ra, thuận lợi liền tốt. Nàng cũng không tỉ mỉ hỏi. Đây là Đinh Hàm chỗ thông minh, nam nhân đều không thích bị tìm căn nguyên hỏi. Nếu như nam nhân muốn nói, vậy dĩ nhiên là sẽ nói. La Quân vẫn là rất lợi hại để ý Đinh Hàm cảm thụ, và lại cũng cảm thấy kim sắc niên hoa quán ba sự tình vẫn là muốn để Đinh Hàm biết. Hắn chọn một miệng mặt ăn, lại uống một ngụm rượu bia ướp lạnh. Sau đó mới lên tiếng, Hàm tỷ, kim sắc niên hoa quán ba bị ta mua. Đinh Hàm nhất thời bị kinh ngạc, nói. Chính là ngày đó trông thấy cái kia quỷ ốc. La Quân gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, 200 vạn mua. Ninh Hàm cảm giác đầu một trận choáng váng, nói, ngươi mua cái kia quỷ ốc làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng nó đến mở quán bar? Thế nhưng là... La Quân nói ra, bên trong sự kiện linh dị đã bị ta giải quyết, Hàm tỷ, ngươi yên tâm đi. Cái kia kim sắc niên hoa quán bar giá trị tối thiểu muốn 1000 vạn trở lên. Cũng tương đương nói. Chúng ta còn chưa bắt đầu liền đã kiếm lời 800 vạn khoảng chừng. Ninh Hàm vẫn là lo lắng, nói, nhưng là coi như ngươi giải quyết sự kiện linh dị, cũng vẫn là không ai dám qua a. La Quân nói ra, điểm này không cần lo lắng. Ngày mai Lâm Thiến Thiến hội mang cảnh sát qua mở ra kim sắc niên hoa, đồng thời sẽ làm chuyên đề đưa tin. Về sau, chúng ta lại sửa chữa kim sắc niên hoa, căn cứ kim sắc niên hoa quán ba đặc điểm. Chúng ta chế tạo một cái u linh quán ba đi ra. Cái quán bar này hội có điểm đặc sắc, tin tưởng khả năng hấp dẫn rất nhiều năm người tuổi trẻ tiến đến. Ninh Hàm ngây người, sau đó, nàng lập tức liền ý thức được La Quân đề nghị này quá mới lạ. Mượn nhờ kim sắc niên hoa quán bar đặc điểm chế tạo u linh quán bar. Cái này đặc sắc là bất luận cái gì quán bar cũng không thể có. Đây là kim sắc niên hoa ưu thế. Nói không chính xác, cái quán bar này thực biết đại hỏa. Người những ngày này bận bịu tứ phía, chính là vì quán bar. Ninh Hàm trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, hỏi. La Quân nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Ninh Hàm nói khẽ, vất vả ngươi. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, lại là không có coi ra gì. Ăn mì xong đầu về sau, La Quân cũng liền không có ý tứ tiếp tục đợi tại Ninh Hàm trong nhà. Hắn theo Ninh Hàm cáo biệt, cứ việc cáo biệt thời điểm rất nhớ hôn tạm biệt. Có thể La Quân vẫn là nhịn xuống. Mà Ninh Hàm là ngượng ngùng tính cách. Tự nhiên càng không khả năng chủ động hôn La Quân. La Quân trở lại nhà sau đi tắm trước, sau khi tắm xong, hắn bởi vì lúc trước ngủ qua. Cho nên tinh lực rất là dồi dào. Thế là liền bắt đầu trên giường tu luyện Đại Nhật Nguyệt Quyết đứng lên. Cái kia vô cực kim đan dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn phát huy, La Quân hít một hơi tại thể nội vận chuyển, gột rửa, bay hơi dược hiệu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khí huyết chi lực càng thêm hùng hậu. Nhưng thủy chung, hắn vẫn là khám không phá cái kia kim đan chi đạo. Tầng kia màng mỏng, thủy chung là vô pháp tham. Không nói đến La Quân bên này, Lâm Thiến Thiến cùng ngày trở lại Hải Tân về sau,
nàng đầu tiên là theo phụ thân thông điện thoại. Cha và con gái hai trò chuyện một hồi, rất là vui vẻ. Tiếp theo, Lâm Thiến Thiến lại tiếp vào đến từ Yến Kinh Quốc An Lục Sử điện thoại. Là Quốc An Lục Sử sử trưởng Trầm Mặc Nùng đánh tới. Nàng là cảm tạ Lâm Thiến Thiến tóm lấy Lý Dương. Lâm Thiến Thiến tại Trầm Mặc Nùng trước mặt cũng không tiện giành công, đem công lao vẫn là trả lại La Quân. Trầm Mặc Nùng thực điều ti a Lâm Thiến Thiến, biết Lâm Thiến Thiến là Hồng Tam đại thân phận. Nhưng là nàng càng giải Lâm Thiến Thiến bản sự, cũng là kỳ quái Lâm Thiến Thiến làm sao bắt được Lý Dương. Lúc này Lâm Thiến Thiến một giải thích, Trầm Mặc Nùng cũng liền bừng tỉnh đại ngộ. Quốc An Lục Sử Trầm Mặc Nùng cục trưởng lập tức liền đối La Quân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng sau đó nói với Lâm Thiến Thiến, ta hy vọng có cơ hội có thể nhìn một chút La Quân, không biết Lâm Tiểu Thư phải chăng có thể hỗ trợ dẫn kiến. Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra, cảm tạ. Lâm Thiến Thiến cười một tiếng, nói, việc rất nhỏ mà thôi. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia quyết định như vậy, ta hội bớt thời gian đến một chuyến Hải Tân. Lâm Thiến Thiến nói, tùy thời xin đợi. Như thế về sau, hai người vừa rồi kết thúc trò chuyện. Lâm Thiến Thiến đang định qua tắm rửa nghỉ ngơi, nào biết điện thoại di động lại vang. Lần này là nàng cấp trên, cũng chính là Nam khu sở cảnh sát sở trưởng. Sở trưởng gọi là Hàn Quốc Trung. Hàn Quốc Trung mặc dù là Lâm Thiến Thiến cấp trên, nhưng luôn luôn đều muốn Lâm Thiến Thiến xem như thiên kim đại tiểu thư cung cấp, không dám đắc tội. Hắn cho Lâm Thiến Thiến rất nhiều đặc quyền, nhưng Lâm Thiến Thiến xưa nay không dùng. Dân ra, Hàn Quốc Trung cũng thật sự là từ tâm lý thưởng thức Lâm Thiến Thiến tiểu cô nương này. Thiến Thiến a, Hàn Quốc Trung cười tủm tỉm hô một tiếng. Lâm Thiến Thiến cung kính có thừa nói, sở trưởng tốt. Hàn Quốc Trung giận trách, hiện tại là lúc tan việc, không phải nói để ngươi hô thúc thúc sao. Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói, Hàn thúc thúc. Hàn Quốc Trung hài lòng cười một tiếng, theo rồi nói ra, Thiến Thiến là như thế cái tình huống. Ta bên này đã tiếp vào đến từ thị cục thông báo. Lần này ngươi bắt nhất cấp tội phạm truy nã Lý Dương, là vì quốc gia lập đại công. Lúc đầu, phía trên là muốn cho ngươi đi trong thành phố đoán luyện. Nhưng là cân nhắc đến ngươi ý nguyện cá nhân, cho nên quyết định vẫn là để ngươi lưu tại chúng ta sở cảnh sát. Bất quá lần này sẽ cho ngươi trao tặng nhị đẳng công. Mặt khác khen thưởng ngươi một đài xe nhỏ, cũng tại toàn tỉnh thông báo khen ngợi. Cảm ơn tổ chức khẳng định, Lâm Thiến Thiến lập tức nói. Nàng trong lòng cũng là thật cao hứng. Nàng tuy nhiên không quan tâm tiền tài, quan chức, nhưng mình dùng mồ hôi phấn đấu đến, cái kia vẫn rất có ý nghĩa. Tiếp theo, Lâm Thiến Thiến lại hướng Hàn Quốc Trung bẩm báo kim sắc niên hoa sự tình. Nàng muốn ngày mai qua kim sắc niên hoa đem giấy niêm phong chính thức rút lui. Hàn Quốc Trung giật mình, nói liên tục bên trong quá nguy hiểm. Lâm Thiến Thiến liền nói, Hàn thúc thúc, bên trong nguy hiểm đã bị ta cùng bằng hữu của ta bài trừ. Ngài yên tâm đi, ta không biết đánh không có nắm chắc trận chiến. Chuyện này, phụ thân ta cũng biết, ngài không tin có thể hỏi hắn. Hàn Quốc Trung nơi đó lại sẽ đi thật hỏi Lâm Thiến Thiến phụ thân, hắn gặp Lâm Thiến Thiến nói như vậy, nhân tiện nói, vậy được rồi, nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lâm Thiến Thiến gật đầu. Hàn Quốc Trung tự nhiên cũng biết, kim sắc niên hoa quán ba sự tình giải quyết tốt là một cái công lớn, nhưng hắn cũng không dám đến đoạt Lâm Thiến Thiến công lao. Và lại, dù sao Lâm Thiến Thiến là hắn binh, cái này kim sắc niên hoa sự tình hắn làm sao cũng có thể dính công. Tựa như cầm bắt Lý Dương sự tình. Hắn cũng là đến không ít chỗ tốt. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Thiến Thiến thở phào. Mặc dù có chút oán hận La Quân, nhưng La Quân bàn giao sự tình, nàng vẫn là muốn tận tâm tận lực đi hoàn thành. Nàng sau đó phải đi tắm rửa. Sau khi tắm xong tại gương trước thổi tóc thời điểm, nàng bỗng nhiên phát giác chính mình giống như có chút khác biệt. Loại này khác biệt rất khó phát hiện, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra. Lâm Thiến Thiến cách tấm gương gần một điểm. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy mình khuôn mặt da thịt trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, là chân chính trong trắng lộ hồng. Mắt quầng thâm cũng không có, sắc tố lắng đọng cũng biến mất. Dạng này biến hóa là bất luận cái gì đồ trang điểm đều cho không. Bởi vì đây là thân thể từ trong ra ngoài điều trị. Lâm Thiến Thiến càng là cảm thấy thân thể phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta uống La Quân máu? Lâm Thiến Thiến nói thầm. Nàng lập tức liền khẳng định, tuyệt đối là bởi vì La Quân máu. Nàng cảm thấy hoan hỉ sau khi cũng không khỏi cảm thấy có chút quái dị,
La Quân gia hỏa này hiện tại há không tựa như là đường tăng thịt. Hắn máu thì có diệu dụng như vậy, nếu là ăn hắn thịt sẽ như thế nào? Lâm Thiến Thiến nghĩ tới đây không khỏi cười khúc khích, cảm thấy mình ý nghĩ thật sự là thiên mã hành không. Buổi tối đó, Lâm Thiến Thiến ngủ được phá lệ an tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thiến Thiến thì tiếp vào La Quân điện thoại. Thiến Thiến, La Quân thoảng qua hưng phấn hô. Lâm Thiến Thiến tuy nhiên còn không có quá tỉnh táo, nhưng là nghe được La Quân thanh âm vẫn là hoan hỉ, làm sao? Nàng trấn tắc tinh thần, ngồi xuống, hỏi. La Quân hưng phấn nói ra, ta có cái ý tưởng hay a? Lâm Thiến Thiến có chút không khỏi rượu, nói, cái gì tốt ý tưởng? La Quân nói ra, ngươi thì nói với truyền thông mời cao nhân. Đợi chút nữa ta đi mua thân thể đạo bào, sau đó các ngươi tại kim sắc niên hoa bên ngoài chờ lấy. Ta và ngươi đi vào kim sắc niên hoa bên trong chạy một vòng, sau đó liền nói giải trừ bên trong linh dị đồ, vật. Sau cùng tại mang theo sở hữu cảnh sát đi vào, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiến Thiến nói ra, đây không phải giả thần giả quỷ sao? La Quân nói, ngoá, lời nói không phải nói như vậy. Bạch Ngâm Xương thế nhưng là thật bị hai chúng ta mời đi. Ngươi phải biết a, đến lúc đó chúng ta là muốn tại kim sắc niên hoa mở quán bar. Truyền thông khẳng định hội phỏng vấn ta, ta tại tuyên truyền một chút, cũng nói tọa trấn cái quán bar này. Cái kia không chỉ có đề cao danh tiếng, còn sẽ tăng lên mọi người đối quán bar cảm giác an toàn a. Lâm Thiến Thiến ngẫm lại, nhân tiện nói, vậy được rồi. Nàng đón đến, lại nói, ngươi cái tên này trước kia đến làm gì? Ta nhìn ngươi đánh nhau, đấu hung ác, giảo hoạt, giảo quyệt, làm ăn mọi thứ tinh thông a. La Quân cười ha ha, nói, cảm ơn khích lệ. Kim sắc niên hoa quán bar tại Hải Tân là một cái thần bí cấm kỵ. Cơ hồ từng nhà, còn có thương khách qua lại đều biết kim sắc niên hoa tồn tại. Cái này kim sắc niên hoa đã từng hấp dẫn qua không ít thám hiểm người trẻ tuổi, nhưng là đi vào sau cùng đều chết. Cũng có ký giả đến điều tia, a ngầm qua, cũng chết. Kim sắc niên hoa ban đầu ở Hải Tân náo xôn xao, cuối cùng vẫn là chính phủ thật vất vả áp chế xuống. Về sau, kim sắc niên hoa bị dùng khóa sắt khóa, lại không khen người tiếp cận. Như thế về sau, kim sắc niên hoa cũng mới chính thức an tĩnh xuống. Cho nên, người nào cũng sẽ không qua hoài nghi kim sắc niên hoa bên trong khủng bố tính cùng tính chân thực. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thương định tốt, ban đêm lại đi kim sắc niên hoa. Bởi vì khi đó, vây xem người sẽ nhiều hơn một chút, oanh động hiệu ứng cũng lớn hơn một chút. Đồng thời, Lâm Thiến Thiến liên hệ tốt không ít ký giả truyền thông đến đây. Đông đảo ký giả truyền thông đều đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tối nay tới cái oanh động đại báo nói. Về phần kim sắc niên hoa quán ba trước mặt, Lâm Thiến Thiến trước kia thì an bài vô số xe cảnh sát cùng cảnh sát xuất động, đem chung quanh đều kéo hoành đều bắt đầu phong tỏa. Vì trận này hiệu ứng, Lâm Thiến Thiến cũng là nhọc lòng. Phía trên lãnh đạo cũng muốn cái này kim sắc niên hoa có thể phá mất, cho nên bọn họ đối với chuyện này là thích nghe ngóng. Không ít lãnh đạo lo lắng Lâm Thiến Thiến an toàn, đều bị Lâm Thiến Thiến từ chối. Tăng thêm Lâm Vinh cũng gọi điện thoại tới, để chư vị những người lãnh đạo không cần phải lo lắng. Cho nên chuyện này cũng cứ như vậy định âm điệu xuống tới. Buổi tối 7 giờ, màn đêm buông xuống. Kim sắc niên hoa sự tình đã truyền ra, giờ phút này, tại kim sắc niên hoa quán ba chung quanh người đông tấp nập. Loại thời điểm này, Lâm Thiến Thiến bên này không thể không đoạn điều động lực lượng cảnh sát qua đến duy trì trật tự. Kim sắc niên hoa quán ba bên ngoài trống đi một mảnh đất trống lớn, cường quang đem mảnh đất trống này chiếu thành trắng lóa như tuyết. Không ít ký giả truyền thông khiêng máy quay video, máy chụp ảnh ở trên không địa ngoại hạng ngồi chờ. Cái này cư nhưng đã giống như là một trận cự đại thịnh hội. Mà lại Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh cũng bị hấp dẫn tới. Ninh Hàm cũng theo tới. Tam nữ được an bài tại trong xe cảnh sát. La Quân cũng là cùng Lâm Thiến Thiến lấy xe cảnh sát tới. Xe cảnh sát đứng ở đất trống trước, cửa xe mở rộng. Sau đó, một thân đạo bào, đầu đội đạo sĩ cái mũ La Quân cùng Lâm Thiến Thiến xuống xe. Khoan hãy nói, La Quân bộ trang phục này, tăng thêm hắn có thể giả làm đến nho nhã khí chất, lập tức liền để hắn có chút phiêu giật xuất trần. La Quân trên tay còn cầm phất trần, con hàng này vừa xuống xe, thì xinh đẹp xoát xoát phung hai lần phất trần, sau đó lập đơn trưởng ngâm nói, vô lượng thọ Phật, nơi này thật lớn lệ khí a. Thanh âm hắn rõ ràng mà chuẩn xác truyền bá ra ngoài, không bị bất luận cái gì tiếng ồn ào âm chỗ áp chế. Lâm Thiến Thiến thấy thế, tâm lý thì hai chữ, trang bức.
Lập tức, có một đoàn ký giả truyền thông muốn đến đây phỏng vấn, nhưng đều bị người phụ trách cảnh sát các thúc thúc ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Thế là có một cái người bắt đầu cách không hô, xin hỏi vị đạo trưởng này cũng là tối nay mời đến phá kim sắc niên hoa lệ quỷ cao nhân sao? Các ngươi có thể hay không tại đi vào ở giữa, tiếp nhận chúng ta bài tin tức. Lâm Thiến Thiến không muốn phức tạp, nhưng La Quân lập tức tại bên tai nàng nói, tiếp nhận. Con hàng này còn muốn tiếp tục tạo thế. Lâm Thiến Thiến bất đắc dĩ, nhưng vẫn là y La Quân. Cái kia Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh còn có Đinh Hàm trong xe dùng ống nhòm nhìn lấy, các nàng xem lấy La Quân bộ dáng này, đều cảm thấy buồn cười không thôi. Không biết La Quân người, cảm thấy người đạo trưởng này tiên phong đạo cốt. Nhận biết người biết hắn bình thường tính tình, cái kia chính là cảm thấy hắn buồn cười. Lâm Thiến Thiến liền cùng La Quân xoay người lại đến cảnh giới tuyến trước, Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, chỉ có thể cho mọi người 5 phút đồng hồ viếng thăm thời gian. Một đám phóng viên hưng phấn không thôi. Một tên nữ ký giả trước đặt câu hỏi La Quân, nói, đạo trưởng, ngài cho rằng ngài hôm nay nhất định có thể thành công sao? La Quân biểu thị rất lợi hại khiêm tốn, nói, ta hội hết sức nỗ lực. Nữ ký giả nói ra, cái kia chính là nói ngài còn chưa đủ tự tin. La Quân không khỏi thổ huyết, nhưng hắn trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nói, bần đạo thuở nhỏ tu chỉ đạo gia văn hóa, vô luận là đạo gia, vẫn là nho gia đều coi trọng khiêm tốn hai chữ. Đây là hoàn mỹ đánh trả. Lâm Thiến Thiến đều đối La Quân lau mắt mà nhìn, con hàng này nhìn như đại thô kệch, thực trong bụng mặc thủy không ít a. Cái kia nữ ký giả còn muốn hỏi lại, lập tức lại có mặt khác nam ký giả đặt câu hỏi. Đạo trưởng pháp danh xưng hô như thế nào? Ngài cho rằng thế gian thật có quỷ tồn tại sao? La Quân nói ra, bần đạo pháp danh Vô Cơ Tử. Còn ngươi hỏi có quỷ hay không? Vấn đề này không khoa học, kim sắc niên hoa trong quán ba bần đạo có làm qua nghiên cứu đầu đề. Chúng ký giả không khỏi bật cười, đạo trưởng còn làm nghiên cứu đầu đề. La Quân rất lợi hại nghiêm túc nói ra, kim sắc niên hoa trong quán ba rất có thể là từ trường giao hợp phát sinh vấn đề. Có thể sinh ra khiến người ta chí mạng độc tố. Đây là bần đạo cho rằng, đến ở trong đó thật có quỷ hay không, bần đạo còn không tiến vào, không dám vọng kết luận. Dù sao đây là muốn mặt đối với dân chúng, đối mặt cả nước người xem tin tức. La Quân đương nhiên không thể tại truyền thông trước mặt tuyên truyền quỷ thần chi luận. Đó là chính phủ tuyệt đối cấm đoán. Liền xem như thật có quỷ, sau cùng báo cáo ra cũng phải phù hợp một loại nào đó khoa học giải thích. Đây là luôn luôn thông lệ. Tối thiểu, từ La Quân trong miệng là không thể nói ra có quỷ cái này ngôn luận. Vậy ngài giải thích thế nào trước kia kim sắc niên hoa bên trong đã phát sinh sự kiện linh dị? Lại có ký giả hỏi La Quân. Dù sao La Quân thành nhân vật chính, Lâm Thiến Thiến ở một bên đánh đấm giả bộ cho có khí thế. La Quân nhân tiện nói, vấn đề này, bần đạo cần muốn sau khi đi vào mới có thể cho mọi người một lời giải thích. Ký giả lại hỏi, trước kia cũng có cao nhân đi vào qua kim sắc niên hoa. Nhưng đều ở bên trong xảy ra chuyện không thể còn sống. Chẳng lẽ ngài không sợ mắng? La Quân từ tốn nói, có một số việc, cuối cùng cần người đến đi giải quyết. Không thể bởi vì tiền nhân thất bại, chúng ta liền từ bỏ đúng hay không? Liền cũng tại lúc này, Lâm Thiến Thiến gặp mọi người vấn đề càng ngày càng nhiều, lao nhao. Nàng liền nói ra, tốt, mọi người phỏng vấn không sai biệt lắm. Chúng ta cần tiến kim sắc niên hoa. Chung quanh sở cảnh sát Lâm Thiến Thiến lời nói. Liền tới đem đám phóng viên cản đi. Ai ngờ ký giả trong đám bỗng nhiên toát ra một cái vang dội thanh âm, nói, ta xem là các ngươi cố lộng huyền hư đi, cái kia kim sắc niên hoa bên trong căn bản cũng không có thứ gì. Vị đạo trưởng này ngươi cũng bất quá là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Ta cảm thấy các ngươi có lừa gạt đại chúng ý tứ. Nếu như không có, vì cái gì không dám để cho chúng ta đi theo vào quay chụp đâu. Cái này vừa nói, lập tức liền có người phụ họa. Cỗ này tiếng hô càng lúc càng lớn. Lâm Thiến Thiến sắc mặt nhất thời trắng bệch, nàng cảm thấy chàng diện lại để cho đứng trước mất khống chế. Nếu quả thật để bọn này ký giả đi vào, vậy còn không để lộ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiến Thiến trong lòng bối rối không thôi. Lúc này, cưỡng ép chân áp cũng vô dụng, phải biết truyền thông đại chúng máy chụp ảnh, máy quay video còn đối Lâm Thiến Thiến cùng La Quân đây. Lâm Thiến Thiến không khỏi nhìn về phía La Quân, loại thời điểm này. La Quân tự nhiên là nàng người đáng tin cậy. Mà La Quân trên mặt cũng xác thực không có một vẻ bối rối. Hắn bất động thanh sắc đối mặt với đông đảo ký giả màn ảnh. Có ký giả hỏi, Vô Cơ Tử đạo trưởng, ngài có cái gì muốn nói sao?
La Quân mỉm cười, nói ra, bần đạo làm việc, quang minh lỗi lạc. Thanh âm hắn xuyên thấu lực mạnh, bất luận cái gì tiếng ồn ào âm đều áp chế không nổi. Hắn nói tiếp, vừa rồi không biết là vị phóng viên kia bằng hữu trước hết nhất mở miệng chào phúng, còn mời ra gặp một lần. Không có người đứng ra. Ngược lại có người ồn ào, nói, vì cái gì không dám mang bọn ta đi vào. Có phải là thật hay không thì là các ngươi đang cố lộng huyền hư. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, lời nói có đôi khi cũng là một loại bạo lực. Riêng là ở đây các vị ký giả truyền thông lời nói. Đối với Kim Sắc Niên Hoa tới nói, ta là một ngoại nhân. Kim Sắc Niên Hoa bên trong phát sinh qua sự tình gì, mọi người so bần đạo muốn rõ ràng. Đã từng có trường học học sinh tổ chức mấy trăm tên học sinh muốn đi vào Kim Sắc Niên Hoa, nhưng lại không tiến vào thành. Loại sự tình này là bần đạo đang cố lộng huyền hư sao? Đã từng Trương Bí Thư muốn đẩy hủy Kim Sắc Niên Hoa, sau cùng không chi, loại sự tình này cũng là bần đạo đang cố lộng huyền hư sao? Hắn đón đến, nói tiếp, bần đạo bản tướng một bầu nhiệt huyết chiếu sáng tháng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Hôm nay đi vào, bần đạo chính là bỏ đi cái người sinh tử vinh nhục quyết định. Vì cái gì các vị ký giả bằng hữu muốn như thế ác độc đến đoán bần đạo đâu? Lời nói này nói đứng đắn vô cùng, thanh âm thế mà lời đồn đến bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát về sau, cái kia chung quanh quần chúng cũng bắt đầu vì La Quân mà kích động lên. Mặc dù mọi người nghe không được ký giả đang nói cái gì, nhưng là bọn họ từ La Quân trong lời nói có thể nghe ra cái hình dáng đại khái tới. Và lại, La Quân thanh âm xuyên thấu lực mạnh như thế, lại không có dùng phát thanh còi. Cái này đủ để chứng minh La Quân là có bản lĩnh thật sự người. Thì tại những dân chúng kia cũng phải vì La Quân bênh vực kẻ yếu thời điểm, một cái nam ký giả bỗng nhiên leo đến trên xe. Con hàng này là ánh sáng nhật báo ký giả, gọi là Tống Đức Lai. Tống Đức Lai hôm nay thì là muốn vì ánh sáng nhật báo xuất tẫn danh tiếng. Phía dưới máy quay video đã nhắm ngay hắn cầm microphone, vừa nói, thanh âm liền có thể khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Tống Đức Lai nghĩa chính ngôn từ nói, vô cơ tử đạo trưởng, mới vừa rồi là ta trước hết nhất nghi vấn ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi không có cố lộng huyền hư, vì cái gì không dám để cho chúng ta đi theo vào đưa tin? Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy, lại đánh bi tình bài, có phải hay không cũng là bởi vì ngươi tâm hỏng? Hắn vừa dứt lời âm, La Quân bỗng nhiên thân thể nhảy lên, gần 2 mét cao xe tải thế mà liền bị La Quân dạng này nhảy tới. Mà lại, hắn nhảy nhẹ nhàng vô cùng, theo có khinh công giống như. Trên thực tế, La Quân đây cũng không phải là khinh công. Hắn lực lượng đạt tới 1.000 cân, nhảy cái tường cũng không có vấn đề gì. Một màn này lập tức để đại chúng bách tính, riêng là một số người tuổi trẻ, ta dựa vào, khinh công A. Thảo, võ đang thê vân tùng A. Người đạo trưởng này thật sự là cao nhân A. Nghị luận ầm ĩ, ồn ào nổi lên bốn phía. Tống Nghiên Nhi, Đinh Hàm, Đường Thanh cũng khẩn trương chú ý, các nàng đều nhìn thấy La Quân có phiền phức. Có thể loại thời điểm này, các nàng cũng không có cách nào đi lên hỗ trợ. Cái kia Tống Đức Lai bị La Quân đột nhiên nhảy lên giật mình, chỉ kém không nói người muốn đánh người A. Vô lượng thọ Phật, La Quân lập đơn trưởng, xinh đẹp đùa nghịch dưới phất trần, nói. Tống Đức Lai ngốc ngẩn ngơ, hắn phản ứng cũng là nhanh chóng, nói, vô cơ tử đạo trưởng, người có cái gì muốn giải thích sao? La Quân mỉm cười, nói ra, bần đạo ngược lại muốn hỏi tiểu ca nhi ngươi. Ngươi vì cái gì thì một mực chắc chắn bần đạo là cố lộng huyền hư đâu. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì cho bần đạo chụp lớn như vậy một cái mũ, đây là tiểu ca nhi ngươi thân là phóng viên chuyên nghiệp chức nghiệp tố dưỡng sao? Phiền phức hỏi thăm, tiểu ca nhi ngươi là cái gì nhà tòa soạn báo? Xoa, Tống Đức Lai không khỏi xuất mồ hôi chán, cảm thấy người đạo trưởng này ngữ phong tê sắc vô cùng a. Làm sao hiện tại đạo trưởng đều như thế biết nói chuyện? Tống Đức Lai nói ra, ta là ánh sáng nhật báo ký giả, đạo trưởng, ta cũng không phải là ấn định, mà chính là nghi vấn. Thân là chuyên nghiệp truyền thông người, chúng ta là có quyền lợi đối bất luận cái gì phát biểu nghi vấn. Vì đông đảo dân chúng khai quật chân tướng mới là chúng ta ký giả thiên chức. Câu trả lời này cũng thật sự là tuyệt. La Quân tâm lý cười lạnh một tiếng, hắn nói thẳng, bần đạo đi vào sinh tử chưa biết, chẳng lẽ còn mang theo một đám ký giả bằng hữu đi vào. Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Bần đạo có thể đem sinh tử không để ý, tiểu ca nhi ngươi có thể chứ? Tống Đức Lai lập tức nói, ta đương nhiên cũng có thể. Hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt, khẳng định là không thể yếu thế. La Quân nói ra, vậy thì tốt, tiểu
tiểu ca nhi ngươi bây giờ thì chỉ huy đoàn người đi vào tìm kiếm chân tướng. Bần đạo chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Ngươi, Tống Đức Lai không khỏi nghẹn lời. La Quân lập tức còn nói thêm, đã các vị ký giả bằng hữu cảm thấy bên trong không có cái gì, hết thảy đều là bần đạo cố lộng huyền hư. Các ngươi sao không chính mình đi vào tìm kiếm chân tướng đâu? Những ký giả này lập tức liền bắt đầu phạm sợ. Tống Đức Lai cũng nói không ra lời. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi không đều là đối bần đạo châm chọc khiêu khích sao? Hóa ra đều là xem kịch không sợ đài cao a. Dưới đài rất nhiều dân chúng đều hống cười rộ lên. Một vị ký giả nhìn không được nói, Vô Cơ Tử đạo trưởng, người thân là người xuất gia, như thế nào ngữ phong như thế không tha người đâu. Đạo gia văn hóa cũng là như thế sao? Vô Lượng Thiên Tôn, La Quân lại xinh đẹp đùa nghịch hai lần phất trần, thanh âm kia cực vang dội. Hắn nói ra, Phật gia coi trọng nhân từ, nhưng Phật gia cũng có kim cương nộ Phật, bởi vì cái gọi là Phật cũng có hỏa. Mà đạo gia càng coi trọng nhân quả báo ứng, loại đậu đến đậu, chủng quả đến quả đạo lý còn cần bần đạo đến nói tỉ mỉ sao. Ha ha, xinh đẹp, có người tuổi trẻ thống khoái hét lớn ra. Dân chúng đối La Quân người đạo trưởng này yêu thích không được, chỉ cảm thấy hắn ngữ phong sắc bén khiến người ta thống khoái. Nhưng câu câu không rời thiên cơ, càng là cao thâm. Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm, Lâm Thiến Thiến cái này bốn nữ nhân cũng là âm thầm bội phục. Cảm thấy La Quân thật sự là một bản vĩnh viễn cũng nhìn không thấu sách. Giống như cũng không có cái gì đồ, vật có thể làm khó hắn. Giờ này khắc này, Tống Đức Lai đứng tại xe tải bên trên có chút xuống đài không được. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, nói ra, đi thì đi. Hôm nay ta liền muốn vạch trần ngươi cái này qua sĩ trò xiếc. Con hàng này thật nhảy đi xuống, muốn hướng kim sắc niên hoa quán ba đại cánh cửa xếp chỗ đi đến. Lâm Thiến Thiến không khỏi gấp. Lúc này sự tình náo thành cái dạng này. Nàng cũng không dễ cản trở, nhưng là không ngăn, cho cái này Tống Đức Lai đi vào, cái kia hết thảy đều là thất bại trong gang tấc. Chờ một chút, La Quân nhảy xuống. Tống Đức Lai gặp La Quân ngăn cản, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, đạo trưởng ngươi sợ hãi. La Quân lắc đầu, nói ra, ngươi cái này đứa ngốc, thật sự là không thể nói lý. Vốn nên để ngươi đi vào mất mạng. Nhưng là thượng thiên có đức hiếu sinh. Bần đạo cũng không thể thấy chết không cứu, bần đạo lại cho ngươi hạ một đạo hộ thân phù chú, cũng tốt để ngươi còn sống đi ra. Tống Đức Lai bị La Quân kiểu nói này, nhất thời có chút tâm hỏng. Hắn hiện tại cũng không dễ nửa đường bỏ cuộc, nhưng là tánh mạng du quan. Tự nhiên cũng không dám cự tuyệt La Quân hảo ý. Ngay sau đó, Tống Đức Lai đến La Quân trước mặt. La Quân cắn nát ngón tay. Đem một giọt máu tại Tống Đức Lai trên đầu hỏa cái tiểu bát quái phù. Theo rồi nói ra, đi thôi. Tống Đức Lai có ỷ vào, quay người liền đi. Lâm Thiến Thiến bước nhanh đi vào La Quân bên người, nhỏ giọng vội la lên, làm sao bây giờ? La Quân từ tốn nói, yên tâm, hết thảy từ có sắp xếp. Lâm Thiến Thiến nghe La Quân kiểu nói này, nhất thời yên lòng. Ám đạo nguyên lai hắn sớm có sắp xếp. Cảnh sát kia nhóm gặp Tống Đức Lai muốn đi vào. Liền nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, hướng Lâm Thiến Thiến xin chỉ thị. Lâm Thiến Thiến liền nói ra, để hắn đi vào. Rất nhanh, cánh cửa xếp mở ra. Cái kia kim sắc niên hoa trong quán ba một vùng tăm tối, màu trắng đèn pha chiếu vào qua, vừa vặn có một cái trắng bệch nữ nhân xuất hiện. Cái này trắng bệch nữ nhân diện mục vặn vẹo, hai mắt đổ máu. Bộ dạng này hù ngã rất nhiều cảnh sát, mà còn lại đám phóng viên cũng không có được bỏ vào tới. Tống Đức Lai còn không có bước vào, lập tức cũng liền gặp được cái kia nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ con mắt đột nhiên vừa mở, một cỗ tinh lạnh sát ý bay thẳng Tống Đức Lai tâm mạch. Tống Đức Lai lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, quanh người hắn băng hàn, hét lên một tiếng, sau lùi lại mấy bước, sau cùng trực tiếp đã hôn mê. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện cứu giúp, Lâm Thiến Thiến tuy nhiên không hiểu bên trong đến là tình huống như thế nào, nhưng cũng lập tức để cho thủ hạ đem Tống Đức Lai kéo đi. Một màn này, để những ký giả kia không rét mà run. La Quân liền lại mặt hướng đông đảo đám phóng viên, nói, mọi người còn có hay không muốn đi vào. Lúc này, nơi đó còn có người dám trả lời. La Quân thấy hiệu quả không sai biệt lắm, liền cùng Lâm Thiến Thiến tiến cái kia kim sắc niên hoa trong quán bar. Hai người đi vào, ngay lập tức đem cánh cửa xếp quan bế. Tình huống như thế nào? Lâm Thiến Thiến trên tay cũng có đèn pha. Nàng soi sáng cái kia nữ quỷ sau giữ vững tỉnh táo. Hỏi La Quân. Cái kia nữ quỷ ánh mắt lãnh đạm, mang theo oán hận,
khiến người ta không rét mà run. Lâm Thiến Thiến nếu như không phải sớm có đối với phương diện này sức miễn dịch, cũng phải bị hoảng sợ không nhẹ. La Quân nói ra, chúng ta đến bên trong lại nói. Hắn nói xong cũng phía trước đi trước, lại đối nữ quỷ chào hỏi. Cái kia nữ quỷ thế mà cũng nghe La Quân lời nói. Ba người rất nhanh tới bên trong nhà kho. Lúc này, cái kia nữ quỷ đem mặt cái trước tinh diệu mặt nạ lấy xuống, lộ ra diện mục thật sự. Tính tỉ, Lâm Thiến Thiến cái này thấy rõ. Cái này nữ quỷ cư lại chính là Mộc Tĩnh giả trang, nàng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cũng là còn kỳ quái làm sao Mộc Tĩnh không có tới góp cái này náo nhiệt đây. Mộc Tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, La Quân tên tiểu tử thúi này, không phải để cho ta tới hỗ trợ. Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, may mắn hôm nay có tính tỉ ngươi tại, không phải vậy chúng ta tỉ y hát cảnh lớn như vậy, sau cùng lại bị vạch trần. Mặt kia thì ném lớn, nàng đón đến, lại nói với La Quân, người sớm đoán được sẽ có người quấy rối. La Quân nói, ta cũng không phải Trình Kiến Hoa, nơi đó có thể không cần đoán cũng biết. Bất quá là chuẩn bị làm nhiều một điểm luôn luôn không có sai. Lâm Thiến Thiến nghe vậy đối La Quân lại nhiều một phần bội phục. Gia hỏa này tuy nhiên nhìn lấy không đáng tin cậy, thực làm việc lúc tâm tư kín đáo cực kỳ. Sau đó, La Quân nói với Mộc Tĩnh, tĩnh tỷ, cái này chúng ta cũng không thể cứ như vậy ra ngoài. Đến trong này làm phá hư, Thiến Thiến ngươi cũng loạn mở mấy phát. Đến lúc đó truyền thông hỏi tới, dù sao liền nói không có quỷ, là bên trong từ trường hỗn loạn dẫn đến người dễ dàng sinh ra ảo giác. Còn trong này loạn tượng nha, vậy liền để mọi người phát huy tưởng tượng qua đoán. Kết quả cuối cùng chính là, chúng ta đã phá giải trong này mê cục. Mộc Tĩnh gật gật đầu, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, khoan hãy nói, người cái u linh này quán ba làm không tốt thật sẽ trở thành cả nước nổi tiếng quán ba. Đến lúc đó khẳng định hội kiếm lời không ít tiền, ta lần này đầu tư xem ra là ném đúng. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đó là đương nhiên, ta hội để cho các ngươi lỗ vốn sao. Ba người thì nói như vậy định. Sau đó, La Quân cùng Mộc Tĩnh bắt đầu thể hiện ra mạnh đại phá hư lực tới. Hai người dưới chân phát kình, một chân đạp xuống đi cùng hình người cao đến một dạng. Mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Thiến Thiến cũng khắp nơi nổ súng bậy, sáu viên đạn toàn bộ đả quang. Ở bên ngoài ngồi chờ ký giả truyền thông liền nghe đến bên trong tiếng vang kịch liệt, tựa hồ tại kịch liệt đánh nhau. Mà lại tiếng súng không ngừng, cái này khiến ở đây đám phóng viên, đám cảnh sát đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ước chừng nửa giờ sau, cánh cửa xếp mở ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến xuất hiện tại cửa ra vào. Trên thân hai người che kín cho bụi, giống như là trên mặt đất lăn lộn qua một dạng. Mà lại, La Quân trên trán xuất hiện chảy ròng ròng mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Con hàng này vừa ra tới thì ngất đi. Lâm Thiến Thiến thấy thế không khỏi im lặng, đây không phải hố tỷ sao. Tiếp xuống người muốn toàn bộ để tỷ tới đón thụ phỏng vấn sao. Nàng hận không thể cũng đã hôn mê, nhưng dưới mắt khẳng định không thể như vậy. Đám phóng viên chen chúc mà đến, vội vàng phỏng vấn Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến mỏi mệt vạn phần nói, bên trong tình huống đã giải quyết, mọi người có thể đi vào tự mình nhìn. Còn về sau chi tiết, chúng ta tại làm bài tin tức được không? Hiện tại ta cùng đại sư đều đã mệt mỏi, cảm ơn mọi người. Nàng nói dứt lời sau liền để đám cảnh sát công chúng ký giả cách ly thẻ. Sau đó, Lâm Thiến Thiến cùng La Quân lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát rất nhanh nghênh ngang rời đi. Những ký giả kia liền toàn bộ chen vào kim sắc niên hoa bên trong thu thập trực tiếp tư liệu. Về phần những dân chúng kia liền bị cản ở bên ngoài. Một đêm này, đủ loại truyền thuyết, đủ loại thần kỳ oanh động toàn bộ Hải Tân thành phố. Ngày thứ hai giấy báo trang bìa toàn bộ bị kim sắc niên hoa quán ba sở chiếm cứ. Ngay cả hắn tỉnh thị giấy báo cũng có đăng. Trên báo chí. Trên TV trong video, mặt đất kia phá hư trình độ, rạn nứt trình độ toàn bộ đều là do con người chế tạo ra. Dấu chân kia chờ toàn bộ đều là tin tức bạo điểm. Trong lúc nhất thời, kim sắc niên hoa quán ba sự kiện linh dị bị truyền đi xôn xao. Không ít chuyên gia tiếp nhận phỏng vấn, cũng vạch trong này tình huống, cũng lấy khoa học đến luận chứng. Mà lại, kim sắc niên hoa quán ba sự tình tiếp tục đang cùng tiến. Còn có lực lượng cảnh sát thanh lý hiện trường video các loại. Hết thảy dấu hiệu đều cho thấy, kim sắc niên hoa xác thực không tồn tại bất luận cái gì linh dị đồ, vật. Tại ngày thứ ba, Lâm Thiến Thiến tiếp nhận đám phóng viên bài tin tức. Lâm Thiến Thiến đối mặt màn ảnh, dựa theo La Quân nói tới trả lời. Dù sao chết không thừa nhận có quỷ.
Thế là, chuyện này tranh luận tính tiếp tục. Nhưng cái này đều không muốn gấp, tiếp tục một đoạn thời gian tự nhiên sẽ bình phục. Mọi người cũng chỉ hội xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Có lẽ sẽ còn lưu truyền ra rất nhiều đủ loại phiên bản. La Quân hiện tại là kim sắc niên hoa cái này building tất cả mọi người. Cái kia Kim Đại Hải đã đem bất động sản chuyển tới La Quân danh nghĩa, dù sao có Lâm Thiến Thiến tại, một đường đèn xanh, thủ tục làm được mau ra kỳ. La Quân tại kim sắc niên hoa sự tình giải quyết về sau, trở lại phòng thuê bên trong liền bắt đầu cắm đầu không ra. Ngày thứ hai Đinh Hàm đến cho La Quân đưa bữa sáng, liền gặp La Quân cầm bản vẽ bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đinh Hàm ở một bên nhìn lấy, nàng phát hiện La Quân thế mà còn biết họa bản vẽ thiết kế các loại. Đinh Hàm liền cũng biết La Quân là vì quán ba sự tình tại lao tâm lao lực, nàng cũng biết La Quân làm đây đều là bởi vì chính nàng. Cho nên vừa nghĩ tới đó, Đinh Hàm tâm lý thì tràn đầy ủ ấm cảm động. Nàng liền cũng không quấy rầy La Quân, chỉ ở một bên phục thị hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày. Ngày thứ ba ban đêm, La Quân rốt cục đại công cáo thành, hắn triệu tập Mộc Tĩnh, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Đinh Hàm, Lâm Thiến Thiến cùng một chỗ khai hội. Khai hội địa điểm là tại Mộc Tĩnh trà trang bên trong. Lúc đầu La Quân muốn mở quán ba là nhất thời hưng khởi. Nhưng bây giờ U Linh quán ba như thế một cái tốt chủ đề đến, đương nhiên không thể bỏ qua. La Quân quyết định làm một vố lớn, cái này kim sắc niên hoa quán ba đã chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng. Trà trang trong phòng họp, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Mấy ngày nay Đường Thanh một trong lòng mọi người đối kim sắc niên hoa sự tình, lòng hiếu kỳ bên trong theo miêu chảo giống như. Nhưng là các nàng gọi điện thoại tìm La Quân luôn nói bận quá, chờ hai ngày nữa giải thích cặn kẽ. Cho nên giờ phút này, La Quân lộ diện một cái, hắn vừa muốn nói chuyện, Đường Thanh thì hỏi trước, chết La Quân, đến là tình huống như thế nào? Kim sắc niên hoa ta là nghe nói qua, xác thực có đáng sợ đồ, vật. Lần này đến là chuyện gì xảy ra? Ninh Hàm, Mộc Tĩnh, Tống Nghiên Nhi đồng dạng đều rất ngạc nhiên. Riêng là Mộc Tĩnh. Mộc Tĩnh trước kia qua kim sắc niên hoa bên ngoài đợi qua, nàng đều không dám tiến vào. Cho nên nàng đối bên trong khủng bố có rất sâu nhận biết. La Quân lại có thể giải quyết chuyện này, nàng cũng không khỏi bội phục La Quân. Con hàng này quả nhiên không phải thường nhân a. Mà chuyện này, rõ ràng nội tình cũng là Lâm Thiến Thiến cùng La Quân. La Quân cũng biết việc này không nhảy qua được qua, ngay sau đó liền đem Bạch Ngâm Xương cố sự nói ra. Bao quát Huyền Y Môn. Cùng chính mình cùng Lâm Thiến Thiến qua Huyền Y Môn giải quyết Trình Kiến Hoa sự tình nói hết ra. Hắn không có nói thiên địa sát kiếp sự tình, cũng không có giảng thiên mệnh giả. Chỉ là đơn giản tự thuật chuyện đã xảy ra. Ninh Hàm, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh tam nữ nghe trợn mắt hốc mồm, trái tim nhấc đến cổ họng. Chỉ cảm thấy việc này thật sự là ly kỳ đến có thể nói là truyền kỳ. Bên trong mạo hiểm chỗ, càng là so những điện ảnh đó mảng lớn còn muốn thắng chi. Mộc Tĩnh ngược lại là như có điều suy nghĩ, nàng là người khôn khéo, đương nhiên biết La Quân có mấy lời không nói ra. Nhưng nàng cũng không có tại chỗ hỏi, nàng muốn tự mình theo La Quân hỏi một chút. Dù sao nàng giải trừ tầng thứ cùng Đường Thanh các nàng là khác biệt. Cố sự giảng xong sau, La Quân liền còn nói thêm, ta mấy ngày nay làm một phần bản kế hoạch, hiện tại cho mỗi người các ngươi phát một phần, các ngươi nhìn xem có được hay không. Hắn nói xong đem bản kế hoạch cầm lấy, cho mỗi người phát một phần. Đừng nói, La Quân người này bình thường cả lơ phất phơ. Làm lên chính sự đến, tuyệt đối khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Hắn bản kế hoạch bên trong toàn bộ là nhằm vào kim sắc niên hoa đến phát triển. Chuyện thứ nhất, kim sắc niên hoa về sau đổi tên là U Linh chủ đề quán ba. Chuyện thứ hai, cái này kim sắc niên hoa có 2 tầng, tiếp cận 2.000 mét vuông diện tích. Kim sắc niên hoa là 15 năm trước dựng lên, lúc ấy Kim Đại Hải chỉ phí 300 vạn không đến. Về sau theo thời đại phát triển, hải tân ngành du lịch phát triển, giá phòng tăng vọt. Kim sắc niên hoa cái này building giá trị đã tăng lên đến 1.000 vạn khoảng chừng. Bởi vì kim sắc niên hoa cùng đại hải tới gần, cho nên nơi này lâu phổ biến không thể kiến cao. Phần lớn là 2 tầng, bởi vì bão đột kích, nhà cao tầng hội rất nguy hiểm. Kim sắc niên hoa trước mắt đánh giá giá trị là 1.000 vạn, đây là bởi vì bên trong có sự kiện linh dị. Coi như giải quyết. Nhưng cũng không ai dám xin vào tư. La Quân tại bản kế hoạch bên trong giải thích là, một khi U Linh chủ đề quán ba khai trương thành công. Sự kiện linh dị biến thành một cái mánh lưới, như vậy cái này building giá trị có thể tiêu thăng đến 3.000 vạn trở lên. Hải Tân giá phòng là rất cao,
tăng thêm kim sắc niên hoa nơi này vẫn là thương nghiệp địa. Nếu như ngày sau chính phủ hoặc là có nhà đầu tư muốn cải biến, mảnh này giá trị càng là khó có thể tưởng tượng. La Quân đầu tiên thanh minh, kim sắc niên hoa khối này chính là thuộc về tài sản công ty, cũng không phải bất cứ người nào. Nói cách khác, quán bar còn chưa khai trương, mọi người đầu tư đã được đến hồi báo. Kế hoạch này sách, La Quân nói có lý có cứ, khiến người ta phấn chấn cùng tin phục. Ngay sau đó, bản kế hoạch bên trong nâng lên U Linh chủ đề quán bar kiến thiết. La Quân ý nghĩ là tầng thứ nhất lâu chế tạo chuyên nghiệp nhất lưu quán bar, mời tốt nhất dàn nhạc đến đây trú trận. Mỗi một tháng, trong sàn nhảy đều có một ngày là vũ hội mặt nạ, hấp dẫn càng nhiều nam nữ đến đây. Tầng thứ nhất kiến tạo phòng khách 36 cái, từng cái phòng khách đều đi xa hoa lộ tuyến. Đỉnh cấp âm hưởng, đỉnh cấp thiết bị. Phục vụ công chúa cũng phải mời chất làm cao, có thể phục vụ chu đáo, nhưng không tồn tại đặc thù phục vụ. Bởi vì đặc thù phục vụ đều tại làm, lại đi theo làm cũng không có ý mới. La Quân nói ra, chúng ta muốn làm đến để U Linh chủ đề quán bar là một cái yên tâm quán bar. Cũng là lão bà biết lão công qua cái quán bar này sẽ rất yên tâm. Cũng là đối với người ngoài giảng, ta tại U Linh quán bar là một kiện rất lợi hại tự hào sự tình. Chế tạo hành nghiệp tinh cấp quán bar. Đây là một cái thật vĩ đại tưởng tượng. Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Đinh Hàm, bao quát Mộc Tĩnh đều là vì chi nhãn tình sáng lên. Lúc đầu các nàng đều cảm thấy La Quân bắt đầu lược thuật trọng điểm mở quán bar là chơi phiếu, nhưng bây giờ lại làm cho các nàng những này khôn khéo người nhìn thấy cơ hội buôn bán. Đây tuyệt đối là một cái tốt hạng mục. Bản kế hoạch bên trong có nâng lên tầng thứ hai chế tạo là U Linh thần bí viên. Bên trong có U Linh cầu nguyện ao, đem bạch ngâm xương cố sự chế tạo thành một cái thê mỹ cố sự. Để bạch ngâm xương sau cùng trở thành ái thần, để người trẻ tuổi đến từ về sau, hướng U Linh cầu nguyện ao cầu nguyện. Giống như Hy Lạp cầu nguyện ao một dạng. Người trẻ tuổi đối ái tình luôn luôn tràn ngập lãng mạn ước mơ. Cho nên có linh dị ái thần bạch ngâm xương tồn tại. Cái này mánh lới có thể liên tục không ngừng hấp dẫn các nơi thanh niên nam nữ tới. La Quân muốn cũng là để U Linh chủ đề quán ba trở thành cả nước, chính là quốc ngoại một cái phong cảnh. Để các nơi trên thế giới người mộ danh mà đến. Và lại, Hải Tân thành phố vốn chính là thành phố du lịch. Cho nên... U Linh chủ đề quán ba cùng Hải Tân hỗ trợ lẫn nhau dưới, việc này tuyệt đối rất nhiều làm đầu. Lầu 2 kiến tạo ái thần cầu nguyện ao, ngoài ra còn có liên quan tới bạch ngâm xương cuộc đời các loại. Hết thảy đều muốn rèn đúc thành một cái mỹ lệ truyền thuyết. Trừ những này, tại lầu 2 còn sẽ có tâm linh rượu cốc tai. Đối với tâm linh rượu cốc tai, La Quân đặc biệt giải thích. Là mời trong ngoài nước lợi hại nhất người pha rượu đến đây, nghiên cứu ra 10 khoản rượu cốc tai. Có thể khiến người ta nếm đến như là hạnh phúc, thất tình những mùi này. Loại này rượu cốc tai, La Quân ở nước ngoài quán ba uống qua. Cho nên hắn kế hoạch này là có thể thực hiện. La Quân tại bản kế hoạch bên trong còn có đơn giản bản vẽ thiết kế. Mọi người thấy phần này tường tận bản kế hoạch, không khỏi bội phục La Quân thật là một cái toàn tài. Phần kế hoạch này sách liền xem như đưa cho bất luận cái gì một nhà phong đầu công ty, đều khả năng hấp dẫn đại lượng đầu tư tiến đến. Mộc Tĩnh trước hết nhất buông xuống bản kế hoạch, nàng nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, nói đi, cần chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền. La Quân đánh cái búng tay, hì hì cười một tiếng, nói ra, vẫn là Tĩnh tỷ ngươi hiểu ta, hôm nay tìm các ngươi tới, cũng là thêm vào đầu tư sự tình. Vốn là dự định 600 vạn mở phổ thông quán bar, nhưng bây giờ cơ hội tới, chúng ta thì chơi lớn. Ân, Tĩnh tỷ, Nghiên Nhi, Thanh Thanh, các ngươi một người lại thêm 500 vạn tiến đến. Có vấn đề hay không? Mộc Tĩnh lập tức nói, không có vấn đề. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi nhìn nhau, sau đó cũng là cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Ninh Hàm cùng Lâm Thiến Thiến lại thì có chút xấu hổ. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt, may mắn có ba người các ngươi tiểu phú bà tại. Bất quá, cổ quyền phân phối vẫn là sẽ không thay đổi. Các ngươi chỗ đầu nhập tiến đến tiền, tại lợi nhuận về sau trước hết nhất đem tiền mặt trả lại các ngươi. Về sau phân hoa hồng vẫn là một dạng, dạng này các ngươi có vấn đề hay không? Mộc Tĩnh, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh ba người đối tiền tài đều không để ý như vậy. Huống chi là La Quân đang chủ trì sự tình, cho nên bọn họ lập tức đều nói, không có vấn đề. Lâm Thiến Thiến làm theo nói ra, vậy không tốt lắm ý tứ, ta vẫn là thiếu chiếm một điểm cổ phần đi. Ninh Hàm cũng nói, đúng thế, riêng là ta, đều không ra cái gì lực. Tượng trưng cho một điểm liền tốt.
như vậy sao được, La Quân một tiếng cự tuyệt, nói ra, cái này quán rượu, Hàm tỷ ngươi là nhân vật chính. Tuyệt đối không thể thiếu, còn có Thiến Thiến, ngươi tại Hải Tân quan hệ phổ biến, tác dụng cũng rất lớn. Hắn đón đến, nói ra, càng mấu chốt là, ta mở quán ba lúc đầu không có ý định nhiều kiếm tiền. Muốn kiếm tiền, phần lớn là con đường cùng cơ hội, so cái này bớt lo nhiều. Ta tìm ở đây mấy vị, đều là bằng hữu ta. Giữa bằng hữu cảm tình so hết thảy tiền tài đều trọng yếu. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, chỉ bằng La Quân trong miệng nói bằng hữu hai chữ này, giá trị cũng là không thể đo lường. Đừng nói ta tiền có thể được về đến báo, liền xem như ngươi muốn, cầm lấy đi lại có làm sao. Lời nói này nói ra, xác thực để La Quân trái tim ấm áp. Đường Thanh cũng nói, không sai, tuy nhiên La Quân người cái này chết ra hỏa có đôi khi rất chán ghét. Nhưng là, người có thể làm ta cùng Nghiên Nhi là bằng hữu, chút tiền ấy coi như cầm đi cho ngươi dùng, cũng đáng. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, cũng không nói nhiều, nhưng nàng ý tứ rất rõ ràng. Đây hết thảy hoàn toàn thì là La Quân nhân cách mị lực. Vậy thì tốt, dư thừa lời nói chúng ta liền không nói. La Quân đại thủ vỗ, liền đem cả cái sự tình đánh nhịp. Hắn còn nói thêm, hiện tại ta muốn cho các ngươi phân phối điểm nhiệm vụ, chuyện thứ nhất, cái kia chính là tìm sửa sang nhà thiết kế, sửa sang đoàn đội. Chuyện này Nghiên Nhi cùng Thanh Thanh các ngươi lành nghề, từ các ngươi qua liên hệ, như thế nào? Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi gật đầu đáp ứng tới. La Quân lại nói với Mộc Tĩnh, Tĩnh tỷ ngươi cho ta tổ kiến một lớp tử, cái kia chính là liên quan tới phục vụ viên, công chúa thông báo tuyển dụng, huấn luyện. Còn có quán ba nhân viên quản lý chờ một chút, toàn bộ thông báo tuyển dụng, đồng thời an bài tốt tiền lương đãi ngộ, dừng chân. Hết thảy đều từ chúng ta tổng tư kim đi vào trong sổ sách. Mộc Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi tiểu tử này, đem mệt nhất sống đều cho ta. Ngươi làm gì? La Quân cười ha ha, nói ra, ta đi mời kỹ thuật tính nhân tài, còn có quán ba người pha rượu chờ một chút chuyên nghiệp nhân tài. Mộc Tĩnh cũng không nhiều lời, chút chuyện này nàng vẫn là chơi được. La Quân sau đó lại nói với Lâm Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngươi đơn giản nhất. Hết thảy cần theo chính phủ liên hệ từ ngươi đến giải quyết. Khai trương thời điểm, cho ta thường xuyên mời mấy cái đại quan đến kéo cắt băng. Chúng ta quán ba muốn trở thành ánh sáng mặt trời sản nghiệp. Lâm Thiến Thiến nói ra, tốt, những này đối với nàng mà nói là một bữa ăn sáng. Vậy ta đâu, Đinh Hàm hỏi, nàng có chút không được tự nhiên, cảm thấy mình giống như phát huy không bao nhiêu tác dụng. La Quân cười một tiếng, nói ra, Hàm tỷ quản trướng, ngươi là đại lão bản, hết thảy trướng vụ ngươi quản. Về sau chúng ta hội mời chuyên nghiệp chuyên gia kế toán tới. Đinh Hàm gật gật đầu, nói ra, ta sẽ cố gắng làm tốt. La Quân cảm thấy hết thảy đều đã thương định, liền thở phào một hơi, nói ra, hiện tại chúng ta phải đi chúc mừng đi. Mọi người tự nhiên tán thành. Một trận này bữa tối, tất cả mọi người uống không ít rượu. Đối tương lai cũng là tràn ngập ước mơ. U Linh chủ đề quán ba tại một tuần lễ sau bắt đầu hừng hực khí thế kiến thiết. La Quân để Tống Nghiên Nhi các nàng thiết kế một bộ tuyên truyền phương án đi ra. Đem U Linh chủ đề quán ba phủ lên đến vô cùng thần bí cùng xa hoa. Ninh Hàm cũng trở nên bận rộn, nàng không có bao nhiêu thời gian đến muốn chuyện tình cảm. Dạng này nàng, qua rất lợi hại phong phú. Mỗi ngà tan sở về sau, tắm rửa xong liền đi ngủ. La Quân gia hỏa này còn tiếp tục nhìn lén, đồng thời tự mình giải quyết. Hắn biết, tương lai quán ba khai trương về sau, hắn thì không hưởng thụ được đãi ngộ này. Cho nên hiện tại phá lệ chân quý còn lại đẹp ngày tốt ha. La Quân không có việc gì tự xuyên toa tại lệ nhân công ty còn có quán ba ở giữa. Ngẫu nhiên cùng Đường Thanh trêu đùa, cùng Tống Nghiên Nhi đùa nghịch dưới. Lại cùng Lâm Thiến Thiến uống chút trà, tâm sự, thời gian qua được không thành thơi. Về phần U Linh chủ đề quán ba kiến thiết là dùng lớn nhất nhân lực cùng vật lực. Hạng mục này, truyền thông cũng tiếp tục chú ý. Thứ nhất là Lâm Thiến Thiến vận dụng quan hệ, thứ hai là Quân bọn họ cũng cho truyền thông không ít chỗ tốt. Thời gian qua bình thường mà phong phú. Về phần Dương Lăng cùng Lao Sơn nội gia quán đệ tử bên kia cũng vẫn luôn rất bình tĩnh có chút không bình thường. La Quân có đôi khi đều sẽ quên mình còn có như thế một gốc dạ phiền phức tại. Bất quá hắn vẫn là bảo trì cảnh giác, dù sao trước mắt hắn cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn cũng biết, Dương Lăng ẩn núp đứng lên, vẫn luôn là đang chờ đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội. La Quân cùng Mộc Tĩnh cũng tán gẫu qua không ít, La Quân nói với Mộc Tĩnh thiên địa sát kiếp, thiên mệnh giả những thứ này.
Mục Tĩnh sau khi nghe xong cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại nói, chuyện này phát sinh là tự nhiên mà vậy. La Quân ngược lại là kinh ngạc, nói ra, nói thế nào? Mục Tĩnh nói ra, ta nói như vậy, nếu như đem địa cầu ví von thành thân người thể, như vậy người thì tương đương với trong thân thể tế bào. Chúng ta là địa cầu tế bào, ngàn vạn hơn trăm triệu tế bào, tốt như vậy lý giải sao? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta muốn cái này cũng không thể lý giải, há không phải người ngu. Mục Tĩnh mỉm cười, theo sau tiếp tục nói, có chút tế bào bắt đầu biến dị, trở thành virus. Nói thí dụ như những nghịch thiên cao thủ đó, cùng ẩn tàng yêu ma tồn tại. Bọn họ trở thành virus, bắt đầu trở thành thân thể phụ tải. Lúc này, thân thể hệ thống miễn dịch liền bắt đầu khởi động. Cho nên, thiên đạo cũng là thân thể hệ thống miễn dịch. La Quân như có điều suy nghĩ, nói ra, nói như vậy đứng lên còn có chút đạo lý. Người nói sẽ có hay không có virus mở rộng, sau cùng đem thân thể xử lý khả năng. Mục Tĩnh nói ra, đương nhiên là có khả năng này. Nếu như yêu ma hoành hành, từng cái bản sự cao cường, sau cùng đem địa cầu quấy rối đến không được. Địa cầu bị hủy diệt có cái gì không có khả năng. Hệ thống miễn dịch bị phá hư, người liền sẽ chết. La Quân nói ra, yêu ma vẫn luôn thành thật, ngược lại là nhân loại chiến tranh đối với địa cầu thương tổn quá lớn. Mục Tĩnh nói ra, đúng, cho nên hiện tại toàn cầu bắt đầu biến ấm. Toàn cầu biến ấm người biết ý vị cái gì không? La Quân nói ra, mang ý nghĩa địa cầu bắt đầu phát sốt, tựa như là người đến sinh bệnh, phát sốt đúng hay không? Mục Tĩnh nói ra, đúng, dạng này phát triển tiếp, chưa hẳn liền không có hủy diệt thời gian. Địa cầu hằng cổ mà tồn tại, nhưng chúng ta văn minh mới bao lâu? Ước vạn năm trước liền không có sinh vật, chúng ta có thể hay không lý giải thành, ước vạn năm trước văn minh phát triển đến độ cao nhất định, sau cùng phá hư địa cầu hệ thống miễn dịch. Dẫn đến địa cầu phát sinh đại phá diệt, hết thảy sinh vật diệt tuyệt. Về sau, địa cầu đóng băng ước vạn năm, dần dần khôi phục sinh cơ, lại bắt đầu một lần nữa một vòng mới văn minh. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, chúng ta vấn đề này thảo luận quá xa. Mục Tĩnh nói ra, trước kia chiến tranh nói đến đều là vũ khí lạnh thời đại, đối tại địa cầu thương tổn ngược lại không lớn. Cực kỳ hiện tại phát triển kỹ nghệ, xe hơi đuôi khói, hoàn cảnh phá hư. Nhân loại đã đang liều mạng thực thụ bảo hộ hoàn cảnh, cái này để địa cầu tình huống chuyển biến tốt đẹp một số. Mà địa cầu hệ thống miễn dịch còn không có bị phá hư rơi, cho nên hệ thống miễn dịch cũng chính là thiên đạo bắt đầu tự cứu. Đây chính là thiên địa sát kiếp tác dụng. Cái kia thiên mệnh giả lại là cái gì tồn tại? La Quân hỏi. Mục Tĩnh nói ra, nhân thể hệ thống miễn dịch sẽ để cho khí huyết qua chữa trị vết thương, sẽ tự mình điều tiết thân thể khỏe mạnh. Thiên đạo an bài thiên mệnh giả, cũng là để thiên mệnh giả đến trảm yêu trừ ma, tiêu trừ virus. Giải thích như vậy, người dễ lý giải a. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta giống như cũng không có ý định cầm trong tay một ngụm thanh phong kiếm qua trảm yêu trừ ma a. Người có người đạo, quỷ có quỷ đạo, ta không sao đi giết người ta làm gì. Lại nói, những lão ma đầu đó, ta đánh thắng được a. Mục Tĩnh nói ra, hiện tại thiên địa sát kiếp còn không có khởi động, về sau chỉ sợ ngươi coi như muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Có lẽ, Dương Lăng là cái thừa số. Rất nhiều chuyện, cái gọi là thiên quyết định chính là cái đạo lý này. La Quân hơi hơi thở dài, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn a. Không biết Dương Lăng cái kia thằng nhãi con đang nổi lên cái gì độc kế. U Linh chủ đề quán ba tại hừng hực khí thế sửa sang kiến thiết bên trong. La Quân bọn họ là không tiếc thành bản, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem rượu đi sửa sang khai trương. Rất nhiều tài liệu đều là dùng thiên nhiên không formaldehyde tài liệu tốt. Đồng thời, Đinh Hàm cũng thay đổi công việc lu bù lên. Có đôi khi Đinh Hàm muốn chạy tới chạy lui, nhưng là nàng không có xe rất lợi hại không tiện. Lâu dài cũng là Cairo Quân chiếc kia for xe, mà La Quân có đôi khi cũng sẽ dùng xe, hai người nhất thời cảm thấy nên đi mua xe. Đinh Hàm tự nhiên là không có ý tứ chủ động sách mua xe, bởi vì nàng không có đầu tư bao nhiêu. La Quân thì là bút lớn vung lên một cái, nói là mua xe cũng làm quán ba tư sản. Hắn theo Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi chi hội một tiếng, hai nữ tự nhiên là không ý kiến. Lúc đầu, Đường Thanh còn muốn nói công ty các nàng bên trong có bao nhiêu xe. Nhưng là ngẫm lại, vẫn là tùy theo La Quân đi. Về phần Mộc Tĩnh, vậy liền chào hỏi đều không cần đánh. Nói đến, La Quân cùng Mộc Tĩnh hai người là lớn nhất không cần khách khí. Hàm tỷ, cứ như vậy định, đợi chút nữa ngươi thì chính mình đi mua xe. La Quân như là nói với Đinh Hàm.
Ninh Hàm không khỏi hỏi, cái kia mua cái gì xe tốt, giá vị là bao nhiêu phù hợp? La Quân nói ra, chúng ta quán ba cũng cần xe tốt tới giả mặt tiền. Thì mua 100 vạn khoảng chừng xe đi. Ninh Hàm hơi kinh hãi, theo rồi nói ra, thế nhưng là quán ba vừa khai trương, phải dùng tiễn địa phương rất nhiều. Mua 100 vạn xe có chút lãng phí à? La Quân mỉm cười, nói ra, cái này không gọi lãng phí. Làm đại sự tự nhiên muốn đại khí một số. La Quân kiên trì, Đinh Hàm cũng không tiện nói gì. Lại hỏi, mua nhãn hiệu gì xe đỡ một ít? La Quân nói ra, người xem đó mà làm thôi, không muốn mua lao vụt là được. Đinh Hàm lập tức không hiểu, nói ra, vì cái gì lao vụt không được? La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói, bởi vì lao vụt tại nước Đức Berlin là khi sĩ dùng. Đinh Hàm mỹ lệ gương mặt bên trên lập tức hiện ra thật không thể tin thần sắc. Cùng ngày, Đinh Hàm chính mình qua đánh nhịp mua một cỗ 9-10 chừng 5 vạn liệp báo trở về. Xe nướng sơn làm rất lợi hại coi trọng, nhìn lấy xác thực rất có mặt. Đinh Hàm muốn La Quân đến lái liệp báo, nàng thì mở pho. La Quân cự tuyệt, nói ra, Hàm tỷ ngươi mới là quán ba lão tổng, ngươi đương nhiên muốn lái xe xịn. Ta mở ta pho liền tốt, thì quyết định như vậy. Đinh Hàm cũng không lay chuyển được La Quân, sau cùng cũng chỉ đành theo. Tại bây giờ loại tình huống này, La Quân cùng Đinh Hàm cũng xác thực không thích hợp ở tại giá rẻ phòng thuê. Nhưng là La Quân không muốn dọn đi, Đinh Hàm xách đầy miệng qua thuê tốt nhà, La Quân cũng liền hùa theo, nói ở nơi này cảm thấy rất tốt. Đinh Hàm gặp La Quân bộ dáng này, cười một tiếng, nói, La Quân, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta tách ra nha, chúng ta một lần nữa thuê phòng cũng có thể thuê cùng một chỗ nha. La Quân thật là không muốn cùng Đinh Hàm tách ra, nhưng hắn cũng không tiện nói một lần nữa thuê phòng ở cùng một chỗ. Cái kia không phải tương đương với ở chung sao, nhân khẩu Hàm có thể đáp ứng không? Nhưng bây giờ Đinh Hàm chủ động kiểu nói này, La Quân lập tức liền kích động. Thật, La Quân liền vội vàng hỏi. Đinh Hàm khuôn mặt đỏ lên, nói ra, đương nhiên, chúng ta là thuê lớn một chút nhà. Riêng phần mình ở riêng phần mình gian phòng, ngươi đừng nghĩ lệch ra. La Quân cười ha hả, nói ra, cái này ta đương nhiên biết. Vậy thì tốt, ta hiện tại phải đi lấy tay tìm nhà. Đinh Hàm hiểu ý cười một tiếng. Nàng tuy nhiên cảm thấy mình nói như vậy, làm như vậy rất lớn mật. Nhưng là, trong nội tâm nàng là ưa thích La Quân. Cũng muốn cùng với La Quân. Về phần ngoại nhân thấy thế nào, quản nó chi, mình có thể hài lòng, vui vẻ là được rồi. Sau đó, La Quân thì thật mở ra chính mình pho xe qua tìm nhà. Con hàng này một mực đang đau đầu về sau không thể nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa sự tình. Hiện tại đã Đinh Hàm chủ động nói còn có thể ngủ cùng chỗ. Hắc hắc, La Quân tiểu tâm tư thì động. Hắn quyết định lần này tới cái cao cấp điểm, tìm cái nhà. Sau đó trong phòng tắm lắp đặt cái bí ẩn camera chơi. Kể từ đó, chính mình đẹp ngày tốt liền có thể tiếp tục. Đây là cỡ nào hài lòng sự tình a? Cái này lúc sau đã là trung tuần tháng 7. Hải Tân cái này duyên hải thành thị, nhiệt độ không khí một mực rất cao. Liền xem như mùa đông, cũng là ấm áp như xuân. La Quân mở ra pho xe đi ra tìm nhà, lúc này chính là 3 giờ chiều, trời nắng chang chang. Trong xe mở điều hòa, nhưng La Quân y nguyên cảm thấy hơi nóng. Hắn như thế trên đường đổi tới đổi lui, chẳng có mục đích. Ngẫm lại, La Quân vẫn là cho Mộc Tĩnh gọi điện thoại. Kết quả Mộc Tĩnh nói thẳng, ta không còn sớm nói cho ngươi, ta có một bộ nhà muốn cho Đinh Hàm ở a. Sau cùng lại không hợp ý nhau, nàng ngừng một lát, nói ra, thế nào, hiện tại là ngươi cùng với nàng ở cùng nhau tiến đến. La Quân cười hắc hắc, nói ra, các ở các phòng ở giữa, Tĩnh tỷ ngươi cũng đừng hiểu sai. Mộc Tĩnh cười cười. Nói ra, ta có thể không nói gì, ta xem là chính ngươi hiểu sai. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt ha, ở nơi nào, ta hiện tại muốn đi xem. Mục Tĩnh liền nói ra, trong tay ta còn có chuyện phải bận rộn, ta để Từ Thanh dẫn ngươi đi nhìn. La Quân ứng hảo. Nửa giờ sau, La Quân theo Từ Thanh tụ hợp. Từ Thanh mang theo La Quân qua Mục Tĩnh nói tới nhà. Nhà kia là trung tâm thành phố tiểu khu phòng, tại 12 lầu. Ba thất hai sảnh. Bên trong tu rất không tệ, thuộc về trực tiếp giỏ sách vào ở. La Quân nhìn rất hài lòng, đồng thời kỳ quái nói, Tĩnh tỷ tại sao có thể có như thế một phòng nhỏ, trùng tu xong lại không được. Từ Thanh giải thích nói, bộ phòng này vốn là Tĩnh tỷ ở, về sau Tĩnh tỷ cảm thấy nơi này quá ồn, dọn đi. La Quân cười hắc hắc, nói ra,
vậy thì tốt quá, tiện nghi ta. Từ Thanh mỉm cười. Về sau, Từ Thanh đem chìa khóa giao cho La Quân. La Quân cầm chìa khóa, sau khi ra cửa thì theo Từ Thanh tạm biệt. Tiếp theo, La Quân cũng không có lập tức cho Đinh Hàm gọi điện thoại nói cho nàng cái tin tức tốt này. Bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị xong camera những đồ chơi này. La Quân có chút đau đầu, ở trên thị trường nơi đó có thể mua được ẩn nấp camera đâu. Lại nói, còn liên thông máy tính, cái này quá khó giữ được hiểm. Vạn nhất bị Đinh Hàm tiến gian phòng của mình thu thập thời điểm, phát hiện máy tính bí mật. Vậy mình cái kia còn có mặt mũi à? Nếu như là ở nước ngoài, La Quân muốn làm điểm ấy tiểu trang bị đó là rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, La Quân thương tổn thấu đầu óc. Nhưng La Quân cũng không muốn từ bỏ, bởi vì đây là hắn tại Hải Tân thành phố một mực đợi vui mừng nhất thú. Bất quá việc này cũng không cần quá gấp, La Quân trước tiên có thể không nói cho Đinh Hàm. Dù sao tìm nhà tìm thêm mấy ngày cũng rất bình thường. Đảo mắt đã là 5 giờ chiều, La Quân đang định tùy tiện tìm một chỗ giải quyết bữa tối. Lúc này Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại tới, nói ra, La Quân, ban đêm mời ngươi ăn cơm. La Quân cười ha ha, nói ra, đang nghĩ ngợi ăn cơm, ngươi thì đưa tới cửa. Lâm Thiến Thiến cũng là tốt cười, tổn hại hắn nói, ngươi cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ. Ban đêm cũng không phải ta mời ngươi ăn cơm, là ta một người bạn. La Quân không khỏi sững sờ, sau đó hiếu kỳ nói, bằng hữu của ngươi mời ta ăn cơm làm gì? Ta lại không biết. Lâm Thiến Thiến nói ra, người nào đều không phải là sinh ra tới thì nhận biết, tiếp xúc một chút chẳng phải nhận biết. La Quân hỏi, nam nữ. Lâm Thiến Thiến nói, nếu như ta nói là nam, ngươi làm gì? La Quân lập tức nói, nam mời ta ăn cơm làm gì? Ta lại không là đồng tính luyến, không ăn. Lâm Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi, nói ra, ngươi thật là một cái gia súc. La Quân cười ha ha, nói ra, là nữ a. Lâm Thiến Thiến nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, vẫn là đại mỹ nữ đâu, bất quá không có ngươi cái gì bộ phim. Ngươi thì bảo vệ tốt ngươi Đinh Hàm đi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, nếu là mỹ nữ, cái kia ăn cơm vẫn là có rảnh. Hắn tuy nhiên cũng có chút hiếu kỳ vị mỹ nữ kia có ý đồ gì, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần đối phương là mỹ nữ. Cái kia lãng phí một chút thời gian cũng là đáng giá. Sau đó, La Quân theo Lâm Thiến Thiến ước định cẩn thận thời gian. La Quân hấp tấp liền định qua phó ước. Ai biết lúc này, Đinh Hàm lại gọi điện thoại tới, La Quân, ta mua thức ăn trở về, ngươi về tới dùng cơm đi. La Quân hơi sững sờ, nói, hôm nay như thế có rảnh. Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nói, gần nhất bận quá, đều không để ngươi ở nhà ăn xong một bữa cơm. Hôm nay đem sự tình đều đẩy ra, mau trở lại a. La Quân là cái tâm địa gian dảo, còn muốn đi gặp Lâm Thiến Thiến nói tới mỹ nữ đây. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, nói láo liền đến, Hàm tỷ, ta cũng muốn trở về ăn. Nhưng là đêm nay Lâm Thiến Thiến có chuyện tìm ta, cho nên ta về không được. Đinh Hàm nao nao, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng đối La Quân rất lợi hại yên tâm, cũng biết La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thường xuyên hội có chuyện thương lượng. Nàng liền nói ra, vậy được rồi, ngươi làm xong thì về sớm một chút. La Quân nói ra, ngừng một lát, lại cố ý tiếc hận nói, quá đáng tiếc, không thể ăn đến Hàm tỷ ngươi nấu cơm đồ ăn. Đinh Hàm tâm lý ngọt ngọt, nói ra, ngốc gia hỏa, người muốn ăn, về sau phần lớn là cơ hội đây. Câu này nói vừa xong, mặt nàng thì không tự giác đỏ. La Quân cũng là ngăn cách điện thoại đều có thể cảm nhận được Đinh Hàm thẹn thùng. 6 giờ tối, La Quân lái xe tới đến ước định cà phê Chi Dực nhà ăn. Nhà này nhà ăn là cơm trưa, cơm Tây đều có. Thuộc về Trung Tây kết hợp nhà ăn. Lâm Thiến Thiến định một cái ưu nhã phòng. La Quân tại phục vụ viên chỉ huy dưới tiến vào phòng, vừa vào phòng đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến còn có Lâm Thiến Thiến nói tới bằng hữu. Vị bằng hữu này chính là Quốc An Lục Sử Sử trưởng, Trầm Mặc Nùng. Giờ phút này, Trầm Mặc Nùng một thân màu đen váy đầm, mỹ lệ xương quai xanh lộ ở bên ngoài. Nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ. Trầm Mặc Nùng nhìn 24 tuổi khoảng chừng, nhưng trên thực tế đã có 28 tuổi. Nàng là cái rất tinh xảo nữ nhân, thì đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói, cũng có một loại vô hình khí chàng. Loại này khí chàng khiến người ta không dám đối nàng có chút khinh nhờn chi tâm. Ngay cả La Quân tại thời khắc này, trong lòng cũng có chút phạm sợ. Hắn là cái sắc bại hoại, nhưng cũng không dám đối Trầm Mặc Nùng có bất kỳ dục vọng chi tâm, không dám khinh nhờn.
Loại tình huống này thật sự là quá hiếm thấy. Phải biết Tĩnh tỷ cũng là khí chàng cường đại nữ nhân, nhưng là La Quân trông thấy Mộc Tĩnh vẫn là dám đùa giỡn, dám có nam nhân đối với nữ nhân loại kia dục vọng. Nhưng La Quân cũng không dám đối Trầm Mặc Nùng có ý nghĩ thế này. La Quân cảm thấy run lên, liền minh bạch một việc. Cái kia chính là trước mắt cái này Trầm Mặc Nùng, tu vi phi thường cao. So với chính mình cùng Tĩnh tỷ cao hơn. La Quân nhìn không ra Trầm Mặc Nùng tu vi, nhưng cái này không sao. Giờ khắc này, La Quân ở trong lòng khẳng định cái này Trầm Mặc Nùng đã là kim đan cấp bậc cao thủ, lục địa chân tiên. La tiên sinh, người tốt, Trầm Mặc Nùng đi vào La Quân trước mặt, nàng cười nhạt một tiếng, duỗi da trắng như tuyết nhu di, nói, kính đã lâu. La Quân hơi sững sờ, sau đó cũng liền khôi phục bình thường suy nghĩ. Hắn cũng không phải cái luống cuống người, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, cũng đưa tay ra nói, người tốt. Hai người một nắm liền phân ra, vô cùng có chừng mực cùng lễ phép. La Quân tuy nhiên bình thường biểu hiện rất lợi hại cà lơ phất phơ, nhưng trên thực tế, hắn theo không thục nữ tính vẫn là giữ một khoảng cách cùng tôn trọng. Sẽ không tùy ý qua nói ngả ngớn lời nói. Huống chi, trước mắt Trầm Mặc Nùng cũng không phải cái gì đơn giản nữ nhân. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, trong mắt lại mang một tia nghi hoặc. Hắn nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta hẳn là theo tiểu thư ngài là lần đầu tiên gặp mặt. Ngài làm sao đến kính đã lâu? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. La Quân gật đầu, nói, được. Lâm Thiến Thiến ở một bên cũng là buông lỏng một hơi, nàng cũng là thật sợ La Quân con hàng này tại Trầm Mặc Nùng trước mặt không có chính hình. Còn tốt, La Quân không cho nàng mất mặt. Ba người nhập tọa về sau, Lâm Thiến Thiến trước giới thiệu, nói ra, La Quân, ta cùng ngươi giới thiệu đi. Vị này là Trầm Tiểu Thư, đến từ Quốc An Lục Sử. La Quân hơi kinh hãi, nói, Lục Sử. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói, La tiên sinh nghe nói qua Lục Sử. La Quân gật gật đầu, nói ra, nghe thấy qua. Trầm Mặc Nùng đến hứng thú, nói, không biết tại La tiên sinh trong mắt, Lục Sử là một cái dạng gì tồn tại. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Lục Sử là thần bí tồn tại, phải nói sánh bằng nước CIA còn muốn thần bí. Mà lại các người huấn luyện, còn có giữ bí mật chế độ rất lợi hại khắc nghiệt. Thật không nghĩ tới Trầm Tiểu Thư ngài biết tùy tiện ở trước mặt ta bại lộ thân phận. Trầm Mặc Nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, La tiên sinh là có thể tín nhiệm người, không phải sao. Nàng trong lời nói thế mà mang một chút chấn nhiếp ý vị, giống như La Quân phủ nhận liền sẽ có nguy hiểm. La Quân tỏa ra phản cảm, từ tốn nói, ta có thể cái gì đều chưa từng đồng ý. Gia hỏa này trời sinh ăn mềm không ăn cứng. Lời này ý tứ chính là, lão tử không có nhận lời qua ngươi cái gì, tiết lộ thì sao? Hai người nói chuyện nhất thời mang một tia mùi thuốc súng. Lâm Thiến Thiến ở một bên không khỏi có chút xấu hổ, nàng vội vàng hòa giải, nói ra, Trầm tỷ, La Quân tính cách có chút sông, ngươi chớ để ý. Hắn tuyệt sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Trầm Mặc Nùng cũng không có thật tức giận, ngược lại trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói ra, có bản lĩnh người, đều sẽ có chút ngạo khí. La tiên sinh nếu thật là mềm nhũn, cũng không đáng cho ta đến gặp mặt. Cũng không có khả năng tóm được Lý Dương dạng này người. La Quân liền cũng lập tức minh bạch, trước mắt nữ nhân này là đang thử thăm dò chính mình. Hắn cũng minh bạch nữ nhân này ý đồ đến, nguyên lai là bởi vì Lý Dương sự tình. La Quân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Dù sao cũng không chủ động nói chuyện. Trầm Mặc Nùng nhân tiện nói, Thiến Thiến, La tiên sinh, chúng ta gọi món ăn đi. Lâm Thiến Thiến lập tức nói ra, ta đi gọi phục vụ viên. Bữa cơm này, ăn không mặn không nhạt, La Quân ăn cơm rất lợi hại nể tình, khẩu vị cũng rất tốt. Hắn ban đầu gặp Trầm Mặc Nùng còn có chút câu thúc, nhưng về sau cũng liền không kiêng kỵ. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn tại nhẹ giọng thì thầm theo Lâm Thiến Thiến nói chuyện với nhau. Hai đại mỹ nữ đối La Quân cái con tham ăn này cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi cơm nước xong, Trầm Mặc Nùng tính tiền. Sau đó, ba người ra cà phê Chi Dực. Lúc này là 8 giờ rưỡi đêm. Hải Tân thành phố đèn neon huy hoàng, cầu vượt lên xe chảy xuyên toa, rót thành rực rỡ xe bờ sông. Lâm Thiến Thiến nói với Trầm Mặc Nùng, Trầm tỷ, ta đưa ngươi về quán rượu đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần, chính ta trở về liền tốt. Ta muốn đi một mình đi. Lâm Thiến Thiến theo Trầm Mặc Nùng cũng không phải rất quen, cho nên gặp nàng nói như vậy, cũng liền không lại kiên trì. Trầm Mặc Nùng theo La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tạm biệt về sau, đi một mình.
La Quân nhìn lấy nàng bóng lưng, nữ nhân này một thân màu đen váy đầm, bó sát người. Bóng lưng này nhìn, có lồi có lõm, thật là khiến người ta xôi trào a. Riêng là Trầm Mặc Nùng thân phận thần bí tính, cái này khiến La Quân nhìn không nỡ rời ánh mắt. Một bên Lâm Thiến Thiến gặp La Quân cái này tính tình, hung hăng dẫm La Quân một chân, sau đó liền lên chính nàng xe, nghênh ngang rời đi. La Quân đau nhức nhe răng trợn mắt, hắn cũng không khỏi buồn cười. Lâm Thiến Thiến cô nương này ăn cái gì dấm a? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có mê luyến nàng bóng lưng? Ca mê luyến, ngươi cũng nhìn không thấy a? La Quân đương nhiên sẽ không đem Lâm Thiến Thiến tức giận sự tình để ở trong lòng, hắn trừ sẽ để ý Đinh Hàm tức giận. Còn lại người, cũng không quá để ý. Tiếp theo, La Quân cũng tới chính mình pho xe. Đêm nay lúc ăn cơm đợi, La Quân uống chút khai vị tửu. Cho nên dưới mắt, hắn còn tính là tửu điều khiển. Bất quá con hàng này cũng không phải cái tự giác người, như cũ vẫn là lái xe. Huống hồ tại La Quân tâm lý, rượu vang đỏ, rượu bia, cái kia cũng không tính là tửu. Thế nào biết là, La Quân không có mở bao xa ra ngoài, liền gặp phải Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng tại ven đường đứng vững, gió đêm thổi lất phất nàng sợi tóc. Giờ khắc này, nàng giống như áo đen nữ thần buông xuống, mỹ lệ đến khiến người ta điên đảo thần hồn bước. Mà lại, La Quân tâm lý có loại cảm giác, Trầm Mặc Nùng là đang chờ mình. La Quân ở trước mặt nàng dừng xe, quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra, xông Trầm Mặc Nùng nói, Trầm tiểu thư, ngươi là đang chờ ta à? Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền nói ra, không sai. Cái kia lên xe đi, La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó liền lên La Quân tay lái phụ, nàng vừa tiến đến, trong xe chính là một cỗ dễ ngửi mùi thơm. La Quân nổ máy xe, hỏi, Trầm tiểu thư, người muốn đi đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, đến Hải Tân, đương nhiên hẳn là muốn nhìn biển. Chúng ta qua bờ biển đi. La Quân cười ha ha, nói ra, muốn nhìn biển làm sao không tìm Lâm Thiến Thiến. Chẳng lẽ Trầm tiểu thư muốn cùng ta hẹn hò? Con hàng này một khi quen, ngoài miệng liền bắt đầu miệng hoa hoa. Trầm Mặc Nùng cũng là không tức giận, nàng khí chất rất tốt, khí chàng càng tốt hơn. Tựa như là nở rộ hoa tươi, vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Cũng vĩnh viễn sẽ không lôi đình tức giận. Nàng mỉm cười, nói ra, người cảm thấy là như thế nào, cái kia chính là như thế nào đi. La Quân nhất thời cảm giác nhất quyền đánh vào trên bông, không có ý gì. Nam nhân đùa giỡn nữ nhân, cũng là hy vọng nữ nhân có thể hờn dỗi tức giận, xấu hổ tức giận. Nếu như đối phương nhàn nhạt, vậy liền không thú vị. Đương nhiên, La Quân cảm thấy Trầm Mặc Nùng biểu hiện như vậy cũng rất bình thường. Cũng không thể trông cậy vào nàng dạng này nữ nhân hội thẹn thùng tức giận a. Đúng, làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua, vạn nhất ta cùng Lâm Thiến Thiến đi hẹn hò đâu, La Quân không khỏi kỳ quái nói. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng. Nói ra, giác quan thứ 6. La Quân nói, móa, người cái này giác quan thứ 6 thật đúng là biến thái a. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, người bây giờ còn chưa đến ta cảnh giới này. Đến ta cảnh giới này, người cũng sẽ có loại này giác quan thứ 6. Từ nơi sâu xa muốn phát sinh nguy hiểm, điểm xấu, hoặc là chuyện tốt, người cũng hội có một loại tối tăm cảm giác. Bởi vì cái gọi là, người qua 50 chi thiên mệnh. La Quân trợn mắt chừng một cái. Nói ra, qua 50 người, có thật nhiều đều là lão hồ đồ. Chi thiên mệnh không nhiều. Hắn lại hiếu kỳ bát quái nói, Trầm tiểu thư, người đến cảnh giới gì? Trầm Mặc Nùng nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, người không phải đã đoán được sao? Kim đan chi cảnh, La Quân không khỏi hít sâu một hơi. Xe chạy đến trên bờ biển. Bãi biển đèn đuốc sáng choang, nơi này còn có thật nhiều du nhạc công trình. Bên cạnh cũng không ít quán rượu. Rất nhiều du khách đều ở nơi này chơi đùa, cái kia nghỉ phép quán rượu sửa sang cao đại huy hoàng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến so sánh yên tĩnh bãi cát khu vực ngồi xuống. Phía trước là mênh mông đại hải, dao động thanh âm vỗ đập truyền đến. Gió biển đối diện quét mà đến, mang theo dâm đãng vị đạo. La Quân không khỏi hiếu kỳ hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, Trầm tiểu thư, ngươi. Ta gọi Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng đừng lão gọi ta Trầm tiểu thư. Thì giống như Thiến Thiến gọi ta Trầm tỷ đi. La Quân cười ha ha, nói, gọi Trầm tỷ lộ ra ngươi nhiều lão a, cái kia ta bảo ngươi Mặc Nồng a. Trầm Mặc thản nhiên nói, vậy cũng được, dù sao đều là cái xưng hô. La Quân không nghĩ tới nàng thật đúng là đáp ứng, thế là thì đả xà tùy côn bên trên, hô, Mặc Nồng.
Trầm Mặc Nùng đáp, ừm. La Quân lại hô, Mặc Nồng. Trầm Mặc Nùng nói, ừm. La Quân hô, Mặc Nồng. Trầm Mặc Nùng tính khí cho dù tốt, lúc này cũng có chút im lặng, nàng hơi hơi cau mày nói, ngươi có việc nói sự tình. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta là cảm thấy dạng này hô tên ngươi rất hăng hái, cũng rất có cảm giác thành công. Trầm Mặc Nùng không khỏi nhịn không được cười lên, nàng làm sao hiện tại mới nhìn ra gia hỏa này là cái tên dở hơi đây. La Quân lúc này cũng liền nghiêm mặt nói ra, Mặc Nồng, có một vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi nói. La Quân nói ra, ta dừng lại tại Hóa Kính đỉnh phong đã 3 năm. Trước kia sự luyện công của ta, xuôi gió xuôi nước, nhưng là cái này khảm, mặc kệ như thế nào đều không bước qua được. Ta đến thiếu khuyết cái gì? Ngươi là kim đan chi cảnh cao thủ, cho nên muốn cùng ngươi lấy kinh nghiệm. Trầm Mặc Nùng liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, Hóa Kính đỉnh phong là vũ cực hạn. Bao nhiêu lão quyền sư, đại tông sư cả một đời đều dừng lại tại Hóa Kính đỉnh phong. Hóa Kính đỉnh phong, lực lượng lại lớn, thân thể đều sẽ già yếu. Mà kim đan chi cảnh người, sống đến 80 tuổi, y nguyên có thể cường đại vô cùng. Nhưng là Hóa Kính đỉnh phong, một khi qua 50 tuổi, cái kia chính là nước sông ngày một rút xuống. La Quân gật đầu, nói ra, điểm này ta biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hóa Kính đỉnh phong là võ thuật đại thành, mà kim đan chi cảnh chính là võ đạo. Chánh thức võ đạo ngươi hiểu chưa? La Quân trước đó nghe Trình Kiến Hoa cũng đã nói võ đạo, hắn khẽ nhíu mày, nói, đến cái gì mới là võ đạo? Võ đạo hai chữ, ta cảm thấy cũng không phải là dễ như trở bàn tay mấy câu có thể khái quát. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, nếu như võ đạo hai chữ dễ lý giải, cái kia cũng sẽ không có nhiều như vậy lão quyền sư cả một đời dừng lại tại Hóa Kính đỉnh phong. Bởi vì cái gọi là, đường dài rằng giặc tu viễn này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Võ đạo con đường này, là cần chính mình đến tìm tòi, cũng không phải là người khác có thể dạy ngươi. Có chút cao thủ, tính tình quái đản, giết người như ngóe. Nhưng hắn có hắn kiên định võ đạo, hắn biết mình muốn làm gì dạng người. Cho nên hắn có thể trở thành kim đan chi cảnh cao thủ. Có chút cũ quyền sư, lòng mang chính nghĩa, lại không thể thành tựu kim đan chi cảnh. Cho nên nói, võ đạo cũng không có một cái nào hình thức. Không quan tâm người phải làm cho tốt người hay là người xấu. Trọng yếu nhất là, người kiên định người đạo, người biết mình muốn cái gì, muốn trở thành vì sao người. Người phải có chính mình khẳng khái kịch liệt, có chính mình tinh thần cảm động. Đây mới là võ đạo. Phật cản giết Phật, ma cản sát ma, cũng là một loại võ đạo. La Quân như có điều suy nghĩ đứng lên, hắn cảm thấy mình từ nơi sâu xa tựa hồ minh bạch thứ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.